tức khắc toàn bộ hố to đều thiêu đốt. Mãnh liệt độ ấm đều làm Dương Nghị Vân nhịn không được vận chuyển pháp lực ngăn cản. Mặt giãn ra chi gian, toàn bộ hố to máu đã bị tiểu phượng hoàng thiêu không còn một mảnh, tất cả đều bốc hơi một giọt vết máu cũng chưa dư lại. Đến tận đây mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu phượng hoàng cùng Điêu Nhi trước sau trên người thần quang chợt lóe, khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Tiểu phượng hoàng thành niên, hóa thành một người tuổi chừng 18-9 tuổi thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, một thân hỏa hồng sắc trang phục, cao quý trung mang theo nóng bỏng, không bao giờ là năm đó hài đồng bộ dáng. Nàng rốt cuộc thành niên, là một đầu thành niên thần cầm phượng hoàng, vì trăm cầm chi vương cũng. Mà Điêu Nhi còn lại là nguyên lai lão bộ dáng, nhìn so miêu mễ lớn một chút, toàn thân tóc vàng lấp lánh, vèo một chút hóa thành một đạo kim quang, thẳng đến Dương Nghị Vân trong lòng ngực. Ca ta tưởng ngươi. Một câu nói xong, bay đến Dương Nghị Vân trong lòng ngực. Kia một đôi đen nhánh sáng ngời linh động mắt to nước mắt ào ào ra bên ngoài mạo. Ca. Tiểu Phượng Hoàng cũng nhào vào Dương Nghị Vân trong lòng ngực. Chiến đấu kết thúc, các nàng rốt cuộc có thể tố trường tình. Dương Nghị Vân trong lòng ngực ôm Điêu Nhi, cũng đem Tiểu Phượng Hoàng ngăn ở thủ đoạn, hắn cũng kích động hai tròng mắt đỏ rực. Hảo hảo hảo, ta cũng tưởng các ngươi. Mau tam vạn năm không gặp, kỳ thật hắn không có một ngày không nghĩ các nàng. Đối Điêu Nhi hắn trước sau có loại từ phụ tâm thái, đối Tiểu Phượng Hoàng càng là nhận hạ muội muội. Hiện giờ Điêu Nhi có thể trực tiếp đối thoại, không cần để ý niệm giao lưu, này thuyết minh Điêu Nhi cường đại đi lên, cũng đích xác phía trước kiến thức tới rồi Điêu Nhi thần uy một mặt. Tiểu Phượng Hoàng càng không cần phải nói, thành niên thần cầm Phượng Hoàng, toàn bộ thần giới sợ là cũng tìm không ra cái thứ hai tới. Chủ nhân, lúc này nghe con cùng Vân Lôi thú thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân trấn an Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng, quay đầu nhìn lại là hai cái 14-15 tuổi thiếu niên. Một cái một thân thanh y, một cái một thân áo tím xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là nghé con, Dương Nghị Vân nhìn thanh y thiếu niên nói. Ân, ta chính là nghé con, chủ nhân. Hóa thân thành nhân thiếu niên có chút thẹn thùng bộ dáng, nhưng nhìn lại là tuấn tú lịch sự. Ngươi là Vân Lôi thú đi, Dương Nghị Vân nhìn về phía áo tím thiếu niên. Thiếu chủ nhân, nhân gia có tên hảo đi, ngài có thể kêu ta Vân Lôi. Vân Lôi thú hóa thân thiếu niên đối với Dương Nghị Vân kêu hắn Vân Lôi thú có điểm bất mãn, tiểu tử này ở tiên giới thời điểm, là sư phụ trời cao tả chiến đấu linh sủng, hiện giờ kêu Dương Nghị Vân thiếu chủ nhân cũng là không sai. Ha ha, hảo, về sau liền phải ngươi tiểu Vân Lôi. Dương Nghị Vân nhìn tiểu tử này nhưng thật ra cái tính cách hoạt bát chủ nhân. Lúc này Vân Lôi thú nhìn tiểu miêu giống nhau cuốn xúc ở Dương Nghị Vân trong lòng ngực Điêu Nhi, có chút buồn bực nói, ai Điêu Nhi lão đại. Mọi người đều có thể hóa thân làm người lạp, người như thế nào còn không biến thành người a? Những lời này vừa ra tới, Dương Nghị Vân nhìn về phía trong lòng ngực Điêu Nhi. Mà giờ phút này Tiểu Phượng Hoàng cùng một bên nghé con lại là biểu tình cổ quái, nhịn không được nở nụ cười, đương nhiên chỉ có Tiểu Phượng Hoàng cười lên tiếng, nghé con lại là cắn môi nén cười, thoạt nhìn hắn nhẫn thực vất vả. Nguyên lai hương hương ngươi sẽ hóa thân a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đâu, mau mau hóa thân làm ca ca nhìn xem. Người hóa thân lúc sau là bộ dáng gì? Đối Điêu Nhi Dương Nghị Vân vẫn là thích kêu nàng tên Hương Hương. Vốn dĩ cho rằng Điêu Nhi sẽ không hóa thân, không tu luyện ra nhân thân, này sẽ làm nghe Vân Lôi thú vừa nói, hắn mới biết được nguyên lai Điêu Nhi hiện tại là có thể hóa thân làm người. Chẳng qua xem Tiểu Phượng Hoàng cùng nghé còn ý cười, lại có chút buồn bực, chẳng lẽ Điêu Nhi hóa thân không hoàn chỉnh? Chỉ có thể hóa thành nửa người nửa yêu bộ dáng. Liền tính là như vậy cũng không có gì a, rất nhiều yêu tộc tu luyện đến hóa thân nông nỗi sau, còn sẽ cố tình giữ lại nửa yêu thân thể đâu. Điêu Nhi là phi thiên thần trồn, bản thân liền đặc thù, một ít huyết mạch hiếm thấy thần thú hóa thân vãn, hoặc là nói còn có sinh đều sẽ không hóa thân làm người, không có gì kỳ quái. Nhưng là Điêu Nhi nếu là có thể hóa thân, Dương Nghị Vân thật đúng là tò mò, muốn nhìn một chút, Điêu Nhi sẽ là cái dạng gì. Tiểu Lôi tử ngươi câm miệng cho ta. Điêu Nhi phát ra gầm lên giận dữ. Người sau cổ co rụt lại trốn đến nghé con phía sau. Dương Nghị Vân càng thêm tò mò, Điêu Nhi tựa hồ đối chính mình nhân thân thực không hy vọng người khác nhìn đến. Điêu Nhi mau mau biến thân ta nhìn xem, có phải hay không ra cái gì vấn đề. Dương Nghị Vân phản ứng đầu tiên chính là Điêu Nhi tu luyện chẳng lẽ ra cái gì vấn đề. Hắn là lo lắng, mà Điêu Nhi còn lại là từ Dương Nghị Vân trong lòng ngực trọn rơi trên mặt đất, ngượng ngùng nói, ca. Liền không nhìn đi, không có gì vấn đề.
Làm ngươi hóa thân liền hóa thân, phí nói cái gì, nhanh lên. Dương Mẫu Nhân lôi kéo mặt, Điêu Nhi liền nhụt chí, lôi kéo đầu nói, hảo đi. Dứt lời sau, chỉ thấy Điêu Nhi toàn thân kim quang chợt lóe. Ngay sau đó, Dương Nghị Vân mở to hai mắt nhìn. Nửa ngày lúc sau, lại là phốc, qua ha ha ha. Dương Mẫu Nhân thật sự không nhịn cười ra tới, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiểu Phượng Hoàng cười, nghe con nén cười nguyên nhân. Nhìn đến Điêu Nhi cái này hóa thân làm người bộ dáng sau, sợ là đổi làm ai đều phải nhịn không được cười ra tới. Bởi vì giờ phút này Điêu Nhi biến thành một cái 12-13 tuổi tiểu mập mạp, một đầu tóc vàng, đôi mắt tròn xoe biến thành màu đen, tròn tròn gương mặt tất cả đều là thịt, tóc vẫn là kim sắc, trên người ăn mặc một thân kính trang đều là kim sắc, hơn nữa là bó sát người cái loại này, bụng nhỏ đều ra tới. Mấu chốt là cái đầu cũng không cao, chính là 1m1 vài, toàn bộ một cái tiểu viên cầu. Kim sắc đầu tóc nhưng thật ra trường, nhưng lại chát thành hai cái tiểu đuôi ngựa bộ dáng, rất có điểm tiểu mập mạp phiên bản Natia, a cảm giác quen thuộc. Bất quá nếu là cái nam hài tử cũng liền thôi, cố tình Điêu Nhi là nữ hài tử, thật đúng là thoạt nhìn có điểm kia gì. Đặc biệt là ở không có đối lập liền không có thương tổn dưới tình huống càng là như thế. Tiểu Phượng Hoàng duyên dáng yêu kiều, quả thực chính là thiếu nữ thần, nghe con cùng vân lôi thú cũng đều phong độ nhẹ nhàng, cố tình Điêu Nhi chính là một cái tiểu viên cầu tiểu mập mạp, hai cực hóa đối lập. Ca, ngươi không cho cười ta. Điêu Nhi vừa thấy Dương Nghị Vân cười ha hả, tức khắc mang lên khóc nức nở. Hảo 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 ca không cười, ha ha, không cười, ha ha. Còn cười Điêu Nhi tức giận đến dậm chân, ngay sau đó oa một chút liền khóc. Oa ô ô, các người đều cười ta, ô ô khóc nức nở. Điêu Nhi kim quang chợt lóe lại hóa thành nàng bản thể bộ dáng. Dương Nghị Vân xem Điêu Nhi khóc, lúc này mới im tiếng, đi qua đi đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi nói, hảo, hương hương không khóc, ca sai rồi, về sau bảo đảm không cười. Mặc kệ ngươi béo thành Nga không đúng, là biến thành cái dạng gì, ca đều thương ngươi, đều còn thích ngươi. Thật sự, Điêu Nhi hỏi, ca khi nào đã lừa gạt ngươi a? Đương nhiên là thật sự, có nửa câu lời nói dối tao thiên. Dương Nghị Vân thề, không cho nói ra tới, ta không tức giận. Điêu Nhi móng vuốt nhỏ ngăn chặn Dương Nghị Vân muốn thề miệng. Này tuyệt đối, kỳ thật ca rất thích ngươi bảnh đô đô bộ dáng, khá tốt, ngươi có thể hóa thân làm người, này thuyết minh. Nhà ta hương hương trưởng thành, đây là chuyện tốt. Dương Nghị Vân nghiêm túc đối Điêu Nhi nói. Nga, chỉ cần cái thích, kia, ta đây về sau liền bảo trì nhân thân. Điêu Nhi nhỏ giọng nói. Hành, cái gì đều được. Dương Nghị Vân cười nói, luôn là đem Điêu Nhi trấn an xuống dưới. Kỳ thật lúc này hắn cẩn thận quan sát, mới phát hiện Điêu Nhi đích xác béo rất nhiều, ôm nàng bản thể thời điểm, cảm giác tất cả đều là thịt, trong lòng nghĩ có phải hay không Điêu Nhi tu luyện ra cái gì đường rẽ. Không nên như vậy béo mới đúng. Muốn hỏi một chút thỏ ra. Ngay sau đó Điêu Nhi nhảy xuống mà lại lần nữa khôi phục béo đô đô hình người bộ dáng. Mà Dương Nghị Vân trung quy quay đầu tìm kiếm thỏ ra lão gia hỏa này, vừa mới cùng Điêu Nhi bọn họ ôn chuyện, không đi phỏng chừng thỏ ra, hiện tại cũng nên đi chào hỏi. Nói thật, hắn trong lòng nghe cảm kích thỏ ra, thực hiển nhiên Tiểu Phượng Hoàng mấy cái trưởng thành thỏ ra tất nhiên phi không ít công phu. Ngẩng đầu vừa thấy. Thỏ ra ở cách đó không xa một cục đá thượng, hóa thành lúc trước hắn gặp mặt lão giả bộ dáng, trong tay nhéo tử hồ lô ở uống rượu. Dương Nghị Vân này nhấc chân đi hướng thỏ ra. Thỏ ra nhìn Dương Nghị Vân đi tới, nửa nằm ở cự thạch thượng, mang theo ý cười, trong ánh mắt có vui mừng, như trưởng bối xem vãn bối giống nhau thần sắc. Dương Nghị Vân đối thỏ ra lại là có điểm phức tạp, lúc trước gặp phải thỏ ra là hắn cứu hắn, cũng là thỏ ra dẫn hắn đi càn khôn thần điện thế giới. Kế thừa càn khôn thần điện, tương đương là ở thần giới có được chính mình căn cơ. Mà khi đó thỏ ra thân phận là càn khôn thần điện thế giới hỗn nguyên chí tôn, là càn khôn thần đế tọa hạ chỉ ở sau tồn tại giả, càng là thỏ ra làm hắn đi vĩnh hằng thần giới rèn luyện trưởng thành. Lại sau lại chờ hắn từ vĩnh hằng thần giới trở về thời điểm, lại là nghe nói thỏ ra mang theo Tiểu Phượng Hoàng chờ tiên giới phi thăng thần thú dị thú cùng những cái đó cao giai yêu tiên đi chúng thần vực tu luyện. Cho đến ngày nay, mới vừa rồi gặp mặt. Nhưng gặp lại là mau tam vạn năm. Mà thỏ ra thân phận lại nhiều một tầng. Dựa theo Linh một cách nói, thỏ ra là hỗn nguyên đại thánh, là thánh thiên đế dưới tòa 10 đại thánh chi nhất, cùng Tiểu Phượng Hoàng, Điêu Nhi, Nghé Con, Vân Lôi Thú đều là thánh thiên đế dưới tòa đại thánh. Cái này thân phận chuyển biến thật sự làm Dương Nghị Vân có điểm không thích ứng. Bất quá nói đến cùng,
hắn đều phải cảm tạ Thỏ Gia. Bởi vì một đường đi tới đều ở giúp hắn. Càng là làm Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi các nàng hoàn toàn trưởng thành, trở thành chân chính thần thú, phát huy ra thần thú bổn ứng có thiên phú thực lực. Đi vào Thỏ Gia trước người, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, cung cung kính kính khom lưng hành lễ nói, gặp qua Thỏ Gia. Hắn này thi lễ dưới, Thỏ Gia lại là chợt lóe thân từ thật lớn trên tảng đá tránh đi, hiển nhiên là không chịu. Trong miệng lại là cười ha hả nói, thánh chủ chính là Chiết Sát lão nhân. Nghiêng người đến Dương Nghị Vân bên người nâng khởi Dương Nghị Vân cười nói lời nói, chỉ cần thánh chủ không trách lão nhân liền hảo, hết thảy đều là lão nhân nên làm. Dương Nghị Vân đứng dậy, nghe Thỏ Gia nói chuyện, hắn lời nói chung tựa hồ biết rất nhiều tin tức, hoặc là nói một ít việc đã sớm biết đến bộ dáng. Cũng xác định linh một khu nhà ngôn không giả. Xem ra Thỏ Gia cùng Tiểu Phượng Hoàng các nàng quả thật là song tầng thân phận, là khai thiên thời đại thánh thiên đế dưới tòa đại thánh. Chỉ là, thoạt nhìn thân phận chỉ có Thỏ Gia chính mình rõ ràng, mà Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi bốn cái là không biết. Dương Nghị Vân nhìn Thỏ Gia nói, ngươi biết thánh thiên đế việc. Thỏ Gia cười gật đầu, ngay từ đầu không biết sau lại đã biết. Cho nên ta mới mang theo Tiểu Phượng Hoàng các nàng tiến vào chúng thần vực thế giới tu luyện. Dương Nghị Vân bừng tỉnh, cái này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thỏ Gia có thể mang theo Tiểu Phượng Hoàng các nàng tiến vào chúng thần vực thế giới. Dựa theo thần giới thế lực khác ý tứ, chúng thần vực thế giới nhập khẩu là yêu cầu thời gian quy luật mới có thể mở ra. Mà năm đó Thỏ Gia lại là không hề quy định thời gian liền tiến vào chúng thần vực, lúc ấy Dương Nghị Vân còn đang suy nghĩ có phải hay không có mặt khác nhập khẩu. Hiện tại được đến Thỏ Gia xác định thân phận, hết thảy đều rõ ràng, bản thân Thỏ Gia cùng Tiểu Phượng Hoàng mấy cái chính là khai thiên thời đại thánh thiên đế dưới tòa đại thánh, tiến vào nơi này tương đương là về nhà giống nhau, có lẽ căn bản là không cần chờ nhập khẩu mở ra thời gian. Bởi vì từ nào đó trình độ thượng nói, bọn họ bản thân chính là chủ nhân nơi này. Dương Nghị Vân nghe xong, vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, không nghĩ tới Thỏ Gia cùng Tiểu Phượng Hoàng đám người sẽ là khai thiên thời đại đại thánh. Dừng một chút hỏi, Tiểu Phượng Hoàng các nàng còn không biết chính mình là khai thiên thời đại thánh thiên đế dưới tòa đại thánh đi. Bọn họ kiếp trước ký ức cũng chưa khôi phục, chỉ có ta thông suốt, nghe tới có rất nhiều là linh một cùng tinh la đều nói cho ngươi đi. Thỏ Gia hỏi ngược lại. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, bất quá ta cũng không có mặt khác ký ức, liền tính là có ta cũng thủ vững ta là ta bản tâm, ta không phải là bất luận kẻ nào, điểm này ta hy vọng ngươi biết, tương lai cũng là như thế. Thỏ Gia hơi hơi mang theo cung kính khom người nói, thuộc hạ minh bạch, kỳ thật thánh chủ căn bản đừng lo kiếp trước ký ức sẽ ảnh hưởng ngài bản tâm, một đời có một đời cách sống cùng một đời nói. Thuộc hạ biết ngài đã chuyển sinh tu luyện tam thế, đệ nhất thế ngài là thánh thiên đế, đệ nhị thế ngài là càn khôn thần đế, hiện giờ ngài là đệ tam thế, ngài mỗi một đời đều cùng trước một đời không quan hệ. Mặc kệ ngài là thánh thiên đế cũng hảo, là càn khôn thần đế cũng thế, đều không quan trọng, bởi vì đó là qua đi. Đã là lịch sử, lập tức mới là đại đạo. Cho nên ngài căn bản không cần đi để ý cái gì, làm tốt lập tức ngài chính mình, mới là ngài nói, mà ta chờ ở vận mệnh chú định đều có thuộc về chính mình sứ mệnh, nhưng có một chút lại là vĩnh hằng, đi theo ngài bước chân, sẽ là vĩnh hằng. Dương Nghị Vân nghe Thỏ Gia. Xích quả quả giống nhau tỏ lòng trung thành, cười khổ nói, ta cũng không biết ta tương lai sẽ là cái dạng gì. Một câu cảm khái lúc sau, Dương Nghị Vân lo lắng nói. Về sau Tiểu Phượng Hoàng các nàng có thể hay không khôi phục ký ức? Hoặc là nói các nàng có thể hay không biến thành mặt khác người? Thỏ Gia lắc đầu cười nói, sẽ không, liền tính là khôi phục ký ức, kia cũng là tiền 11 ít ký ức mà thôi, chỉ thế mà thôi, các nàng cùng ngài giống nhau, đều sẽ là lập tức đại đạo, điểm này đừng lo. Dương Nghị Vân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn là cái chú trọng tình cảm cùng nhau người, sợ chính là Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi đều biến thành mặt khác người. Hoặc là nói bị kiếp trước ký ức cấp cắn nuốt. Nếu Thỏ Gia nói sẽ không, vậy không có gì hảo lo lắng. Kỳ thật hắn cũng coi như là chú trọng lập tức người. Đến nỗi mặt khác, không đi quản. Đúng rồi, những người khác đâu? Ta nghe nói người năm đó mang đi người nhưng không ngừng là Tiểu Phượng Hoàng các nàng, còn có ta tiên giới những cái đó yêu tộc thành viên tổ chức, đúng rồi còn có Hầu Đậu Đậu, ta kết bái đại ca Lục Nhĩ Mi Hầu, còn có Hoa Sen Đen, Ngũ Hành Chuột, Tử Hoàng từ từ đâu? Dương Nghị Vân nhớ tới những người khác, nói ra này đó tên, nhưng đều là với hắn mà nói quan trọng người. Thỏ Gia mở miệng nói, năm đó ta đích xác mang tiến vào rất nhiều hạ giới phi thăng yêu tộc,
có rất nhiều là có cao giai huyết mạch đều muốn cho bọn họ tiềm lực bộc phát ra tới, chúng thần vực thế giới đó là một cái phi thường thích hợp yêu tộc tu luyện nơi. Nhưng ngươi cũng biết nơi này nguy hiểm, nhiều năm như vậy chung, có rất nhiều ở rèn luyện tu luyện trong quá trình ngã xuống. Nhưng là ngươi yên tâm, một ít huyết mạch cường đại yêu tộc đều tồn tại, hầu đậu đậu, ngũ hành chuột, tử hoàng bọn họ giờ phút này liền ở phía trước thiên hố trong vòng tu luyện, nơi nào ngầm là thánh đạo thiên đình một chỗ tu luyện bí địa, ta vơ vét nơi này thiên tài địa bảo bày ra thánh đạo tu luyện đại trận, làm cho bọn họ ở trong đó tu luyện. Không nghĩ tới phía trước kia một tôn tu la xông tới muốn đoạt lấy thánh đạo đại trận lực lượng, cho nên muốn chúng ta mới đánh lên, bất quá đại trận năng lượng trong mấy năm nay cũng tiêu hao không sai biệt lắm, từ từ đi, hầu đậu đậu bọn họ hẳn là sắp xuất quan. Đúng rồi, hầu đậu đậu cũng là khai thiên thời đại đại thánh chi nhất, đến nỗi người nói lục nhĩ mi hầu cùng hoa sen đen, bọn họ hai cái ta đích xác gặp qua, nhưng là bọn họ cự tuyệt ta tiến vào chúng thần vực thần giới tu luyện, bọn họ lựa chọn chính mình đại đạo. Chân chính lại nói tiếp, lục nhĩ cũng là thánh thiên đế dưới tòa đại thánh chi nhất, hơn nữa vẫn là mạnh nhất một vị, mà hoa sen đen. Lại là, nói đến hoa sen đen thời điểm, thỏ ra sắc mặt cổ quái lên, nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, lại là dừng lại không nói thêm gì nữa. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng căng thẳng vội vàng truy vấn nói, hoa sen đen làm sao vậy? Về hoa sen đen ở Dương Nghị Vân trong lòng chiếm cứ địa vị là thực độc đáo. Cho nên hắn thực khẩn trương. Hoa sen đen là cũng vừa là thầy vừa là bạn, có đôi khi Dương Mỗ Nhân thậm chí đối nàng có loại đặc thù tình cảm, nhưng lại không dám hẹn trước, có tôn kính cũng có kính yêu cái loại này. Chỉ nghe thỏ ra nói, hoa sen đen chính là hoa sen đen thiên hậu, nàng địa vị tôn sùng, chính là ta cũng không dám ở nàng trước mặt nói cái gì, nàng tựa hồ dần dần khôi phục một ít ký ức, năm đó gặp qua một mặt lúc sau, ta đi tới chúng thần vực rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Hoa sen đen thiên hậu, Dương Nghị Vân kinh ngạc, ý của ngươi là nói, nàng là thánh thiên đế thiên hậu. Dương Mỗ Nhân trong lòng cuồng hãn, không nghĩ tới hoa sen đen địa vị như thế chi cao. Càng là có chút xấu hổ. Thánh thiên đế hoa sen đen thiên hậu, chuyện này. Bất quá trong lòng cũng yên tâm một ít, nếu là hoa sen đen là thiên hậu, dựng lên ký ức cũng khôi phục một ít, vậy thuyết minh nàng sẽ có tự bảo vệ mình thủ đoạn, liền tính là không cùng thỏ ra bọn họ ở bên nhau. Đi địa phương khác cũng nên sẽ không có chuyện gì. Lúc này thỏ ra sắc mặt cổ quái nhìn hắn tiếp tục nói, chuẩn xác mà nói, hoa sen đen là Tây cung thánh thiên hậu, ở thánh đạo thiên đình, thánh thiên đế tả hữu có cái gì hai cung thánh thiên hậu, hoa sen đen thánh thiên hậu chúng ta xưng là Tây cung thánh thiên hậu, cũng xưng là Côn Luân thánh thiên hậu. Còn có một vị Đông cung thánh thiên hậu, là Giao Chỉ thánh thiên hậu, đồ vật nhị cung Đông Vi Tôn. Hai vị thánh thiên hậu mặc kệ là tu vi thực lực vẫn là ở thánh thiên đình uy vọng cái phương diện, cũng đều chỉ ở sau thánh thiên đế. Khụ, còn có Đông cung thánh thiên hậu, Giao Trì, Dương Nghị Vân có chút mất tự nhiên, nhưng là trong lòng tò mò, Đông cung là vị nào? Thỏ ra mang theo túc mục tôn kính mở miệng nói, về Đông cung thánh thiên hậu tên húy ta cũng không biết, thậm chí còn toàn bộ thánh đạo thiên đình, biết đến người khả năng chỉ có thánh thiên đế đi. Chúng ta đều chỉ là xương nàng vì Đông cung thánh thiên hậu cũng hoặc là Giao Chỉ thiên hậu, tên gọi là gì thật không hiểu, nhưng ta chỉ biết Đông cung thánh thiên hậu chính là nhân tộc. Bất quá thánh chủ đừng lo, tuy rằng năm đó cùng tu la tộc đại chiến, tất cả mọi người ngã xuống, nhưng thánh đạo siêu thoát bất diệt cũng không phải nói nói, đặc biệt là thánh thiên hậu kia trở cường đại tồn tại, tất nhiên sẽ luân hồi mà sinh, chung có một ngày sẽ trở về, cũng có khả năng hai vị thiên hậu đều sẽ lấy bất đồng phương thức đã sớm cùng thánh thiên đế chuyển sinh tiếp xúc. Chỉ là ngài không biết mà thôi. Nói nơi này sau, thỏ ra mang theo ý cười vẻ mặt cổ quái, dừng một chút tiếp tục nói, thánh đạo thiên đình thánh thiên đế nữ nhân phương diệt, trừ bỏ đồ vật nhị cung ở ngoài, còn có 36 thánh cung, có 36 vị thánh mẫu. Nói xong lúc sau thỏ ra nhìn về phía Dương Nghị Vân, vẻ mặt ý cười. Nói cách khác, thánh thiên đế có ước chừng 38 vị chính thống lão bà, có danh có phận tồn tại, có lẽ còn có những cái đó không danh phận đâu. Thật sự là diễm phúc không cạn. Dương Mỗ Nhân bị thỏ ra nhìn chằm chằm, mặt già đỏ lên, cả giận nói, ngươi. Ngươi xem ta làm gì, ta lại không phải thánh thiên đế, ta chính là ta. Ai biết thỏ ra bổ đau nói, ta lại chưa nói là ngươi, bất quá sao. Tiểu tử ngươi lại là thánh thiên đế chuyển sinh giả, hắc hắc, tựa hồ bên cạnh ngươi nữ nhân cũng là không ít a, chưa chừng, 36 cung thánh mẫu đều ở bên cạnh ngươi hội tụ không sai biệt lắm, ha ha. Quản ta chuyện gì, ta những cái đó tức phụ thêm lên nhưng không 36 người. Dương Mỗ Nhân rảo biện,
ha ha, liền tính là không có, cũng không sai biệt lắm, về sau chờ ngươi trở về đại đạo đỉnh ngày, 36 cung thánh mẫu tự nhiên sẽ chậm rãi tề tụ. Thỏ ra mang theo ý cười nói. Dương Nghị Vân cảm giác cái này đề tài có thể kết thúc, không đủ hắn trong lòng lại là đem thỏ ra trong miệng nói Đông Cung Thánh Thiên Hậu là nhân tộc những lời này nhớ kỹ. Mà hoa sen đen còn lại là Tây Cung Thánh Thiên Hậu, thật sự là hắn không nghĩ tới. Vì tránh cho xấu hổ Dương Nghị Vân nói sang chuyện khác nói cho ta nghe một chút đi Thánh Thiên Đình sự đi, tỉ như Thánh Thiên Đình thế lực kết cấu là cái dạng gì. Hắn được đến thiên tâm, có hư không thiên đế bàn chung bảy đại thánh cảnh cùng Thánh Thiên Cung Điện. Dùng linh một nói hợp nhất lúc sau, là có thể khởi động lại thánh đạo thiên đình, tương lai nếu là cùng Tu La nhất tộc đại chiến hay là cùng đế tôn đại chiến, khởi động lại thánh thiên đình là cần thiết. Hiểu biết một chút phi thường cần thiết. Hắn hỏi ra vấn đề này sau, thỏ ra sắc mặt ý cười biến mất, biến túc mục vài phần nói như thế tới, người đã thành công được đến thiên tâm cùng bảy đại thánh cảnh cùng với thánh thiên cung điện đi. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, ân, được đến. Thỏ ra trầm ngâm gật đầu nói, khai thiên thời đại thánh thiên đình, lấy thánh thiên đế vi tôn, dưới tòa có 10 đại thánh, có thân vệ 36 thánh linh cũng chính là linh một bọn họ, kế tiếp là 12 thiên đình thánh vương, 28 thiên quan, 108 đại thánh người, 3.000 thánh đạo thánh đồ, như thế hợp thành thánh đạo thiên đình thế lực. Mỗi một cái đều là thánh đạo cảnh giới, đương nhiên thánh đạo cảnh giới cũng là có cao thấp cảnh giới chi phân, từ 1 đến 9, có 9 đại cảnh giới cấp bậc. Như thánh đạo một trọng khởi bước, đến thánh đạo cửu trọng vì nhất. 10 đại thánh tu vi đều là thánh đạo cửu trọng chung người xuất sắc, cho dù là 3.000 thánh đạo thánh đồ, cũng là thánh đạo cảnh giới chúng tuyển ra tới, cũng đều không phải là thấp nhất thánh đạo một tầng, thánh đạo thiên đình mỗi một bộ phận cấu thành, có thể gánh vác chức vụ giả, toàn vì thực lực cùng phẩm đức đầy hứa hẹn người. Bọn họ tu vi cũng không phải đều nhịp, bất quá chức vị càng cao, ý nghĩa thực lực cùng cường đại tu vi càng thâm hậu, điểm này là cơ bản. Tuy rằng thỏ ra giải thích, Dương Nghị Vân trong đầu bày biện ra một bộ rộng lớn hình ảnh, chỉ cần là cơ cấu tổ chức cư nhiên đều có 3.000 nhiều thánh cảnh cường giả, này đổi chỉ là có chức vụ nổi danh đường, có thể tưởng tượng khai thiên thời đại thánh đạo thiên đình ở huy hoàng thời điểm, là cỡ nào cường đại. Khó có thể tưởng tượng. Như thế cường đại thánh đạo thiên đình cư nhiên cũng có hoàn toàn ngã xuống kết cục, hoặc là nói, về phương diện khác cũng thể hiện Tu La tộc nhất tộc cường đại. Cư nhiên ngạnh sinh sinh háo đã chết một cái cường đại thánh đạo thiên đình, thậm chí còn là làm một cái huy hoàng văn minh ngã xuống. Đối với Tu La nhất tộc, Dương Nghị Vân cũng có càng sâu một tầng nhận thức. Trong lòng báo cho chính mình, ngày sau nhất định phải muôn vàn cẩn thận đối đãi Tu La nhất tộc. Nếu không phải thánh thiên đế hy sinh chính mình cùng Tu La vương đại chiến, sợ là toàn bộ tam giới đều đã sớm không có. Hắn hiện tại trách nhiệm, không chỉ có muốn tình lý rất giấu ở thần giới Tu La tộc. Còn muốn chữa trị luân hồi lục đạo, càng nếu muốn biện pháp giết Tu La Vương, hoặc là nói ngăn cản cũng hoặc là phong ấn có khả năng một lần nữa trọng sinh thức tỉnh Tu La Vương. Này phân trách nhiệm quá nặng quá lớn. Tương lai còn muốn cho thánh đạo thiên đình văn minh tái hiện. Gánh nặng đường xa, cũng không biết chính mình có thể hay không hoàn thành. Ngẫm lại này đó Dương Nghị Vân liền có khung cảm giác vô lực. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân nói, xem ra về sau phải làm sự rất nhiều. Phải đi lộ cũng càng dài a. Ngươi cũng không cần có quá lớn áp lực, chúng thánh dần dần trở về, bản thân cũng đã thuyết minh, tân văn minh ở sống lại, hơn nữa này đây càng cường thế càng có lực phương thức sống lại, cùng Tu La nhất tộc chiến đấu, chung quy là thuộc về chúng ta. Thỏ ra khó được an ủi Dương Nghị Vân. Hảo đi, có các ngươi ở kỳ thật lòng ta vẫn là thực kiên định. Sau khi nói xong, Dương Nghị Vân nói đến, đi thôi, qua đi trông thấy Linh Một. Sau đó mang ta đi thấy Hầu Đậu Đậu bọn họ. Hầu Đậu Đậu bọn họ không cần đi gặp, bọn họ đang bế quan tu luyện, chờ xuất quan liền hảo, cũng nhanh, ta đi gặp Linh Một đi, vị này lão bằng hữu cũng là vô số tuế nguyệt không gặp. Thỏ ra cảm thán nói. Hai người nói chuyện hướng đi trở về, Dương Nghị Vân hỏi Thỏ ra nói, đúng rồi, Tiểu Phượng Hoàng các nàng không biết chính mình là Thánh Thiên Đế dưới tòa đại thánh sự đi. Không biết. Ta có thể biết được là bởi vì ta có ta ký ức cùng các nàng trên người có đặc thù ấn ký, chuyện này tốt nhất đừng nói cho các nàng, miễn cho ảnh hưởng các nàng về sau tu luyện, hiện tại các nàng so sánh với các nàng toàn thịnh thời kỳ thực lực, còn kém nguyệt, hợp đạo nhị ba tầng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Thỏ ra nói, Dương Nghị Vân gật gật đầu, ta cũng đúng là ý tứ này, mặc kệ các nàng kiếp trước là cái gì phân thân, người nào, theo ý ta đảm đương hạ mới là quan trọng,
một đời vì đổi mới hoàn toàn sinh, các có lựa chọn cái cùng con đường đi. Lại là như thế, thỏ ra gật đầu. Hai người nói chuyện đi tới linh một bọn họ trước mặt. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi mấy cái đang ở cùng Mai Tỷ ôn chuyện, mà linh thứ nhất là hóa thành uy nghiêm trung niên nhân bộ dáng, phía sau là 9 tên thánh yêu linh. Giờ phút này Dương Nghị Vân nhưng thật ra tò mò, thỏ ra cùng linh một ai thân phận càng thêm cao cấp một ít. Lạc hậu một bước, làm thỏ ra cùng linh vừa thấy mặt. Chỉ thấy thỏ ra dẫn đầu chắp tay đối với linh một đạo, linh thánh đại tôn đã lâu không thấy. Hỗn nguyên đại thánh đã lâu, linh một lại là khó được lộ ra mỉm cười. Đối với thỏ ra chắp tay. Nhưng xem ở Dương Nghị Vân trong mắt, lại là có cân nhắc. Thỏ ra cùng linh một chi gian, nhìn như thân phận hoặc là nói bối phận tương đồng, kỳ thật là linh một muốn cao hơn thỏ ra một đầu. Bởi vì là thỏ ra dẫn đầu đối linh vừa thấy lễ, lại còn có miệng xưng linh một vì linh thánh đại tôn, trong lời nói mang theo một tia kính ý. Nhưng linh một lại là vẫn luôn đứng ở không nhúc nhích quá một bước, chỉ là đối thỏ ra chắp tay đáp lễ. Như thế đủ để thuyết minh, linh một địa vị càng thêm tôn sùng. Nhưng ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, phía trước thỏ ra nói qua linh một khu nhà dẫn dắt 36 thiên cương thánh yêu linh, chính là thánh thiên đế thân vệ, linh canh một là thân vệ đầu lĩnh. Phàm là có thể trở thành thân vệ giả, không thể nghi ngờ không phải đạt được chủ quân thân tín hạng người. Mà thỏ ra tuy rằng là thánh thiên đế dưới tòa 10 đại thánh chi nhất hỗn nguyên đại thánh, đã có thể có điểm cùng loại một phương dưới tòa quan to đại tướng, luận cùng thánh thiên đế thân sơ tự nhiên là linh canh một thắng một bậc. Bất quá cũng có thể từ điểm này suy đoán ra, linh một khả năng trên thực lực còn muốn vượt qua thỏ ra. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, xem ra về sau vẫn là muốn cùng linh một nhiều hơn câu thông mới được. Chỉ nghe hai người nói, hoan nghênh trở về. Trăm miệng một lời nói ra những lời này, đều là hoan nghênh đối phương. Ngay sau đó lại là có ăn ý giống nhau, cười ha ha lên. Hai vị lão người quen đi hướng một bên mà đi, cũng không biết sẽ lưu chút cái gì. Dương Nghị Vân cũng không hậu mặt cùng qua đi, hắn đi tới Mai Tỷ cùng Tiểu Phượng Hoàng đám người trước mặt. Ca, các ngươi lưu cái gì đâu, cười như vậy vui vẻ. Không gì. Chúng ta cùng Mai Tẩu Tử nói khi còn nhỏ sự. Mấy năm nay các ngươi chịu khổ. Không khổ, thỏ ra nói, chúng ta tu luyện thành công, tương lai là có thể giúp đỡ ca ca. Ha ha ha, hảo, tương lai có các ngươi xuất lực thời điểm. Dương Nghị Vân vui mừng cười to. Điêu Nhi ở Dương Nghị Vân nói nhân thân trạng thái hạ đáng yêu lúc sau, lại là lại khôi phục nhân thân, bất quá tùy tiện vân lôi thú, lại là trên mặt phát thanh. Bị Điêu Nhi bạo đi rồi một đốn. Các nàng mấy cái chung Điêu Nhi như cũ là lão đại. Trước kia là, hiện tại vẫn là. Bao gồm nghe con cái này đường đường kỳ lân thần thú, cho tới bây giờ đối mặt Điêu Nhi đều nhút nhát, cái này làm cho Dương Nghị Vân cảm giác rất là buồn cười. Nhưng hắn cũng minh bạch, Điêu Nhi địa vị là chịu hắn sủng ái, bởi vậy mọi người đều đối nàng khoan dung, nhưng nàng đều không phải là thật sự sợ Điêu Nhi. Thỏ ra nói hầu đậu đậu bọn họ phía trước hố to cái đáy bế quan tu luyện, cũng sắp xuất quan, phải đợi. Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể chờ. Nhưng trò chuyện Dương Nghị Vân đột nhiên nhớ tới hai cái với hắn mà nói trọng yếu phi thường người, tựa hồ phía trước thỏ ra cũng chưa nói. Hoa sen đen cùng lục nhĩ mi hầu bản thân liền không cùng thỏ ra cùng nhau tới thật chúng thần vực thế giới, nhưng là. Còn có Thu Nhi cùng Tuyết Hương. Thậm chí còn có vẫn luôn đi theo Tuyết Hương đã chịu Tuyết Hương chiếu cố côn bằng chưa từng hiểu biết. Còn có chính là trước kia tại hạ giới vân môn liễu thần nương nương, quả đen cái kia toái miệng cùng đánh tiên thạch mấy cái, cũng không biết là tình huống như thế nào. Dương Nghị Vân lúc này nghĩ đến tự nhiên muốn hỏi một chút. Cũng là phía trước cùng Đại Tu La chiến đấu, cùng Tiểu Phượng Hoàng các nàng gặp nhau từ từ, càng là bởi vì người quá nhiều, cũng chưa hỏi đến. Lúc này phải chờ đợi hầu đậu đậu bọn họ xuất quan. Vừa lúc hiểu biết một chút tình huống. San Hồng ta hỏi các ngươi Thu Nhi có phải hay không cũng ở hố to cùng hầu đậu đậu bọn họ cùng nhau bế quan tu luyện đâu? Dương Nghị Vân hỏi Tiểu Phượng Hoàng. Lúc này Điêu Nhi cường giả trả lời, Thu Nhi tỷ tỷ không cùng chúng ta ở bên nhau, Thu tỷ tỷ vừa tiến vào nơi này đã bị thỏ ra cái kia lão gia hỏa an bài đến nơi khác đi. Dương Nghị Vân trong lòng căng thẳng, lúc này trực tiếp nhìn về phía thỏ ra. Mà bên người Mai tỷ cũng nói, lúc trước ta cũng chưa gặp qua Thu Nhi, kỳ thật chúng ta đại gia là bị thỏ ra phân vài lần mang tiến vào, có một ít người tình huống căn bản không biết. Thỏ ra ngươi lại đây, Dương Nghị Vân lúc này cũng sẽ không cùng thỏ ra khách khí, trực tiếp kêu to.
Thỏ Gia cùng Linh Một lẫn nhau đi tới. Làm gì? Thỏ Gia bị Dương Nghị Vân đánh gãy thực không kiên nhẫn. Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi, nhà ta Thu Nhi cùng Tuyết Hương đâu? Này hai cái chính là hắn nữ nhân, hắn cái gì đều quan trọng. À, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đều quên các nàng. Thỏ Gia bừng tỉnh, tiếp tục nói, kêu Ngô Mặc Thu cái kia nha đầu bẩm sinh linh thể đặc thù, ta an bài nàng đi nơi này huyền âm động tu luyện, Tuyết Hương đi theo Côn Bằng đi thiên hà tu luyện. Nghe được Thỏ Gia nói ra các nàng tung tích, Dương Nghị Vân cuối cùng lại yên tâm một ít. Nghe tới Thỏ Gia có an bài, nhưng cũng lo lắng, xem ra Thu Nhi cùng Tuyết Hương hơn nữa Côn Bằng là cùng Mai Tỷ giống nhau đãi ngộ, bị cái này lão bất tử, an bài đặc thù tu luyện hoàn cảnh. Ngay sau đó Dương Nghị Vân lại hỏi, đánh thiên thạch, quả đen còn có Liễu Thần Nương Nương đâu? Điêu Nhi lại đoạt đáp, đánh thiên thạch liền ở hố to tu luyện, quả đen cùng Liễu Thần Nương Nương căn bản không cùng chúng ta ở bên nhau. Dương Nghị Vân tức khắc sửng sốt, nhìn về phía Thỏ Gia. Thỏ Gia chớp chớp mắt nói, lúc trước ta đích xác nhìn thấy quá kia chỉ quả đen cùng cây liễu, bất quá các nàng tương đối đặc thù, có con đường của mình phải đi, không đi theo ta tiến vào nơi này, các nàng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Hoa Sen Đen giống nhau, đi thần giới địa phương khác, ta hiện tại cũng không biết bọn họ đi cái chỗ nào. Cái này trả lời làm Dương Nghị Vân một trận buồn bực. Bất quá, cũng may Thu Nhi cùng Tuyết Hương hơn nữa Côn Bằng đều ở chúng thần vực, nhiều ít làm hắn trong lòng an ủi điểm. Nhưng ngay sau đó bên cạnh Linh cắm xuống lời nói, thiên hà cùng với huyền âm động đều ở đại chiến trung bị tu la máu sát xâm nhiễm nghiêm trọng hai đại cao giai chiến trường, sợ là không thích hợp tu luyện đi. Nghe được Linh Một như vậy vừa nói, Dương Nghị Vân một lòng đều treo lên tới, trừng mắt giận xem Thỏ Gia nói, lão con Thỏ Thu Nhi cùng Tuyết Hương nếu là xảy ra chuyện gì, ta và ngươi không để yên, mau đi mang ta tìm các nàng. Dương Nghị Vân phản ứng có điểm kịch liệt, đây là Thỏ Gia không nghĩ tới. Cũng làm Thỏ Gia ý thức được, tiểu tử này ở hắn nữ nhân chuyện này thượng trước nay đều là không suy giảm. Bất đắc dĩ cười khổ nói, hành, ta mang ngươi đi. Tuyết Hương, Thu Nhi cùng Côn Bằng liền ở chúng thần vực thế giới trong vòng, bất quá không hề nơi này. Dương Nghị Vân làm những người khác lại lần nữa chờ, hắn cùng Thỏ Gia đi là được. Ở Thỏ Gia phất tay dưới, hai người biến mất tại chỗ, đương nhiên còn có Linh Một là như ảnh đi theo, đối với Linh Một Dương Nghị Vân cũng quản không đến. Linh biến hóa muôn vàn, Dương Nghị Vân đều cảm giác không đến cái gì. Nơi này huyền âm động. Dương Nghị Vân nhìn trong tầm mắt một tòa không có một ngọn cỏ ngọn núi hỏi Thỏ Gia. Nơi này như cũ là ở chúng thần vực trung tâm nơi, khoảng cách thiên sơn sau núi cũng tựa hồ không xa. Thỏ Gia mang theo nàng trực tiếp đi tới nơi này. Trạm thứ nhất liền tới tìm Thu Nhi. Về Thu Nhi Thỏ Gia nói là hắn có thể an bài ở chỗ này, Thu Nhi thể chất bản thân liền đặc thù. Thuộc về bẩm sinh âm linh thân thể. Ở địa cầu thời điểm, năm đó hắn mua phòng ở thời điểm, ở phòng ở ngầm phát hiện Thu Nhi cùng nàng tỷ tỷ Ngô Mặc Hạ cùng với Kiều Phúc ba người. Năm đó nhìn đến Thu Nhi thời điểm chết lão nhân liền nói quá, Thu Nhi là chân linh chi thân, có đặc chỗ, tương lai tất nhiên thành tựu không thể hạn lượng. Đến nỗi nàng tỷ tỷ Ngô Mặc Hạ cùng Kiều Phúc liền giống nhau. Bất quá khi đó kỳ thật Thu Nhi cùng nàng tỷ tỷ Kiều Phúc ba cái cũng đã là đem 800 năm linh thể. Đặt ở phàm thế cũng đều là có đạo hạnh tồn tại. Sự thật chứng minh Thu Nhi một đường đi tới, thật là tu vi tiến bộ vượt bậc, ở tiên giới cũng sáng chế một thế hệ quỷ đế tên tuổi. Sau lại hắn tiến vào thần giới lúc sau, cùng bọn họ tách ra, cũng kéo ra khoảng cách, càng là ở cũng không có gặp qua Thu Nhi. Biết được biết bị Thỏ Gia mang đi. Hiện giờ nhưng xem như lại muốn gặp mặt, móc lửng. Nhưng lại không biết hiện giờ Thu Nhi thế nào. Đương nhiên làm Dương Nghị Vân trong lòng thoáng an ủi thời điểm, Thu Nhi bên người trước sau có nàng tỷ tỷ cùng Kiều Phúc bồi, này nhiều ít làm hắn yên tâm không ít. Lại nói tiếp ba người đều là linh thể nhập đạo, nhưng thiên phú thứ này nhìn không tới sở không được, nhưng lại chân thật tồn tại, người sau hai người lại là cùng Thu Nhi chi gian tu vi khoảng cách kém càng ngày càng xa. Có một chút Dương Nghị Vân kỳ thật rất rõ ràng, trước kia đi theo hắn một đường đi tới những người này, hiện giờ tu luyện tới rồi thần giới. Tiềm lực đã đạt tới đỉnh, muốn lại tiến thêm một bước, khi đó thiên nan vạn nan. Bất luận cái gì sinh linh tiềm lực kỳ thật đều là hữu hạn, bọn họ chung có chút là từ địa cầu liền đi theo chính mình, có chút từ sơn hải giới, tu chân giới, tiên giới, lại đến thần giới. Đi bước một đi tới, từ phàm nhập đạo, lại từ nói thành tiên nhập thần, một đường đi tới bản thân chính là thiên phú tu luyện thành quả thể hiện, cũng là tiềm lực bùng nổ. Nói thật Vân Môn những người này, có thể thành tựu thần linh,
đã xa xa siêu việt 3.000 thế giới trăm triệu trăm triệu trăm triệu sinh linh. Đúng là không dễ. Mà bọn họ chung tới rồi thần giới còn ở bay vọt tăng lên tiến bộ giả, vậy thật sự là lông phượng sừng lân, nhưng không thể nghi ngờ không phải chân chính long phượng hạng người, tiềm lực vô cùng hạng người. Như tiểu phượng hoàng, điêu nhi, nghé con vân vân, các nàng mới tính toán hắn bên người nhất đỉnh cấp tiềm lực giả. Cũng không có làm hắn thất vọng, càng không có cô phụ các nàng chính mình, một đám đều bộc phát ra tự thân thần thú dị thú từ từ hẳn là có tiềm lực. Thành tựu hôm nay các nàng. Hắn biết cho dù là lúc trước như hắn nữ nhân trung độc cô vô tình các nàng, thậm chí là đại sư huynh nhị sư huynh đám người, lúc trước tại hạ giới thời điểm, bọn họ mỗi một cái nhưng đều là tu luyện giới người xuất sắc, nhưng vẫn như cũ là có tiềm lực đạt tới đỉnh thời điểm. Muốn lại tiến thêm một bước đã là rất khó, thậm chí còn Dương Nghị Vân rõ ràng, các nàng trung đại đa số đã bắt đầu dừng bước. Đây là tất nhiên. Chân chính có thể bước vào tu luyện đỉnh giả, vĩnh viễn là số ít một thốc mà thôi. Hiện giờ xem ra, Thu Nhi đó là này một thiếu bộ phận chi nhất. Cái này làm cho hắn trong lòng vẫn là vui mừng. Nhưng cũng càng lo lắng. Bởi vì thế gian bất luận cái gì sự đều có tính hai mặt. Mọi người thường nói trời cao là công bằng, những lời này Dương Nghị Vân tới xem thật là có đạo lý. Cường đại tiềm lực cùng tu luyện thực lực từ từ, thường thường cùng với chính là đẳng cấp tương đương nguy hiểm. Thực công bằng. Cho nên hắn có chút lo lắng Thu Nhi tại đây huyền âm động tu luyện tình huống. Dựa theo thỏ gia lão gia hỏa này nói, nàng là đem Thu Nhi cùng Tuyết Hương hơn nữa đại bàng mất hết bọn họ từng người thích hợp địa điểm lúc sau, liền không còn có quản. Sống hay chết, có hay không tạo hóa, hoàn toàn xem các nàng chính mình. Chính như Mai Tỷ giống nhau, bị ném vào biển máu lúc sau, hoàn toàn liền dựa vào chính mình, cũng may Mai Tỷ rốt cuộc đi ra. Phía trước Linh Một ở thỏ ra nói ra huyền âm động cùng thiên hà hai nơi địa phương sau, kinh ngạc quá nói, này hai nơi địa phương đều là đánh chiến trường bị tu la tinh huyết xâm nhiễm quá, tất nhiên không phải là cái gì thiện địa. Cho nên Dương Nghị Vân hiện tại thực lo lắng. Nhìn trước mắt này tòa thoạt nhìn không tính cao lớn, không có một ngọn cỏ, mặt ngoài thổ màu xám tĩnh mịch núi lớn, Dương Nghị Vân trầm giọng hỏi thỏ ra nói, nhập khẩu. Bên kia thỏ ra chỉ chân núi một chỗ vách núi. Dương Nghị Vân quá khứ thời điểm cái gì đều không có, bất quá hắn lại cảm nhận được nhẹ nhẹ năng lượng dao động tồn tại. Ít nhất có hai cổ năng lượng phát ra. Một loại là âm sát tới rồi tĩnh mịch hơi thở, một khác cổ còn lại là huyết sát chi lực. Hắn đều cảm giác trong lòng nhảy dựng. Cái này lão bất tử đem Thu Nhi ba người ném vào nơi này, các nàng còn có thể hay không sống sót. Như thế nào đi vào a? Dương Nghị Vân hướng về phía thỏ ra giống giận. Ngạch, chờ một lát. Thỏ ra vung tay lên, một đạo thần lực đánh vào trên vách núi đá, tức khắc phát ra một tiếng nổ vang, ngay sau đó thần quang lập lòe trên vách núi đá có khắc văn lập lòe dựng lên, lại là xuất hiện một cái 3 mét đường kính môn hộ. Có thể đi vào thỏ ra nói. Lúc này Linh Một sâu kín nói, không thể tưởng được nhiều năm như vậy đi qua, nơi này huyền âm chi lực cùng huyết sát như cũ như thế nồng hậu. Đây là một câu có cảm mà phát mà thôi, nhưng lại là nghe vào Dương Nghị Vân trong tai trong lòng phát trầm. Càng là như thế, đã nói lên nơi này càng là nguy hiểm, đối Thu Nhi ba người nguy hiểm càng lớn. Lão con thỏ Thu Nhi nếu là có cái gì sơ suất, ta và ngươi không để yên. Dương Nghị Vân hung tợn trừng mắt nhìn thỏ ra liếc mắt một cái, ngay sau đó một bước bước vào môn hộ chung. Thiết thỏ ra không chút nào để ý, nhưng lại cùng Linh một trước sau theo đi vào. Ta nói tiểu tử ngươi đừng không biết tốt xấu a, thỏ ra ta làm như vậy, tự nhiên có thỏ ra đạo lý. Đừng luôn là trừng thỏ ra, ngươi không thừa nhận ngươi là thánh thiên đế chuyển thế, thỏ ra ta cũng không thừa nhận ngươi, từ tu luyện góc độ tới giảng, thỏ ra ta là ngươi ra ra bối, có thể hay không có điểm tôn lão ai ấu a. Thỏ ra đi theo Dương Nghị Vân phía sau, đã bị Dương Nghị Vân cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt của trách một đường. Tối tăm âm lãnh màu xám sơn động trong vòng, đến lúc đó thực rộng mở, hơn nữa thực san bằng, như là chuyên môn mở mà ra một chỗ tu luyện động phủ giống nhau. Một đường mà đi, nhìn như không có cuối. Dương Nghị Vân mặt âm trầm, nghe tắc thỏ ra phản bác, nhìn không được quát, người cái lão thổ con thỏ căn bản là không biết Thu Nhi đối ta có bao nhiêu quan trọng, nàng từ địa cầu thời điểm liền đi theo ta, một đường đi tới hiện tại, người lại đem nàng mất hết loại này không biết nơi, người tốt nhất cầu nguyện Thu Nhi không có việc gì đi. Tiểu tử thúi người có ý tứ gì? Lão phu bang nhân còn giúp sai rồi. Thỏ ra giận dữ. Người kia kêu giúp a. Ném một ở một chỗ hiểm địa,
chẳng quan tâm cái này kêu giúp a. Dương Nghị Vân cùng Thỏ Gia Tranh Phong tương đối. Thoạt nhìn muốn đánh một trận giống nhau. Khụ khụ. Lúc này Linh Một ho khan. Rồi sau đó nói, thánh chủ bất giận, Hỗn Nguyên Đại Thánh cách làm chưa chắc là sai, nơi đây tuy nói bị tu la máu xâm nhiễm, sẽ ảnh hưởng bình thường tu luyện, phàm là sự có lợi có tệ, tu la máu lực lượng ảnh hưởng dưới, cũng sẽ là một loại động lực, nếu là có thể khiêng qua đi, đối ý chí lực cùng nguyên thần tăng lên sẽ có rất tốt chỗ. Mặt khác nơi này là Huyền Âm Động, hội tụ chúng thần vực thế giới huyền âm chi lực, đối với âm thuộc tu luyện giả chính là tuyệt hảo tu luyện nơi, bẩm sinh thượng chiếm cứ ưu thế, chưa chắc liền khắc phục không được tu la máu lực lượng, có thể khiêng qua đi, tất nhiên tu vi đại trướng. Còn nữa khôn sống mống chết vốn chính là cách sinh tồn, bất luận cái gì sự đều yêu cầu trả giá mới có thể được đến, nếu là không qua được, chỉ có thể quái tự thân không nỗ lực. Linh Một nói có chút vô tình lạnh băng, xem lại là nhất châm kiến huyết. Dương Nghị Vân lại làm sao không rõ. Nhưng là đạo lý đều hiểu, có thể tiếp thu không nổi tiếp thu lại là mặt khác một chuyện. Hừ. Trung quy Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, không ở cùng Thỏ Gia xảo đi xuống. Hắn trong lòng rõ ràng Thỏ Gia cách làm là đúng, Linh Một nói cũng là có đạo lý, nhưng tâm lý chính là có chút khó tiếp thu. Thật muốn là Thu Nhi ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn không biết sẽ thế nào. Chẳng lẽ này muốn cùng Thỏ Gia liều mạng không thành? Không nói đến có thể hay không đánh thắng được này chỉ lão con thỏ, đạo lý thượng cũng không hợp lý. Tiểu tử thúi bất hòa ngươi nói giỡn, nói thật cho ngươi biết đi, nơi này chính là Huyền Âm Thánh Mẫu tu luyện đạo tràng, Huyền Âm cung nơi, ngươi thật sự cho rằng lão phu chính là như vậy không phụ trách nhiệm a? Thỏ Gia nhìn Dương Nghị Vân lại là cười mắng lên, nói ra như vậy một câu. Như thế Dương Nghị Vân nghe ra ý tại ngôn ngoại, có chút khó hiểu nhìn về phía Thỏ Gia. Linh thứ nhất là ha ha cười nói, đại thánh cũng đừng úp úp mở mở, nói cho thánh chủ đó là. Hai người kẻ sướng người họa. Dương Nghị Vân càng thêm buồn bực. Chỉ nghe Thỏ Gia nói, thánh thiên đế có cái gì nhị cung thánh thiên hậu ở ngoài, còn có 36 cung thánh mẫu nương nương, trong đó có một vị đó là bẩm sinh huyền âm chi khí đắc đạo, bởi vậy được xưng huyền âm thánh mẫu huyền âm nương nương, nơi đây đó là huyền âm cung, chính là duy nhất thích hợp huyền âm thánh mẫu tu luyện đạo tràng. Mà ngươi vị nào tiểu tức phụ Ngô Mặc Thu, cùng huyền âm thánh mẫu đều là huyền âm thân thể, cho nên lão phu an bài nàng tiến vào nơi này tu luyện, trên thực tế là có ưu thế. Đương nhiên cũng không phải không có nguy hiểm, có không kháng đến quá nơi này tu la máu lực lượng, liền xem nàng tạo hóa. Nghe đến đó thời điểm, Dương Nghị Vân xem như minh bạch. Nghe ý tứ Thỏ Gia tựa hồ đem Thu Nhi trở thành. Ý của ngươi là Thu Nhi có khả năng là huyền âm thánh mẫu chuyển sinh. Dương Nghị Vân hỏi Thỏ Gia. Không phải thập phần xác định, bất quá có phải hay không thực mau liền có đáp án, nếu là nàng là huyền âm thánh mẫu chuyển sinh, ở chỗ này liền sẽ không có việc gì. Thỏ Gia nói. Kia nàng tỷ tỷ cùng Kiều Phúc đâu? Dương Nghị Vân lại hỏi. Ngô Mặc Thu cùng Kiều Phúc xem như bình thường, có thể tu luyện thành thần linh đã không tồi, toàn nại Ngô Mặc Thu phúc trạch. Thỏ Gia mở miệng nói. Cái này Dương Nghị Vân trong lòng thật là có thấp thỏm lên. Đương nhiên lo lắng lo âu tan không ít. Dựa theo Thỏ Gia phong cách hành sự, khả năng sấp xỉ. Chưa chừng Thu Nhi thật đúng là chính là huyền âm thánh mẫu chuyển sinh giả. Nhưng nếu là đúng như này. Dương Nghị Vân trầm ngâm một chút, vừa đi vừa hỏi, kia. Thu Nhi nếu thật là huyền âm thánh mẫu, nàng có thể hay không thức tỉnh kiếp trước ký ức? Có thể hay không biến thành một người khác? Chỉ thấy Thỏ Gia phiên trợn trắng mắt nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Chuyển sinh bản thân chính là hoàn toàn mới tân sinh, tưởng khôi phục kiếp trước ký ức nào có dễ dàng như vậy. Đầu tiên nàng tu vi muốn chứng đạo quả đến nhập thánh cảnh mới được, liền tính là bước vào thánh cảnh, cũng còn không nhất định có thể khôi phục ký ức. Khôi phục ký ức, đối với tân sinh này một đời tới nói, cũng chỉ là nhiều một ít ký ức mà thôi, chỉ này, sẽ không ảnh hưởng nàng hiện tại hoàn toàn mới ý thức, hơn nữa thánh cảnh há là như vậy hảo nhập. Dương Nghị Vân cái này xem như yên tâm. Bất quá hắn lại nghe nói một cái từ ngữ chứng đạo quả. Như thế nào chứng đạo quả? Hắn có chút tò mò. Thỏ Gia không nói chuyện, nhìn thoáng qua Linh Một, ý tứ là làm Linh Một giải thích. Linh Nhất Nhất cười nói, bước vào thánh cảnh tiền đề điều kiện đó là ngộ đạo, cũng xưng chi chứng đạo hỗn nguyên, chứng đạo quả, là một loại cao thâm cảnh giới, cũng là một loại lực lượng, huyền diệu tuyệt luân, mỗi người đều có chính mình nói ở kiên trì, ở sửa chữa. Không thể ngôn truyền. Chỉ có thể hiểu ngầm, chính mình đến ngộ, ngộ đạo thành công trời giáng dị tượng, vì thế thế gian xuất hiện thánh nhân,
trong cơ thể sẽ có chứng đạo trái cây xuất hiện. Như thế mới là chứng đạo nhập thánh cảnh, đáng tiếc a, thế gian sinh linh trăm triệu hàng tỷ vạn năng chứng đạo giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay Nga, đừng nhìn các ngươi hiện tại là hợp đạo cấp bậc, nhưng cho dù là hợp đạo 5 tầng về một chi cảnh, muốn chứng đạo quả nhập thánh cảnh, kia cũng còn có rất dài lộ phải đi. Thánh đạo chín cực a, chậm rãi hỗn nguyên chín cực lộ, thánh nhân xuất thế vì tân nhân, khó khó khó. Linh một cuối cùng lắc đầu nói vài cái khó tự. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nội tâm chấn động, không nghĩ tới thánh đạo như thế khó khăn, ngay cả Linh một đều như thế lắc đầu. Chứng đạo, hắn tương lai có không? Dương Nghị Vân không chỉ có tự hỏi. Ngẫm lại tựa hồ cũng đúng, từ hắn xuất nhập thần giới bắt đầu, bị đế tôn theo dõi, liền nghe nói đế tôn đã tại rất sớm thời điểm, ở đánh sâu vào cuối cùng hợp đạo về một. Nhưng này đều mấy vạn năm qua đi, cũng không nghe nói đế tôn hợp đạo về một thành công quá. Như thế có thể thấy được, chứng đạo quả nhập thánh cảnh đích xác khó. Đừng nói thánh đạo, liền tính là hợp đạo về một đều là đại khốn cảnh. Liền tính là bước vào thánh cảnh, cũng có chín đại cấp bậc đâu. Dương Nghị Vân hiện tại tò mò, thỏ ra là cái gì tu vi cảnh giới, nhịn không được hỏi, thỏ ra ngươi nhưng nhập thánh. Ha ha, người suy nghĩ nhiều thỏ ra phiên trợn trắng mắt. Lão Phu cũng coi như là trùng tu người, nào có dễ dàng như vậy nhập thánh cảnh. Kia, ngươi hiện tại cái gì tu vi? Dương Nghị Vân hỏi. Ngươi đoán thỏ ra nhếch miệng cười, trực tiếp lướt qua Dương Nghị Vân tiến đến. Ngạch còn úp úp mở mở, ta còn không hỏi Dương Nghị Vân buồn bực. Ngay sau đó Dương Mẫu Nhân trong lòng thật sự tò mò, nhìn về phía Linh Một, mà Linh dường như không thấy được hắn ánh mắt giống nhau, căn bản là không tính toán trả lời Dương Nghị Vân. Bất quá Dương Nghị Vân lại là biết thỏ ra có lẽ còn ở hợp đạo giai đoạn, nhưng tuyệt đối là hợp đạo 3 tầng trở lên, dù sao so với hắn cao nhiều, cũng không biết ở cái gì giai đoạn. Mà Linh Một tuy rằng là thánh đạo Linh, không có thánh thể tồn tại, nhưng hắn có thể cảm giác ra tới, Linh Một thực lực tuyệt đối có thể vào thánh. Ba người trước sau mà đi bất chi bất giác chung, tới rồi một chỗ trống trải nơi, lúc này Dương Nghị Vân thấy được một chỗ xích xương mù chung mang theo kim quang xuất hiện. Diện tích rất lớn, như là một tòa núi lớn bị bao phủ. Tới rồi, nơi này chính là Huyền Âm Cung, ngươi nhưng kêu gọi thử một lần. Thỏ ra dừng lại đối Dương Nghị Vân nói. Trước mắt chính là một mảnh sương mù. Nhưng thỏ ra nói là Huyền Âm Cung, nhìn hắn kêu gọi, vậy kêu đi. Đối lão con thỏ hắn vẫn là thực tín nhiệm, cứ việc hiện tại cùng hắn đấu võ mồm. Kỳ thật trong lòng vẫn là thực tôn kính thỏ ra, hiện tại đấu võ mồm. Hết thảy đều bởi vì hắn hiện tại cánh ngạnh mà thôi. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân đối với trong sương mù hô, Thu Nhi. Hắn kỳ thật trong lòng là thực thấp thỏm, cũng không biết Thu Nhi có ở đây không bên trong, hoặc là nói nàng có hay không khiêng quá tu la máu lực lượng. Liền tính khiêng qua, có thể hay không đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Kêu xong lúc sau, Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì cái gì không đi vào. Liền hỏi thỏ ra nói. Chúng ta sao không đi vào tìm? Thỏ ra ha hả cười nói, người chỗ đã thấy sương mù là tu la máu cùng huyền âm chi khí, không nói đến tu la máu lực lượng, chỉ cần huyền âm chi khí không có bẩm sinh âm thuộc tính thể chất, liền tính là thánh đạo giả cũng không dám dễ dàng đi chạm vào, người đi thử thử. Ngạch, kia vẫn là thôi đi, Dương Nghị Vân khóe miệng trừ trừ. Không nghĩ tới huyền âm chi khí như thế lợi hại, làm lão con thỏ đều kiêng kỵ. Ở chỗ này tu luyện, đối với bẩm sinh âm âm linh tới nói là phúc địa, nhưng đối mặt khác sinh linh tới nói, có thể muốn mệnh. Linh một ở một bên cũng nói một câu. Dương Nghị Vân đi vào ý niệm tắt, lại lần nữa hô, Thu Nhi ngươi ở bên trong sao? Là ta Dương Nghị Vân. Hắn lại kêu to một tiếng. Này một câu lạc bế lúc sau, phía trước sương mù lại là quay cuồng lên. Ngay sau đó một đạo lộng lẫy kim quang từ trong sương mù sáng lên. Khổng lồ hơi thở cũng tại đây một khắc phát ra mà ra. Toàn bộ sơn động không gian độ ấm đều ở kịch liệt giảm xuống, lập tức khiến cho Dương Nghị Vân cảm thấy cả người run. Vội vàng vận chuyển công pháp xua tan hàn ý lúc sau, mới cảm giác dễ chịu không ít. Đây là huyền âm chi khí sao? Dương Nghị Vân nói thầm một câu, trong lòng chấn động. Ngay sau đó lại là lưỡng đạo thân ảnh vọt ra. Tiên sinh, quen thuộc thanh âm vang lên. Trước mắt lưỡng đạo thần quang hóa thành một nam một nữ. Không phải người khác, chính thức Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ. Hai người mặt mang kích động chi sắc, liền phải quỳ hành lễ. Dương Nghị Vân cũng là nội tâm kích động, thấy được Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ đều không có việc gì,
hơn nữa còn nhận được hắn, kêu hắn tiên sinh, này thuyết minh, Thu Nhi cũng sẽ không có sự, Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ đều không có việc gì, Thu Nhi càng sẽ không có việc gì, Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ. Chỉ là hắn không thấy được Thu Nhi từ sương mù chung ra tới. Vội vàng đem hai người nâng, không cần đa lễ, các ngươi tốt không? Đa tạ tiên sinh nhớ mong, chúng ta đều hảo. Mấy vạn năm qua đi, ở nhìn thấy Dương Nghị Vân, Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ đều kích động. Ở chỗ này trải qua hết thảy, chỉ có chính bọn họ biết là cỡ nào gian khổ mới chịu đựng tới. Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ cho tới nay ở Dương Nghị Vân nơi này là lấy Dương gia quản gia tự cho mình là, tuy rằng Dương Nghị Vân chưa nói quá, nhưng cũng là cam chịu, càng là tin tưởng các nàng. Này hai đã sớm ở tiên giới thời điểm thấu thành một đôi. Nhưng cũng biết bọn họ ở Dương gia ở Vân Môn địa vị chi cao, kỳ thật đều bởi vì Ngô Mặc Thu mà đến. Nhưng bọn họ hai cái cũng đều rõ ràng chính mình địa vị, ở Vân Môn ở Dương gia thời điểm, hết thảy đều tận chức tận trách. Đây cũng là Dương Nghị Vân đối bọn họ tôn trọng nguyên nhân. Hơn nữa Ngô Mặc Hạ là Thu Nhi tỷ tỷ. Đối với hai người Dương Nghị Vân là từ nội tâm tôn trọng. Các ngươi chịu khổ, Dương Nghị Vân nói. Không khổ, chúng ta không khổ, có thể ở nhìn thấy tiên sinh, chúng ta cho dù chết, cũng đáng. Kiều Phúc cao hứng nói. Cái gì có chết hay không, ta lần này chính là chuyên môn tới tìm các ngươi tiếp các ngươi về nhà. Dương Nghị Vân nhìn hai người cũng là vô cùng cảm khái. Mấy vạn năm qua đi sau, Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ cũng tu vi bước vào thiên đạo quy tắc cấp bậc. Bất quá bọn họ tư chất hữu hạn, có thể bước vào thiên đạo quy tắc cấp bậc, nghĩ đến cũng là ở chỗ này có cơ duyên tới. Hảo hảo hảo, chúng ta chờ mang ngày này mấy vạn năm. Ngô Mặc Hạ lại là đôi mắt đều có chút đỏ lên. Lúc này Dương Nghị Vân rốt cuộc nhìn không được, nhìn thoáng qua hai người phía sau sương mù, cũng không có nhìn đến Thu Nhi xuất hiện. Liền mở miệng nói, Thu Nhi đâu? Hắn này vừa hỏi, lại là làm Ngô Mặc Hạ cùng Kiều Phúc cả người chấn động, ánh mắt có chút mất tự nhiên lên. Cái này Dương Nghị Vân trong lòng nhoáng lên, vội vàng nói, mau nói Thu Nhi làm sao vậy? Tiên sinh đừng tìm, Thu Nhi không có việc gì, nàng liền ở bên trong, hẳn là mau ra đây. Chỉ là Thu Nhi tính cách đã xảy ra một ít biến hóa. Ngô Mặc Hạ xem Dương Nghị Vân sốt ruột, vội vàng giải thích. Đồng thời nàng trong lòng cũng vì muội muội cảm thấy may mắn, nhiều năm như vậy đi qua, khó được tiên sinh còn đối muội muội như thế khẩn trương, này thuyết minh, tiên sinh trong lòng như cũ đối muội muội rất coi trọng, đây là muội muội chịu phục. Đáng tiếc chính là, muội muội Ngô Mặc Thu ở chỗ này đã xảy ra một ít biến hóa, cái này làm cho nàng trong lòng thực thấp thỏm. Không biết tiên sinh nhìn thấy hiện tại muội muội sẽ là thế nào. Cái gì biến hóa? Dương Nghị Vân trầm giọng hỏi. Kiều Phúc vội vàng giải thích nói, tiên sinh đừng có gấp, Thu Nhi người không có việc gì, chính là tính cách biến lạnh không ít, tựa hồ quên mất rất nhiều sự. Dương Nghị Vân trong lòng lột bột một chút, hung tợn chừng mắt thỏ ra, ý tứ lại rõ ràng bất quá, người nhìn xem đã xảy ra chuyện đi. Tính cách biến hóa, quên mất rất nhiều sự, đây là mất trí nhớ a. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Thu Nhi thật đúng là huyền âm thánh mẫu chuyển sinh giả? Chưa chắc là chuyện xấu, đây là thuyết minh người không có việc gì, hiện tại xem ra nàng thật là huyền âm thánh mẫu chuyển sinh giả, ký ức lại là hoặc là nói tính cách biến hóa có thể là đã chịu nơi này một ít nhân tố, rốt cuộc nơi này là huyền âm cung, chờ một lát nàng ra tới chính mình liền rõ ràng. Đồ thỏ ra không để ý Dương Nghị Vân trừng mắt, mà là cấp ra một lời giải thích. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nhìn về phía Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ nói, Thu Nhi nàng ở bên trong nói, các ngươi làm nàng xuất hiện đi. Hảo, ta đi kêu nàng ra tới, tiên sinh sau đó. Ngô Mặc Hạ nói xong xoay người tiến vào sương mù chung. Kiều Phúc lưu tại chỗ, Dương Nghị Vân hỏi Kiều Phúc nói, Thu Nhi nàng nhưng nhớ rõ các ngươi hai cái. Kiều Phúc cười khổ nói, ngay từ đầu cũng không nhớ rõ, sao lại đột nhiên có một ngày liền nói nghĩ tới nhận thức chúng ta. Các ngươi ở chỗ này tu luyện tình huống nói cho ta nghe một chút đi. Dương Nghị Vân nói. Kiều Phúc gật đầu, nhìn thoáng qua một bên thỏ ra, trong ánh mắt có chút kính sợ nói. Năm đó chúng ta đi theo tôn giả tiến vào chúng thần vực thế giới sau, đã bị tôn giả bỏ vào huyền âm động nơi đây, mà Thu Nhi tu vi ở chỗ này tiến triển cực nhanh, có một ngày liền tiến vào một tòa cung điện, lúc sau đương nàng ở ra tới thời điểm, tính cách liền đại biến, cũng không nhớ rõ trước kia sự. Ở phía sau qua đại khái ngàn năm lâu, nàng liền nhớ tới ta cùng Mặc Hạ, đương nhiên mấy năm nay chúng ta hai cái cũng tự cấp nàng giảng thuật chuyện quá khứ, càng là nói đến tiên sinh.
Dương Nghị Vân đánh gãy Kiều Phúc nói, Thu Nhi nàng cũng không nhớ rõ ta sao. Kiều Phúc cười khổ nói, không nhớ rõ, trước kia sự cái gì đều quên mất, bất quá tiên sinh yên tâm, ta cùng Mặc Hạ nói cho nàng tiên sinh việc sau, so sánh với hiện giờ nhìn thấy tiên sinh Thu Nhi nàng sẽ nghĩ đến tiên sinh. Chỉ hy vọng như thế đi. Dương Nghị Vân chua xót cười. Hắn nhưng trăm triệu không nghĩ tới Thu Nhi sẽ mất trí nhớ. Tiên sinh yên tâm đi, ta cùng Mặc Hạ trong mấy năm nay chung đều tự cấp Thu Nhi đem ngài sự tích, nàng hiện tại là biết ngài. Kiều Phúc an ủi nghe vào Dương Nghị Vân trong tai kỳ thật là thực tái nhợt. Thu Nhi tu luyện như thế nào? Dương Nghị Vân lại hỏi Kiều Phúc. Nói đến cái này thời điểm, Kiều Phúc tinh thần chấn động, tinh thần tỉnh táo nói, hồi bẩm tiên sinh Thu Nhi tu vi cảnh giới hiện giờ chúng ta là nhìn không thấu chút nào, nhưng là có thể khẳng định rất mạnh rất cường đại. Dương Nghị Vân gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, thoạt nhìn Thu Nhi là khắc phục nơi này khó khăn, tu vi nâng cao một bước. Tu la máu lực lượng đối với các ngươi ảnh hưởng như thế nào? Dương Nghị Vân lại hỏi. Ngay từ đầu thời điểm phi thường gian nan, ta cùng Mặc Hạ căn bản chống cự không được, lại sau lại là Thu Nhi tu vi đại tiến lúc sau, hoàn toàn áp chế tu la máu lực lượng, sau đó ta cùng Mặc Hạ mới có thể bắt đầu tu luyện, hiện tại đã không có bất luận cái gì ảnh hưởng, bất quá Thu Nhi biến hóa chính là không tu la máu cấp ảnh hưởng. Kiều Phúc trả lời. Dương Nghị Vân thở dài một tiếng. Họa phúc đồng hành, điểm này hắn cũng đoán được. Có một số việc, tưởng được đến liền phải trả giá, Thu Nhi biến hóa hiển nhiên là hẳn là tu la máu. Nhưng cũng may nàng người không có việc gì, chỉ cần người còn ở, mặt khác đều hảo thuyết. Mất trí nhớ sự, Dương Nghị Vân sẽ nghĩ cách giúp nàng, hoặc là nói hắn tin tưởng sẽ khôi phục lại. Hai người nói chuyện hết sức, sương mù trong vòng hai bóng người đi ra. Đối với tình huống Dương Nghị Vân đã có về cơ bản hiểu biết. Lúc này trong lòng ngược lại thấp thỏm lên, hắn biết là Thu Nhi xuất hiện. Quả nhiên trong tầm mắt một thân hắc y Thu Nhi cùng một thân lam trang Ngô Mặc Hạ xuất hiện. Thực mau tới rồi trước mặt hắn. Tiên sinh Thu Nhi tới, Ngô Mặc Hạ nói. Dương Nghị Vân ánh mắt đã dừng ở một thân hắc y trang phục Ngô Mặc Thu trên người. Thu Nhi! Hắn có chút âm dung kêu to. Giờ phút này Ngô Mặc Thu cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người cách xa nhau 10 mét. Ngô Mặc Hạ yên lặng tránh ra, đem không gian để lại cho hai người. Cấp công đạo cấp nói nàng đều cấp muội muội giảng thuật, trên thực tế nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều có tự cấp nàng nói trước kia sự. Về tiên sinh càng là trọng điểm. Nhưng muội muội như cũng nghĩ không ra, chỉ mong hiện tại có thể đi. Dương Nghị Vân nhìn Ngô Mặc Thu một tiếng, Thu Nhi hô lên tới sau, như đá chìm đáy biển. Trước mắt Ngô Mặc Thu không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng vẻ mặt lạnh băng bộ dáng, không có bất luận cái gì biểu tình, trên mặt không hề dao động. Mạc danh Dương Nghị Vân trong lòng đau xót. Này không phải hắn Thu Nhi. Thu Nhi nhất dính hắn, thích nhất hắn. Tiên sinh cái này xưng hô vẫn là Thu Nhi ở vân môn trong vòng dẫn dắt rời đi, chỉ có cùng hắn thân cận nhất nhân tài có. Hắn rất muốn Thu Nhi nhìn đến hắn, hô lên một tiếng tiên sinh tới. Đáng tiếc lúc này Thu Nhi trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình cùng dao động. Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn chằm chằm hắn, chính là không nói lời nào. Dương Nghị Vân cảm giác trong lòng có điểm đổ. Nhưng là hít sâu một hơi sau, hắn chậm rãi tiến lên. Đi tới Ngô Mặc Thu trước người. Thực mềm nhẹ nói, Thu Nhi ta tới đón ngươi về nhà. Đang nói chuyện thời điểm, Dương Nghị Vân vươn tay đi, nhẹ nhàng đi vỗ nàng bên trái một sợi tóc dài, nghĩ còn giống như trước đây cùng nàng tiếp xúc. Nhưng là... ngay sau đó... tê. Đương hắn tay đụng chạm đến Thu Nhi mặt ngạch thời điểm, lại là nhịn không được hít hà một hơi. Như là điện giật giống nhau thu hồi tay. Mà hắn tay, tại đây một khắc kết băng. Đến xương giống nhau rét lạnh. Dương Nghị Vân vội vàng vận chuyển công pháp mới ngừng hàn khí lan tràn kết băng đi xuống, nếu không hắn có cảm toàn bộ thân thể đều sẽ bị đông thành băng côn. Liên tính là ngừng, nhưng hắn tay phải vẫn là có một tầng băng xương tồn tại. Gần là chạm vào Thu Nhi mặt ngạch một chút mà thôi, liền có như vậy thật lớn hàn băng chi lực. Dương Nghị Vân không cấm hít hà một hơi. Thu Nhi đây là làm sao vậy? Cảm giác thượng nàng không phải cố ý, mà là bản thân bản năng phản ứng. Thu Nhi đừng hắn là tiên sinh. Một bên Ngô Mặc Hạ nhìn đến Dương Nghị Vân tay bị đóng băng, tức khắc sốt ruột đối muội muội kêu to lên. Bất quá Dương Nghị Vân lại là xua tay, ý bảo không có việc gì. Bởi vì hắn cảm giác Thu Nhi lần này không phải cố ý, mà là bản năng. Có lẽ liền nàng chính mình cũng chưa khống chế đến.
huyền âm thánh mẫu vốn chính là lấy trong thiên địa cực hạn vô cùng huyền âm vì bổn. Thu Nhi nếu là nàng chuyển sinh, ở chỗ này tu luyện tự nhiên là đạt được huyền âm chi lực, trong cơ thể có vô cùng tuyệt luân huyền âm năng lượng, có một màn này đảo cũng lý giải. Chỉ là hắn có chút đau lòng Thu Nhi sẽ biến thành như vậy, trước kia Thu Nhi ở chính mình trước mặt là ngoan ngoãn nữ, thực thiện lương thực ngoan ngoãn. Nhưng hiện tại Thu Nhi, hắn cảm nhận được, từ trong ra ngoài đều tản ra một cổ tử lạnh băng. Không đơn giản là nàng lực lượng hơi thở lạnh băng, càng là từ linh hồn phát ra khí chất đều như là một tòa băng sơn. Hiện tại chân chính hóa thành một cái băng sơn mỹ nhân. Nàng như cũ vẫn là như vậy tuyệt sắc. Chỉ là cùng trước kia so sánh với, thiếu thiên chân cùng ngoan ngoãn sau, hiện tại Thu Nhi khí chất trừ bỏ lạnh băng, còn có thành thục khí chất ở bên trong, nhìn nàng thời điểm Dương Nghị Vân cảm giác có một chút áp lực. Đây cũng là nàng tiến hóa đại giới đi. Đích xác giờ phút này Thu Nhi phát ra hơi thở, cho hắn cảm giác so với hắn tựa hồ còn phải cường đại một tia. Dương Nghị Vân nhìn Thu Nhi hít sâu một hơi nói, Thu Nhi ta. Lời nói còn chưa nói xong, hắn đã bị đánh gãy, lại là Thu Nhi rốt cuộc mở miệng nói, ta biết, tỷ tỷ nói ngươi là ta phu quân, nhưng ta không nhớ rõ ngươi, nhưng là cảm giác có điểm quen thuộc. Đây là nàng nhìn hắn câu đầu tiên lời nói. Dương Nghị Vân nghe trong lòng cuối cùng là dễ chịu một chút, khá vậy càng khổ sở, nàng quả nhiên quên mất chính mình, nếu không phải Ngô Mặc Hạ cùng Kiều Phúc giáo huấn, nàng khả năng sẽ bài xích chính mình đi. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, lại là tiến lên một bước, chậm rãi thượng khai hai tay, đi ôm nàng, hơn nữa một bên nói, ta tiếp ngươi về nhà hảo sao. Hắn đem Thu Nhi ôm trong ngực, cứ việc sớm đã chuẩn bị, sẽ bị Thu Nhi trên người băng hàn chi lực xâm nhập, nhưng chân chính ôm thời điểm, vẫn là cảm giác được Thu Nhi cả người chấn động, tức khắc hàn khí đại tác phẩm, hắn hai tay đều toàn thân đều bắt đầu kết băng. Nhưng mà Dương Nghị Vân không để ý, tuy rằng đến xương nhưng lại còn lên không được hắn chính là muốn ôm ôm nàng, vô pháp ngẫm lại nàng ở chỗ này tao ngộ tội gì, mới có hiện tại tu vi. Bất luận cái gì sự đều có đại giới, Dương Nghị Vân là đau lòng nàng. Cảm giác toàn thân đều mau bị đóng băng mất đi trực giác thời điểm. Ngay sau đó lại là cảm nhận được Thu Nhi trên người quang mang chợt lóe, tức khắc Dương Nghị Vân cảm nhận được sở hữu đóng băng hàn khí tất cả đều tan đi, bao gồm trên người hắn đóng băng cũng đều bắt đầu tiêu tán. Lại là biết là Thu Nhi thu hồi đi, cũng giúp hắn xua tan hàn khí. Trong lòng vui vẻ nhìn về phía trong lòng ngực Thu Nhi. Giờ phút này nàng xem sắc mặt vô biểu tình, cũng nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, Thu Nhi hai tròng mắt lệ quang lấp lánh, lại là chảy ra nước mắt, mở miệng nói. Lòng ta khó chịu, không biết vì cái gì, không hy vọng ngươi thu được thương tổn, ta đầu đau quá. A, Thu Nhi, oanh, Thu Nhi trên người bùng nổ một cổ mạnh mẽ, lại là đem Dương Nghị Vân chấn khai. Nàng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Dương Nghị Vân sốt ruột lớn tiếng nói, Thu Nhi ngươi làm sao vậy? Linh vừa đi lại đây nói, thoạt nhìn là ký ức mảnh nhỏ đan chéo, yên tâm sẽ không có việc gì, có lẽ là chuyện tốt. Dương Nghị Vân đối Linh một nói vẫn là tin tưởng có điểm đáng tin cậy, xem Thu Nhi bộ dáng, hắn cũng giúp không được vội. Liền hỏi Linh một đạo, có biện pháp nào không giúp giúp Thu Nhi? Xem Thu Nhi ôm đầu bộ dáng tựa hồ rất thống khổ. Lúc này Ngô Mặc Hạ nói, tiên sinh yên tâm một hồi liền hảo, Thu Nhi tình huống như vậy khi có phát sinh, nhưng là mỗi một lần đau đầu qua đi đều tựa hồ có thể nhớ tới một ít trước kia sự tới. Dương Nghị Vân nghe Ngô Mặc Hạ như vậy vừa nói nhưng thật ra yên tâm xuống dưới, trong lòng tha thiết chờ đợi bực này chỉ mong Thu Nhi có thể nhớ tới hắn tới. Quả nhiên ở Ngô Mặc Hạ dứt lời lúc sau, Thu Nhi nghe xong xuống dưới. Tại hạ một khắc ngẩng đầu thời điểm nhìn về phía Dương Nghị Vân. Thu Nhi ngươi thế nào? Dương Nghị Vân cũng không sợ bị nàng hàn khí gây thương tích, trực tiếp qua đi nâng nàng. Chỉ nghe Ngô Mặc Thu mở miệng nói, ta tựa hồ gặp qua ngươi. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, đâu chỉ là gặp qua, ta là phu quân của ngươi. Đương nhiên những lời này đến bên miệng sau, Dương Nghị Vân liền dừng chưa nói ra tới, bởi vì hắn sợ ở kích thích đến Thu Nhi. Bất luận cái gì sự đều yêu cầu một cái quá trình, chỉ cần Thu Nhi có thể nói ra gặp qua hắn nói, này liền chứng minh ở nàng trong trí nhớ chính mình là tồn tại, đây là chuyện tốt, tin tưởng về sau sẽ chậm rãi nhớ tới. Hơn nữa lúc này hắn đã có thể cảm nhận được ở hắn đụng chạm Thu Nhi thời điểm nàng đã không có phía trước cái loại này kháng cự. Hảo hảo hảo, không có việc gì, không có việc gì, ta mang ngươi về nhà hảo sao? Dương Nghị Vân lôi kéo Thu Nhi thời điểm hỏi,
hắn tay lại một lần ở kết băng. Nhưng hắn không chút nào để ý. Ân, hảo, Thu Nhi gật đầu. Nàng lời nói thiếu, cũng lạnh băng, nhưng hiện tại lại là có thể cùng hắn đối thoại cũng nguyện ý nghe lời nói, đây là thành công. Đến tận đây Dương Nghị Vân trong lòng treo cục đá mới rốt cuộc rơi xuống đất. Ngươi vẫn là buông ta ra đi, ta trong cơ thể lực lượng sẽ thương đến ngươi, ta chính mình có đôi khi đều khống chế không tốt. Rốt cuộc Thu Nhi nói ra xem như rất dài một câu. Dương Mỗ Nhân lại là nghe lệ nóng doanh tròng, Thu Nhi đây là ở quan tâm ta sao? Trong lòng kích động mở miệng nói, ta không sợ, trước kia ta đáp ứng ngươi phải hảo hảo bảo hộ ngươi, muốn vĩnh viễn mang theo ngươi, về sau sẽ không ở làm ngươi chịu cái gì khổ. Lời tuy như thế, nhưng Dương Nghị Vân vẫn là lỏng rồi rời ra. Không phải thật lo lắng chính mình bị thương, mà là sợ sao kích thích Thu Nhi. Như bây giờ đã thực không tồi. Ít nhất Thu Nhi không hề đối hắn có bản năng bài xích. Hơn nữa nguyên nhân cùng hắn đi, có thể rời đi nơi này liền hảo. Theo sau ý bảo Ngô Mặc hạ chiếu cố Thu Nhi, đại gia từ nơi này đi ra ngoài. Đường cũ phản hồi. Dương Nghị Vân lạc hậu, cùng thỏ ra, Linh vừa đi cùng nhau sau, hắn mở miệng nói, nhà ta Thu Nhi này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Về sau có thể hay không có cái gì ảnh hưởng? Nàng trí nhớ có thể hay không khôi phục lại? Liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Thỏ ra mở miệng nói, theo đạo lý tới nói, không nên xuất hiện bực này tình huống, hiện tại xem ra là thu được tu la máu lực lượng ảnh hưởng, bất quá cũng không có gì vấn đề lớn, ít nhất xem ra nàng đạt được huyền âm cung lực lượng, tu vi thượng ngươi không phát hiện đã giải quá một mảng lớn sao. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, đương nhiên phát hiện, ta đều cảm giác Thu Nhi hơi thở so với ta đều trên tường một ít. Thực lực của nàng tu vi đại khái đạt tới hợp đạo 4 tầng nông nỗi. Trong cơ thể có một cổ cường đại huyền âm chi lực, xem ra năm đó huyền âm thánh mẫu sớm đã có sở an bài, đoán trước tới rồi chính mình chuyển sinh giả sẽ đến kế thừa nàng lực lượng. Duy nhất không nghĩ tới khả năng chính là tu la máu lực lượng ảnh hưởng, thế cho nên nàng không có khôi phục chân chính ý thức, thậm chí ảnh hưởng tới rồi này một đời ý thức, lại nói tiếp ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng. Thần quá nhàn nhạt mà nói. Dương Nghị Vân nghe giật mình, hắn cũng nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Linh một đạo, may mắn. Ý của ngươi là, Linh một chút đầu nói, không tồi là may mắn, nhưng năm 36 cung thánh mẫu nương nương nhưng đều không có một cái là đơn giản hạng người, đều là thánh đạo đại năng đại thần thông hạng người, tính kế chi đạo thủ đoạn sẽ không nhược. Thu Nhi có thể vào huyền âm cung, sợ là sớm đã có định số, huyền âm thánh mẫu nếu có thể lưu lại đồ vật, tất nhiên đối chính mình cũng là có an bài, cái này an bài tỉ như. Khả năng sẽ là ký ức sống lại, cắn nuốt quay lại sinh tân ý thức. Chẳng qua ngàn tính vạn tính rơi rất tu la máu lực lượng lực ảnh hưởng. Khả năng cũng đúng là bởi vậy, ở cắn nuốt chuyển sinh tân ý thức thời điểm thu được tu la máu lực lượng ảnh hưởng do đó thất bại, vì thế xuất hiện nàng mất trí nhớ tình huống, nhưng nàng còn có thể nhớ tới người tới, hoặc là nói có quen thuộc ấn tượng, này liền thuyết minh là nàng chuyển sinh tân ý thức chiếm cứ chủ đạo, như thế đi xuống, chờ nàng tu vi thực lực ở tăng lên một ít, chung quy nàng sẽ khôi phục sở hữu ký ức, như thế thánh chủ cũng không cần lo lắng. Dương Nghị Vân nghe được Linh một cái này giải thích, trong lòng thật sự là cao hứng, muốn thật là như vậy, vậy thật tốt quá. Này, thật sự sẽ như thế sao? Hắn vẫn là có điểm không tự tin. Đối Linh một nói tỏ vẻ có điểm hoài nghi chuẩn xác tin. Mà một bên thỏ ra còn lại là mắng nói, tiểu tử thúi Linh Thánh Đại Tôn nói tự nhiên là sẽ không có lầm, hắn nếu là nhìn lầm, thế giới sợ là không người thứ hai ánh mắt chuẩn xác. Dương Nghị Vân vừa nghe cái này xem như kiên định. Thỏ ra cái này lão nhân đối mặt Linh một thời điểm, đều phải tôn xưng một tiếng Linh Thánh Đại Tôn, xem ra một khác địa vị thân phận quả nhiên chính là ở khai thiên thời đại thánh đạo thiên đình cũng là vô thượng tồn tại. Phải biết rằng ở Linh một ngụm chung thỏ ra cũng là 10 đại thánh chi nhất hỗn nguyên đại thánh, nhưng Linh một mặt đối thỏ ra thời điểm tuy rằng trong lời nói khách khí, nhưng không hề có cái gì kính sợ, mà trái lại thỏ ra ở đối mặt Linh một thời điểm lại có. Như thế Dương Nghị Vân tự nhiên tin tưởng Linh một khu nhà ngôn. Sau nửa canh giờ, đoàn người ra huyền âm động. Tới rồi bên ngoài lúc sau, Dương Nghị Vân vốn dĩ muốn cho Thu Nhi cùng nàng tỷ tỷ Kiều Phúc ba người trở về tìm Tiểu Phượng Hoàng các nàng, ở nơi nào đi chờ hắn. Mà hắn muốn đi tiếp Tuyết Hương cùng Côn Bằng. Nhưng là không nghĩ tới Thu Nhi lắc lắc đầu, tỏ vẻ muốn đi theo. Cứ việc Thu Nhi biểu hiện như cũ lạnh băng vô cùng, nhưng Dương Nghị Vân lại là thực vui vẻ, ít nhất Thu Nhi muốn đi theo hắn cùng nhau, đây là chuyện tốt. Đi liền đi thôi. Nhận được Tuyết Hương cùng Côn Bằng liền trở về,
đều ở cùng cái không gian, đảo cũng không cái gọi là. Thiên hà ở đâu? Dương Nghị Vân hỏi thỏ ra. Chỉ thấy thỏ ra đối với hư không vung tay lên, tức khắc xuất hiện một cái không gian môn hộ, rồi sau đó mới nói, thiên hà liền ở phương đông, trải qua đại chiến lúc sau, tuyển vào hỗn loạn không gian, với ta mà nói không tính cái gì, đi thôi, tiến vào đó là thiên hà nơi. Dứt lời thỏ ra nhảy đi đầu tiến vào môn hộ. Dương Nghị Vân đối Thu Nhi gật gật đầu, cũng trước sau bước vào không gian môn hộ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân còn không có đứng vững gót chân, Nhị Trung liền nghe được như sấm minh giống nhau nước sông rít gào tiếng động. Ngay sau đó hắn định thần lúc sau nhìn lại, lại là thấy được một cái chấn động nhân tâm con sông. Dương Nghị Vân trong mắt chỗ đã thấy này hàng ngang qua ở cuồn cuộn biển sao chung, xỏ xuyên qua đồ vật, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Vốn tưởng rằng chính là một cái sông lớn lưu mà thôi, hắn không nghĩ tới sẽ là như thế này chấn động cảnh tượng. Dương Nghị Vân có chút nói lắp hỏi thỏ ra nói, đây là thiên hà. Thỏ ra hít sâu một hơi nói, chuẩn xác mà nói, đây là thiên hà lưu lại linh hồn chi hà, chân chính thiên hà đã sớm ở khai thiên thời đại đại chiến trung hỏng mất. Tan vỡ, kia đây là cái gì? Dương Nghị Vân có chút hồ đồ. Thỏ ra mở miệng nói, không phải đều nói sao? Ngươi hiện tại sở chạy đến chỉ có thể xem như thiên hà chi hồn, ngươi có thể lý giải thành là thiên hà lưu lại ấn ký, đều không phải là thật thể thiên hà. Dương Nghị Vân nhìn treo ở cuồn cuộn hư không thiên hà, có chút khó có thể tin sự thật, ở hắn đôi mắt sở xem trong vòng, này thiên hạc từ phương đông chút ra mà đến, chảy về phía vô tận phương tây, trọng điểm là liền nước sông Thanh, như sấm minh rít gào, đặc so chân thật, nhưng thỏ ra lại nói này chỉ là biểu hiện giả dối, là vỏ trống rỗng. Không đúng, cũng không thể nói là biểu hiện giả dối, chuẩn xác mà nói đây là thiên hà ấn ký. Chân chính thiên hà đã hỏng mất, đã chết. Nhưng này thiên hà thấy thế nào đều không giống như là giả dối ấn ký. Quá mức chân thật. Thần giới vạn vật đều có linh, xem ra không phải ra. Sơn có sơn thần, hà có hà thần. Này thiên hà, càng là không ngoại lệ, thoạt nhìn càng thêm nghiêu. Lúc này bọn họ vị trí nơi cũng là huyền phù ở trên hư không bên trong. Phía sau là thỏ ra mở ra không gian môn hộ. Thiên hà treo ở trên hư không trung, thoạt nhìn liền ở trước mắt, nhưng lại đi xem thời điểm, lại tựa hồ khoảng cách ở phi thường xa xôi nơi. Nơi này hư không là địa phương nào? Dương Nghị Vân lại hỏi, hắn cảm giác tựa hồ đã đều không hề chúng thần vực thế giới. Thỏ ra mở miệng nói, vẫn là ở chúng thần vực thế giới trong vòng, chẳng qua thiên hà vị trí nơi chính là độc lập thời không không gian trong vòng. Thật sự là không thể tưởng tượng a. Dương Nghị Vân cảm thán. Hắn nhìn băng đằng thiên hà, toàn bộ chính là màu ngân bạch, phi thường đồ sộ mênh mông cuồn cuộn, lộng lẫy vô cùng. Thỏ ra ngươi đừng nói cho ta, tuyết hương cùng côn bằng đều ở thiên hà trong vòng a. Dương Nghị Vân ngẫm lại sau hỏi. Không ở thiên hà còn có thể tại nơi nào? Thỏ ra phiên trợn trắng mắt nói. Ách, kia nhanh lên làm cho bọn họ xuất hiện đi. Dương Nghị Vân nói. Ai biết? Thỏ ra lắc đầu nói. Thiên hà trong vòng tự thành một giới, trừ phi chính bọn họ ra tới, hoặc là liền đi vào tìm bọn họ ra tới, không còn hắn pháp. Ngươi, quả thực là hố hóa a. Dương Nghị Vân thẳng trợn trắng mắt. Chỉ cần từ bên ngoài xem, này thiên hà đều thật lớn vô cùng, huống chi tự thành một giới. Đây chính là thiên hà a, nói là hà, nhưng Dương Nghị Vân tương tuyệt đối so với hải còn muốn bao la hùng vĩ, đi vào bên trong tìm được người, thật sự chính là biển rộng tìm kim. Vì sao hố hóa? Thỏ ra buồn bực. Dương mẫu nhân ngẫu nhiên vẫn là sẽ tuôn ra một câu quê nhà lưu hành ngữ tới, đối với thỏ ra những người này tới nói, tuy là bọn họ thần thông quảng đại, cũng nghe không hiểu. Khụ khụ, không có gì, kia gì chúng ta mau vào đi tìm bọn họ đi. Dương Nghị Vân giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Ngươi đi đi chúng ta chờ đó là, thỏ ra nhàn nhạt nói. A, hợp lại ngươi, các ngươi không đi. Dương Nghị Vân nhìn về phía thỏ ra lại nhìn về phía linh một, người sau tựa hồ cũng không có muốn đi vào thiên hà ý tứ. Không đi, thỏ ra lắc đầu. Linh thứ nhất là cười cười nói, thánh chủ cứ việc đi thôi, thiên hà tuy đại, nhưng hết thảy tự do cơ duyên cùng định số, tin tưởng ngươi có thể tìm được bọn họ ra tới. Dương Nghị Vân tức khắc cảm giác thỏ ra cùng linh một này liền cái lão bất tử, tựa hồ là cố ý làm hắn đi. Nói rõ ràng, cái gì cơ duyên định số? Ta như thế nào cảm giác các người yêu thế gạt ta, còn có nói cho ta, này thiên hà trong vòng có hay không nguy hiểm? Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm hai người hỏi. Linh cười mà không nói. Mà thỏ ra còn lại là ha ha cười nói, được rồi,
không đùa ngươi, tiểu tử thúi nói thật cho ngươi biết đi, thiên hà trong vòng thời gian là ngoại giới mấy vạn lần, nói cách khác ngươi sẽ có cũng đủ thời gian tìm người. Rời đi nội qua đi vạn năm, ngoại giới khả năng chính là cá biệt canh giờ, mặt khác thiên hà trong vòng có một cái đại cơ duyên, liền xem ngươi có hay không tạo hóa, bất quá nghĩ đến là không thành vấn đề, ai làm ngươi cùng thánh thiên đế có quan hệ đâu. Còn có chính là này thiên hà trong vòng các loại năng lượng tồn tại, cũng có thể nói ngươi chỗ đã thấy thiên hà hoàn toàn là năng lượng ngưng tụ mà thành, tiến vào bên trong đối với ngươi tu luyện có thật lớn chỗ tốt. Đến nỗi nói nguy hiểm sao? Tự nhiên là có, nội loại có vô số tu la tàn hồn bị nhốt ở bên trong, nhưng ngươi yên tâm tàn hồn mà thôi, đối với ngươi thương tổn sẽ không quá lớn, tóm lại ngươi đi vào tìm đi, chúng ta liền không đi vào. Thỏ ra nói. Dương Nghị Vân nghe được Thỏ ra nói thời gian cùng ngoại giới mấy vạn lần nhiều, hơn nữa là năng lượng ngưng tụ mà thành thiên hà, đối tu luyện có chỗ lợi. Còn có cái gì đại cơ duyên? Nhiều như vậy chỗ tốt. Tức khắc đại hỉ, đến nỗi nguy hiểm bị hắn tự động xem nhẹ, tu la tàn hồn sao, hiện tại hắn tự nhiên là không sợ. Nếu xem Thỏ ra cùng Linh Một đều không đi vào, vậy không đi thôi, dù sao hai vị này là đại lão. Bất quá hắn nhìn về phía Thu Nhi cùng Ngô Mặc Hạ. Kiều Phúc ba người nói, ta đây dẫn bọn hắn ba cái đi vào tìm Tuyết Hương cùng Côn Bằng tổng hành đi. Nào biết Thỏ ra lắc đầu nói, Ngô Mặc Hạ cùng Kiều Phúc tu vi quá thấp, tiến vào sau để đối bọn họ tu luyện vô ích ngược lại có hại, bất quá Ngô Mặc Thu nhưng thật ra có thể đi vào, có lẽ đối nàng cũng có chỗ lợi. Cái này Dương Nghị Vân xấu hổ, Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ không thể đi vào, Thu Nhi đối hắn là xa lạ, cũng đừng nghĩ đi. Nguyên bản muốn tìm hai cái giúp đỡ đi vào tìm người. Hiện tại xem ra vẫn là đến chính hắn tới. Ngẫm lại nói, tính, vẫn là ta chính mình đi thôi, các ngươi lại lần nữa chờ đó là. Thiên hà trong vòng có tu la tộc chiến sĩ tàn hồn, chung quy là có nguy hiểm, Dương Nghị Vân nhưng không nghĩ làm Thu Nhi đi theo hắn có cái gì nguy hiểm. Dứt lời sau, hắn liền phải chuẩn bị tiến vào thiên hà trong vòng, nhưng không nghĩ tới Ngô Mặc Thu thanh âm vang lên nói, ta cũng đi. Nàng lời nói tuy rằng như cũ là lạnh băng, nhưng lại làm Dương Nghị Vân trong lòng chấn động, này thuyết minh, nàng ở quan tâm ta sao? Thu Nhi người chờ ta liền hảo, Dương Nghị Vân vẫn là không chuẩn làm Thu Nhi tiến thiên hà. Nhưng Ngô Mặc Thu lại là kiên định nói, ta muốn đi. Lúc này nàng lời nói tràn ngập hàn ý, ánh mắt kiên định không thôi, thậm chí làm Dương Nghị Vân nghe ra một cổ tử mệnh lệnh hương vị. Bất đắc dĩ cười khổ nói, kia, vậy đi thôi. Trước kia là Thu Nhi ở trước mặt hắn ngoan ngoãn phục tùng. Nói cái gì chính là cái gì, hiện giờ Dương Nghị Vân biết muốn phản tới. Hắn mọi việc muốn dựa vào vị này nữ vương đại nhân mới được. Đi liền đi thôi, Thu Nhi tu vi thực lực so với hắn còn cao một bậc, tin tưởng sẽ không có vấn đề, chưa chừng còn có thể giúp đỡ hắn vội. Ngay sau đó chỗ sâu trong tay đi kéo nàng tay, kết quả Ngô Mặc Thu bản năng trốn tránh một chút. Cái này làm cho Dương mẫu nhân thật mất mặt, ngay sau đó lại là tia chớp duỗi tay. Bá đạo vô cùng nắm lên tay nàng, nói, đi rồi. Nói chuyện chi gian mang theo Thu Nhi, nghĩ thiên hà bay vọt mà đi. Chỉ chớp mắt, hai người liền tiến vào thiên hà trong vòng, biến mất vô tung vô ảnh. Mà Thỏ ra lúc này còn lại là nhìn Dương Nghị Vân cùng Thu Nhi biến mất địa phương, hỏi Linh Một đạo, đại tôn ngươi nói hắn có thể bắt được nào kiện bảo vật sao? Linh Một buồn bã nói, chỉ cần hắn là hắn, liền nhất định có thể bắt được. Như thế nào ngươi hiện tại đều còn không có xác định thân phận của hắn? Thỏ ra nhìn về phía Linh Một. Linh lay động lắc đầu, nhưng có điểm gật đầu nói, xác định là Thánh Thiên Đế, nhưng chân chính Thánh Thiên Đế cũng không có. Linh Một cùng Thỏ ra nói chuyện có nội dung, nhưng Dương Nghị Vân nghe không được. Đứng ở một bên Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ nghe được, trong lòng có chút tò mò, nhưng giờ phút này lại là không dám mở miệng. Bọn họ đối Thỏ ra là có ám ảnh tâm lý. Lúc trước chính là Thỏ ra đưa bọn họ ném tới rồi Huyền Âm Động. Hồi tưởng lên này một đường lịch trình, Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ thật sự là lòng còn sợ hãi. Càng là biết Thỏ ra cường đại khủng bố, mà giờ phút này Thỏ ra bên người bị tiên sinh xưng là Linh một người, ở bọn họ trong mắt tiên sinh tựa hồ đều thực tôn kính, bọn họ tự nhiên liền càng không dám nói tiếp nữa. Chỉ là Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ trong lòng tò mò, này hai tôn đại thần nói cái gì bảo vật, nghe tới như là đối tiên sinh an bài. Cũng không biết là tốt là xấu sự tình. Lúc này Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ nội tâm kỳ thật thực lo lắng tiến vào thiên hà Dương Nghị Vân cùng Thu Nhi, nhưng đối mặt Thỏ ra cùng Linh một hai tôn đại thần, chính là một chung, sao cũng không biết, sao cũng không dám hỏi tâm thái.
có thể làm đó là ở một bên tĩnh chờ cầu nguyện Dương Nghị Vân cùng Ngô Mặc Thu đi vào thuận lợi. Thỏ ra tựa hồ cảm nhận được Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ trong lòng thấp thỏm, quay đầu cười cười nói, ngươi chờ đừng lo, nơi này là chúng thần vực thế giới này đối bất luận kẻ nào tới nói đều có khả năng muốn mệnh, nhưng duy độc đối kia tiểu tử là cái ngoại lệ, về sau các ngươi sẽ biết, kiên nhẫn chờ đợi bọn họ ra tới liền hảo. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ vội vàng khom người nói chuyện. Thỏ ra còn lại là nhìn hai người liếc mắt một cái đạm nhiên lẩm bẩm, thế gian hết thảy thật đúng là kỳ diệu a, luân hồi chi đạo rốt cuộc là cái gì nói. Cư nhiên có thể làm Huyền Âm nương nương dưới tòa đồng tử trải qua mấy đời còn có thể tại bên người nàng, kỳ diệu a kỳ diệu. Linh cười cười nói, không nói bọn họ, người ta không phải cũng là như thế sao? Ở vận mệnh sông dài chung phiêu lưu dưới, không cũng cuối cùng tìm được rồi tự mình, về tới thiên bên người, luân hồi đại đạo có lẽ đó là vận mệnh chi đạo đi, đáng tiếc đến nay cũng không có hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu. Người ta nếu là có thể hiểu thấu đáo vận mệnh, liền không phải có hiện tại, có thể tìm hiểu vận mệnh giả đương vì thiên. Thỏ ra cũng là đi theo cảm khái không thôi. Hai người khoanh tay mà đứng nhìn cuồn cuộn thiên hà đông một câu tây một câu, nói được lời nói lại là ngừng ở Kiều Phúc cùng Ngô Mặc Hạ trong tai như giảng thiên thư. Không nói đến Kiều Phúc thỏ ra bốn người. Dương Nghị Vân cùng Ngô Mặc Thu hai người bay vọt nhập thiên hà đi tìm Côn Bằng cùng Tuyết Hương. Khi bọn hắn hai người tiến vào thiên hà trong vòng sau, phát hiện cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Vốn dĩ đi, phía trước thỏ ra nói qua, này thiên hà không phải chân chính thật thể thiên hà, gần là thiên hà ấn ký, chân chính thiên hà đã sớm ở khai thiên thời đại thời điểm hỏng mất. Hơn nữa chỗ đã thấy thiên hà chính là năng lượng cấu thành, cho nên ở Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ đến, này thiên hà càng có rất nhiều thị giác thượng biểu hiện giả dối. Nhưng là không nghĩ tới đường hắn cùng Thu Nhi tiến vào thiên hà lúc sau, lại là phát hiện. Bùm! Bọt nước văng khắp nơi. Thân nhập thiên hà, cư nhiên có bọt nước, có nước gợn văn, hết thảy đều vô cùng chân thật. Cùng thật nhảy vào trong nước không có gì hai dạng. Hắn cùng Thu Nhi bốn phía nước gợn nhộn nhạo. Này! Cư nhiên như thế chân thật. Dương Nghị Vân nội tâm cảm thán thiên hà kỳ diệu. Đương nhiên cẩn thận cảm thụ, cũng đều không phải là thủy. Mà là hình thành năng lượng thể, như là một hồi minh mông cuồn cuộn bắt trước giống nhau, phi thường chân thật, nhưng rồi lại không phải như vậy hồi sự. Thiên hà trong vòng tản ra nhàn nhạt ngân quang, có chút hoảng đôi mắt, lấy lại bình tĩnh Dương Nghị Vân mới dần dần thích ứng đang ở thiên hà trong vòng hoàn cảnh. Đích xác như linh một cùng thỏ ra lời nói, này thiên hà trong vòng tự thành một giới. Giờ phút này nhìn lại, tự nhiên nhìn không tới ngoại giới hư không càng nhìn không tới thỏ ra bọn họ. Trong tầm mắt tất cả đều là trong suốt thủy thế giới. Thu Nhi chúng ta đi xuống mà đi. Dương Nghị Vân nhìn xem hoàn cảnh lúc sau, chuẩn bị lẻn vào đáy sông đi. Nếu nơi này tự thành một giới, như vậy đáy nước thường thường mới là giấu người tàng sinh linh địa phương. Hắn muốn ở chỗ này tìm được Tuyết Hương cùng Côn Bằng, không thể nghi ngờ như biển rộng tìm kim. Nhưng thỏ ra nói qua, hết thảy tự do cơ duyên. Kia hắn liền đi tìm. Dù sao nơi này thời gian là ngoại giới mấy vạn lần, nói cách khác hắn sẽ có bó lớn thời gian ở chỗ này tìm kiếm Tuyết Hương cùng Côn Bằng. Tin tưởng tổng có thể tìm được. Vốn tưởng rằng này thiên hà chính là tĩnh mịch thiên hà, nhưng kế tiếp Dương Nghị Vân phát hiện chính mình hoàn toàn tưởng sai rồi. Nơi này hoàn toàn là một cái tràn ngập sinh cơ bừng bừng thế giới. Hoặc là nói là thiên hà thế giới. Được xưng thiên hà quả nhiên cũng là danh bất hư truyền. Dầm đông. Một trận trong nước mạo bọt nước thanh âm truyền đến. Lại là ở bọn họ lặn xuống mấy chục mét sau, một đám hỏa hồng sắc con cá từ bọn họ bên người bơi lội mà qua. Tương tự địa cầu cá chép giống nhau diện mạo, thành đàn gào thét mà qua, cũng không có công kích bọn họ hai. Gần như là bên người. Dương Nghị Vân tò mò vươn tay đi đụng chạm trong đó một cái, lại không nghĩ rằng ngón tay trực tiếp xuyên qua này cá thân thể. Hư không? Dương Nghị Vân tức khắc sửng sốt. Mà bị hắn đụng chạm này con cá như là đã chịu kinh hách giống nhau vèo một chút chạy trốn. Thật đúng là, năng lượng thể, Dương Nghị Vân tự nói một tiếng. Thu Nhi khó được mở miệng nói, như là hư ảo thể, nhưng lại là có ý thức. Dương Nghị Vân nghe Thu Nhi nói chuyện trong lòng sửng sốt, cẩn thận tưởng tượng, Thu Nhi những lời này nhất châm kiến huyết. Hôm nay hà trong vòng bầy cá nhìn như là hư ảnh, kỳ thật là có ý thức, chúng nó càng như là linh hồn thể giống nhau tồn tại. Nhưng cũng có chút bất đồng. Bởi vì hắn có thể chạm đến cảm thụ năng lượng thể, đồng thời cũng có thể kinh hách đến,
này nói mệnh thật là có ý thức. Đây là một loại hoàn toàn mới sinh linh thể hiện. Tương đồng điểm này sau, Dương Nghị Vân trong lòng cũng ngưng trọng lên, nếu này đàn cá có ý thức, chính là hoàn toàn mới sinh linh, như vậy liền có khả năng còn sẽ có cái khác sinh linh tồn tại. Này đó con cá không công kích, chưa chừng kế tiếp đụng tới mặt khác bầy cá sẽ không công kích người. Thu Nhi kế tiếp chúng ta phải cẩn thận điểm, nếu nơi này bầy cá có ý thức, như là hoàn toàn mới sinh linh, chưa chừng sẽ có nguy hiểm sinh linh tồn tại. Dương Nghị Vân đối Thu Nhi dặn dò. Ta biết, Thu Nhi tuy rằng trả lời hắn, nhưng ngữ khí như cũ lạnh băng. Nghe vào Dương Nghị Vân trong tai nhiều ít có điểm khó chịu, khi nào Thu Nhi có thể nhớ tới chính mình tới, vẫn là trước kia Thu Nhi đáng yêu. Loại này lạnh như băng Thu Nhi làm hắn thực không thói quen. Nhưng cũng không có cách, chỉ có thể hy vọng Thu Nhi nhanh lên khôi phục ký ức đi. Thiên hà to lớn như hắn sở liệu, bọn họ hai cái vẫn luôn xuống phía dưới tiềm đi, mấy ngàn mét đều không có đến đáy sông. Cái này làm cho Dương Nghị Vân hoài nghi, này thiên hà thế giới có hay không đáy sông? Đương nhiên so sánh với thiên hà to lớn, hơn 1.000 mét cũng không tính cái gì, tiếp tục xuống phía dưới mà đi. Ong! Dầm đông! Có vang lên nước gợn thanh. Này đã là bọn họ gặp được đệ tứ sóng, đủ loại bầy cá đều có. Nhưng đều không có công kích bọn họ. Dương Nghị Vân vừa thấy nơi xa, xuất hiện một đoàn màu xanh lá, ước chừng có hơn 30 mễ đường kính. Lại là từ từng điều cá trạch tiểu nhân con cá nhỏ tạo thành, khả năng có mấy vạn điều thậm chí mấy chục vạn điều tạo thành đi. Hướng về hắn cùng Thu Nhi gào thét mà đến. Vốn tưởng rằng cùng phía trước giống nhau, không có gì thương tổn lực. Bản thân này đó bầy cá cũng tiểu, Dương Nghị Vân không để ý, dù sao không phải chân chính thật thể bầy cá. Liền không để ý cái gì. Thực cá lạc đàn tới rồi hắn cùng Thu Nhi trước người, gào thét nháy mắt mà qua. Kết quả ngay sau đó. Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến. Cư nhiên cảm nhận được đau đớn. Hơn nữa loại này đau đớn đến từ chính, nguyên thần. Vội vàng lớn tiếng đối Thu Nhi nói, Thu Nhi này đó tiểu ngư đối nguyên thần có thương tổn mau mau phòng ngự. Kết quả đâu? Hắn dứt lời thời điểm, liền nhìn đến Thu Nhi đã sớm toàn thân thần quang lập lòe, tựa hồ làm tốt phòng ngự, bầy cá đối nàng đường vòng. Mà chính hắn đâu? Giờ phút này lại là khổ không nói nổi. Đại ý, đại ý. Chịu đựng nguyên thần như kim đâm giống nhau thống khổ, Dương Nghị Vân vội vàng thúc giục nguyên thần, bộc phát ra cường đại nguyên thần kim quang. Như thế mới rốt cuộc cảm giác dễ chịu điểm. Gần chính là ngay lập tức chi gian công phu, bầy cá xuyên qua mà qua, dần dần đi xa. Như là giám đốc một hồi cuồng phong lễ rửa tội giống nhau. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng hắn lại là cảm thụ khắc sâu. Giờ khắc này Dương Nghị Vân rốt cuộc ý thức được. Nơi này nguy hiểm đến từ nơi nào? Ngay từ đầu không để ý, hiện tại rốt cuộc đã biết, thiên hà cái đáy này đó thủy tộc sinh linh, có chút đích xác không công kích người, nhưng như vừa rồi này đó tiểu ngư, lại là có lực công kích, hơn nữa công kích vẫn là nguyên thần. Vừa rồi đánh sâu vào dưới, bầy cá xuyên qua thân thể hắn, mang đến thương tổn là nguyên thần bị kim đâm giống nhau thống khổ. Tuy rằng không cần tiến, khá vậy có thể cảm nhận được đến từ nguyên thần đau đớn. Này vẫn là tiểu ngư đàn, nếu là gặp phải đại đâu. Thương tổn lực hiển nhiên sẽ lớn hơn nữa. Này đó thủy tộc không phải thật thể, nhưng lại là hồn phách năng lượng loại hình tân giống loài, đối thân thể sẽ không có thương tổn, nhằm vào chính là nguyên thần, nghĩ lại dưới tự nhiên là có khủng bố. Vẫn là muốn trăm triệu tiểu tâm mới là. Vừa rồi đại ý không tránh né, xem như ăn một kích buồn mệt. Cũng may ảnh hưởng không lớn. Dương Nghị Vân nhìn về phía Thu Nhi nói. Thu Nhi ngươi không sao chứ? Ngô Mặc Thu lắc đầu, không có việc gì. Nàng hiện tại nói rất ít, tích tự như kim, mặt vô biểu tình. Thực hiển nhiên liền hắn có hại, Thu Nhi không có việc gì. Cái này làm cho Dương Nghị Vân thực buồn bực. Theo sau hai người tiếp tục xuống phía dưới tiềm đi, hắn liền không tin, thiên hà không có mà. Dương Nghị Vân quên mất thời gian, độ cao tập trung tinh thần, phòng bị đáy nước sinh linh. Kế tiếp nếu là xuất hiện bầy cá hắn sẽ cùng Thu Nhi cách thật xa liền tránh đi, nếu là thật sự tránh không khỏi, vậy trực tiếp chém giết. Đơn giản hắn cùng Thu Nhi đều thực lực đều không kém, cũng gặp vài lần công kích nhưng đều ứng đối xuống dưới. Cũng không biết ở đáy nước lẻn vào bao nhiêu thời gian, có lẽ là mấy ngàn mét hoặc là mấy vạn mễ thậm chí càng nhiều lúc sau, bọn họ rốt cuộc thấy được đáy nước. Giảm xuống đến đáy nước lúc sau, rõ ràng cảm giác sinh linh nhiều lên. Hơn nữa đụng tới đơn độc thân thể cũng bắt đầu xuất hiện quái vật khổng lồ.
có mấy chục mét thượng trăm mét đại gia hỏa, cực kỳ giống cá mập chi lưu, cũng có phòng ốc đại các loại quy cua loại hình từ từ. Thậm chí có che trời đại thụ giống nhau đáy nước thảm thực vật. Toàn bộ đáy nước xinh đẹp thoạt nhìn chính là một cái phong phú giống loài thế giới, đều là một cái đặc điểm, không phải thật thể là năng lượng cùng hồn phách kết hợp thể giống nhau. Đụng chạm còn lại là trực tiếp có thể xuyên thấu, tương tự hư ảo hư ảnh, nhưng Dương Nghị Vân biết cũng không phải hư ảo. Này đó vạn vật đều tựa hồ tương tự linh thể giống nhau tồn tại. Hắn nghĩ tới thỏ ra cùng linh một phía trước nói qua, thiên hà trong vòng có rất nhiều tu la tàn hồn, hiện tại thoạt nhìn không chỉ có là tu la tàn hồn, có lẽ còn có cái khác. Tới rồi thiên hà mà sau, nơi này xinh đẹp chính là một phương độc đáo thời gian, có đá ngầm sơn thể có thảm thực vật cây cối, có đủ loại thủy tộc sinh linh. Rõ ràng là đáy nước, nhưng đối bọn họ tới nói, đều không phải là chân chính thủy. Đây là một cái to lớn, kỳ diệu thế giới. Muốn tìm được tuyết hương cùng côn bằng, Dương Nghị Vân là thật không hiểu từ địa phương nào xuống tay. Chỉ có thể mang theo Thu Nhi đi một bước xem một bước, khắp nơi chạm vào vận khí. Bất quá hắn nghĩ đến, hẳn là cũng không khó tìm. Bởi vì tuyết hương cùng côn bằng cùng hắn cùng Thu Nhi giống nhau, so sánh với nơi này sinh linh đều là vật còn sống, với đáy nước thế giới không hợp nhau. Chỉ cần phát hiện cái gì khác hẳn với tầm thường địa phương, hẳn là liền sẽ là tuyết hương cùng côn bằng. Qua bên kia đi. Ở Dương Nghị Vân xuất thần cũng không có mục tiêu thời điểm, lại là Ngô Mặc Thu chủ động mở miệng, duỗi tay chỉ bên trái hướng gió. Dương Nghị Vân sửng sốt nói, vì cái gì qua bên kia? Ngươi có là cái gì phát hiện? Chi giác, Thu Nhi lạnh như băng phun ra hai chữ, cũng không thèm nhìn Dương Nghị Vân, trực tiếp hướng về bên trái mà đi. Ai, Thu Nhi từ từ ta a. Dương Nghị Vân đối hiện tại Thu Nhi thực bất đắc dĩ, nàng trừ bỏ mất trí nhớ ở ngoài, còn trở nên càng thêm lãnh khốc. Tựa hồ càng thêm có chủ kiến. Trước kia Thu Nhi cùng hắn ở bên nhau, đó là ngoan ngoãn nữ, nào có cái gì chủ kiến, chuyện gì đều là hắn làm chủ, hiện tại đến hảo, nàng tới làm chủ, cũng căn bản không trưng cầu hắn ý kiến. Dương Mỗ Nhân dở khóc dở cười, nhưng còn kia nàng không có biện pháp, càng không dám đi kích thích nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau. Trong lòng nghĩ có lẽ Thu Nhi hiện tại bất đồng, chưa chắc là chuyện xấu, chưa chừng nàng thật đúng là có thể tìm được tuyết hương cùng côn bằng. Dù sao chính hắn là không mục tiêu, đi theo Thu Nhi đi chính là. Hai người dưới chân đáy sông đại địa đều không phải là chân thật tồn tại, đều là phi hành. Từng cây đáy sông thảm thực vật sơn thể từ từ, đều bị bọn họ trực tiếp xuyên thấu mà qua, thẳng tắp đi trước, nhưng thật ra bớt việc. Như thế ở bọn họ hành tẩu ước chừng mấy ngày lúc sau, đột nhiên một tiếng gào giống vang lên. Ô, như là tiếng khóc giống nhau. Bỗng nhiên, Thu Nhi dừng lại. Toàn thân quang mang đại tác. Dương Nghị Vân vừa thấy, nhịn không được bảo thô nói, ta đi. Trong tầm mắt một đầu hình thể vài trăm thước cá lớn, đối với bọn họ mở ra miệng rộng mà đến. Từng hàng hàm răng như gai ngược, nhìn đều có điểm ra đầu tê dại. Dương Nghị Vân vội vàng vận chuyển pháp lực đem chính mình bảo vệ lại tới. Nhưng bọn hắn cũng không nhúc nhích thân. Lẳng lặng chờ đợi này quái vật khổng lồ đem các nàng cắn nuốt. Bất động một chút. Là bởi vì này đại gia hỏa, tốc độ mau, thật lớn miệng đảo mắt liền đến tới, hai người bọn họ không có thời gian né tránh. Hơn nữa cũng không cần thiết tránh né, bởi vì ở chỗ này sinh linh đều là hư linh thể, lại không phải thật thể huyết nhục, bọn họ sẽ xuyên thấu hết thảy nơi này sinh linh thân thể. Chỉ không màng phải đề phòng bị công kích nguyên thần. Cho nên chỉ cần bọn họ làm tốt phòng ngự liền không có việc gì, chờ từ này cá lớn bụng xuyên thấu qua đi liền hảo. Ý tưởng không sai. Nhưng ngay sau đó hắn cùng Thu Nhi sắc mặt liền thay đổi, dự đánh giá sơ suất. Nguyện ý vì hư thể hội xuyên thấu qua đi, mà khi bọn họ bị này cá lớn một ngụm nuốt vào sau, tầm mắt một chút tối tăm đi xuống. Đợi cả buổi cũng chưa phát hiện từ này cá lớn trong bụng xuyên thấu đi ra ngoài. Ngược lại bốn phía hắc ám vẫn luôn tồn tại. Dương Nghị Vân cái này cảm thấy không thích hợp, mở miệng nói, Thu Nhi tựa hồ không đúng a, đều qua đi mười mấy phút, như thế nào như cũ hắc ám. Này đại gia còn thân thể ở trường lại đại cũng nên xuyên thấu chúng ta a. Chỉ nghe Thu Nhi lạnh như băng mở miệng nói, bốn phía có một cổ năng lượng vây quanh chúng ta hẳn là còn ở cá lớn trong bụng. Dương Nghị Vân nhíu mày hắn không nghĩ tới, còn có như vậy biến hóa, vẫn luôn đều cho rằng không phải chân thật thật thể liền vây không được bọn họ, nhiều nhất liền nguyên thần đã chịu một ít lan đến. Hiện tại xem ra hắn đối cái này thiên hà thế giới nhận thức vẫn là không đủ.
lại phát hiện Tân khó khăn. Cũng may trước mắt mới thôi hắn cùng Thu Nhi cũng không có đã chịu công kích. Cho nên đảo cũng không sốt ruột. Dương Nghị Vân tưởng quan sát một chút đang xem tình huống, miễn cho có ăn cái buồn mệt. Cho nên đối Thu Nhi nói, Thu Nhi chờ một lát, ta kiểm tra, a một chút là cái tình huống như thế nào. Sau khi nói xong, nhắm mắt thả ra thần thức đi kiểm tra. Nhưng là, ngay sau đó, oanh, chỉ nghe được một tiếng nổ vang. Hắn cảm nhận được một cổ tử băng hàn hơi thở bùng nổ. Dọa hắn một cú sốc. Vội vàng trợn mắt vừa thấy, vừa vặn thấy được Thu Nhi chậm rãi buông tay. Không hề nghi ngờ là Thu Nhi trực tiếp động thủ, phá vây khốn bọn họ tối tăm không gian. Không lý do Dương Nghị Vân tức khắc hỏa khí cọ một chút lên đây. Thu Nhi ngươi như thế nào bất hòa ta thương lượng một chút ở động thủ. Hắn mang theo tiếng hô chất vấn. Nhưng mà Thu Nhi trả lời thiếu chút nữa sặc tử hắn. Vì cái gì muốn cùng ngươi thương lượng, trực tiếp phá chi liền hảo, cần gì như vậy phiền toái. Trả lời đúng lý hợp tình. Dương Nghị Vân, ngươi. Nửa ngày hết chỗ nói rồi. Hắn rất muốn phát hỏa, nhưng là ngẫm lại Thu Nhi tình huống hiện tại, hít sâu một hơi nhìn xuống nói, nơi này dù sao cũng là thiên hà thế giới, hết thảy đều thực quỷ dị, chúng ta tiểu tâm một chút không sai, thỏ ra cùng Linh Một đều nói qua, nơi đây có nguy hiểm, ngươi tùy tiện ra tay, vạn nhất có cái gì biến cố thương tới rồi như thế nào cho phải, kế tiếp ngươi nghe ta hảo. Lời nói cũng chưa nói xong, Thu Nhi lo chính mình trực tiếp về phía trước mà đi. Dương Nghị Vân trong lòng cái kia khí a. Cô nãi nãi này như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Đứng ở tại chỗ hắn đánh giá một chút hoàn cảnh, không thích hợp a. Tựa hồ đã không phải chi gian hoàn cảnh. Lúc này bọn họ lại là xuất hiện ở một chỗ thật lớn đá ngầm trong núi. Thật xa nhìn lại, là một tảng lớn giống như lâu đài giống nhau đá ngầm dãy núi. Phi thường khổng lồ. Hắn cùng Thu Nhi hai cái đang ở trong đó như hai chỉ tiểu con kiến giống nhau nhỏ bé. Lúc này mới phản ứng lại đây, nhất định là vừa mới bị cái kia đại gia hỏa nuốt vào trong bụng lúc sau, mang theo bọn họ tới rồi nơi này. Đây là địa phương nào, Dương Nghị Vân không biết, nhưng tới đâu hay tới đó, dù sao hắn tìm kiếm Tuyết Hương cùng Côn Bằng cũng là không có mục tiêu. Nơi nơi là tiểu sơn trong đàn, lớn lớn bé bé, mênh mông vô bờ. Thu Nhi không để ý tới hắn, lo chính mình về phía trước đi đến, Dương Nghị Vân cố tình còn không có tính tình, chỉ có thể theo sau. Vị này cô nãi nãi hiện tại là tính tình đại biến ký ức thiếu hụt, không thể trêu vào, chỉ có thể hống nàng, hơn nữa hắn luyến tiếc thật đi hướng nàng phát giận. Nhưng, Dương Mỗ Nhân cũng cảm thấy, không thể lưu ta cậu quá lợi hại, nếu không sẽ hình thành thói quen, này đối hắn bất lợi. Nếu Thu Nhi không để ý tới hắn, hắn cũng tạm thời bất hòa nàng nói chuyện, dùng mình một chút không cũng có ý tứ sao. Một trước một sau hai người kém 20-30 mễ. Dương Nghị Vân liền treo ở Thu Nhi phía sau, xuyên qua ở đá ngầm chi gian. Ở chỗ này trên cơ bản là không có thời gian quan niệm, tối tăm thả không có nhật nguyệt phía chân trời, rất khó đi để ý vấn đề thời gian. Dù sao chính là ở chỗ này tìm xem. Bất quá hắn biết Thu Nhi vẫn luôn về phía trước đi đến, tựa hồ là có cái gì cảm giác mục tiêu, đơn giản liền đi một chút nhìn xem. Vạn nhất có cái gì phát hiện cũng là chuyện tốt. Dầm đông. Nước sông quay cuồng thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân vội vàng vừa thấy, lại là ở Thu Nhi bốn phía bơi lội tới thật lớn con cua giống nhau sinh linh. Mỗi một con đều giống như phòng ở như vậy đại. Hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng dám đi, dùng mình về dùng mình nhưng cũng như cũ sợ Thu Nhi có hại. Ai biết, là hắn suy nghĩ nhiều. Không chờ bốn con đại cua đến Thu Nhi bên người, chi gian Thu Nhi trên người phát ra lóa mắt tứ đại cột sáng, trực tiếp liền trà trộn qua đi. Ngay sau đó bốn con đại cua trực tiếp hóa thành hư vô. Không còn có xuất hiện. Dương Nghị Vân lúc này mới phát hiện, nguyên lai này sinh linh là có thể giết chết. Chẳng qua yêu cầu cường đại nguyên thần chi lực mới có thể giết chết. Hắn ở bốn phía cảm nhận được vừa rồi công kích hạ, Thu Nhi trên người bộc phát ra tới cột sáng tràn ngập cường đại thần hồn lực lượng, đồng thời cũng cảm nhận được bị Thu Nhi chém giết bốn con đại cua lại là so với bọn họ phía trước đụng tới hơi thở cường đại rồi rất nhiều. Cái này làm cho hắn trong lòng cảnh giác lên. Xem ra nơi này sinh linh có mạnh yếu chi phân. Sợ là kế tiếp sẽ đụng tới càng cường đại hơn sinh linh. Cũng may thoạt nhìn, Thu Nhi cường đại chút nào không thèm để ý này đó sinh linh. Hai người một trước một sau tiếp tục thâm nhập mà đi. Này vừa đi Dương Nghị Vân cảm giác qua đi đã nhiều năm, thậm chí là vài thập niên thời gian,
nơi này quá lớn. Hơn nữa Thu Nhi không hề có dừng lại. Trong lúc bọn họ đụng tới đáy sông sinh linh càng ngày càng khổng lồ, cũng đối bọn họ sinh ra chủ động công kích. Nhưng cũng may hai người đều ứng đối xuống dưới. Bất chi bất giác đi vào một cái thật lớn vô cùng huyệt động chung, tương tự to lớn đường hầm, lại như là người nào đó thật lớn loại cá sinh linh thông đạo. Thu Nhi không nói chuyện, nhưng một kiên định mà đi. Như thế, bọn họ hai người một trước một sau, tiến vào thật lớn huyệt động chung, lâm vào hắc ám. Lang thang không có mục tiêu vô tận hắc ám hành trình bắt đầu rồi. Trong lúc Dương Nghị Vân là ở nhìn không được hỏi Thu Nhi nói, Thu Nhi người đây là rốt cuộc muốn đi đâu Nhi? Phía trước, Thu Nhi như cũ là lạnh như băng trả lời, tích tự như kim. Nhưng nghe lên giọng nói của nàng thực kiên định. Không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Dương Nghị Vân che ở nàng phía trước nói, nơi này cảm giác quá không thích hợp, đều tiến vào sơn trong bụng, chúng ta là tới tìm người, không được quay đầu lại đi, Tuyết Hương cùng Côn Bằng cũng sẽ không ở chỗ này đi. Phía trước có khí năng lượng. Trong bóng đêm Thu Nhi nhìn hắn nói. Cái này Dương Nghị Vân sửng sốt, khí năng lượng, ngươi lại định. Ta xác định, có, Thu Nhi nói. Dương Nghị Vân lâm vào trầm tư, bọn họ tiến vào phía trước, thỏ ra cùng Linh một liền nói quá, thiên hà trong vòng có các loại thuộc tính năng lượng tồn tại, tuy có nguy hiểm nhưng lại cũng là tu luyện phúc địa, đây cũng là thỏ ra an bài Côn Bằng cùng Tuyết Hương tiến vào thiên hà tu luyện nguyên nhân. Nhưng là hắn cùng Thu Nhi tiến vào thiên hà lúc sau, hắn nhưng không có cảm nhận được có một chút ít thuộc tính năng lượng tồn tại. Nhưng Thu Nhi lại nói đi trước tồn tại khí năng lượng. Đối với Thu Nhi lạnh băng hắn tuy rằng đến bây giờ đều có chút khó tiếp thu, khá vậy rõ ràng Thu Nhi ở chỗ này đã xảy ra đại biến lúc sau, cũng ý nghĩa nàng ở tu luyện chi đạo đạt tới một cái cao phong. Thậm chí còn dựa theo thỏ ra nói, Thu Nhi chính là huyền âm nương nương chuyển sinh giả, một khi đã như vậy nàng ở chỗ này chi giác hoặc là nói cảm giác nên không có sai. Có khí năng lượng tồn tại, đã nói lên là có thể tu luyện địa phương. Như vậy vô cùng có khả năng Tuyết Hương cùng Côn Bằng sẽ tồn tại cũng nói không chừng. Vậy được rồi, ta ở đi một chút xem. Dương Nghị Vân lựa chọn tin tưởng Thu Nhi. Vì thế hai người tiếp tục về phía trước mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc ám hắc trung xuất hiện màu lam nhạt quang mang. Chính là bọn họ phía trước. Người tới nhanh hơn tốc độ vọt qua đi. Ngay sau đó cư nhiên đi ra thật lớn huyệt động, xuất hiện ở bọn họ thực hiện chính là một cái đơn màu lam nhạt đáy nước thế giới. Ở xa xôi nơi, ngồi xuống thật lớn ngân bạch núi lớn đứng dậy ở thế giới này. Nhưng là, tầm mắt có thể đạt được chỗ, bọn họ cũng thấy được từng điều thật lớn thủy tộc sinh linh. Thân hình mấy chục mét, thượng trăm mét, thậm chí hàng ngàn hàng vạn mễ khổng lồ sinh linh đều có, loại cá, sinh có cánh chim, hai chân nhiều chân vi vi. Lập tức Dương Nghị Vân nghĩ tới Jurassic điện ảnh hình ảnh. Cùng thời gian, Dương Nghị Vân cánh tay trái càn khôn hồ nóng lên lên. Hắn trong lòng vừa động, cảm thụ một chút, lại là phát hiện càn khôn hồ sinh mệnh chi thạch cư nhiên vào giờ phút này tản mát ra xanh biếc ánh sáng, tựa hồ cùng nơi này có nào đó hô ứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quay đầu nhìn lại hắn cùng Thu Nhi tựa hồ xuyên qua một tòa sơn mạch, một tòa thiên hà chi đế núi non, từ sơn một khắc đầu, tới rồi nơi này. Về sau mạo bọt nước, vẫn là đáy nước. Có thể xác định nơi này như cũ là thiên hà chi đế thế giới, nhưng lại cùng sơn một chỗ khác hoàn toàn tương phản hai cái hoàn cảnh. Bên kia đáy nước tối tăm, mà nơi này là màu lam nhạt. Càng như là một cái đồng thoại đáy nước thế giới. Chỉ là Dương Nghị Vân rõ ràng, nơi này như cũ không phải chân chính đáy nước thế giới, này hết thảy đều là năng lượng cấu thành. Cũng đích xác tới rồi nơi này lúc sau, hắn cảm nhận được không khí tồn tại đủ loại thuộc tính khí chi lực. Này thuyết minh Thu Nhi kiên trì là đúng. Thật là không nghĩ ra nàng là như thế nào biết nơi này. Chẳng lẽ thật là dựa vào cảm giác. Mặc kệ thế nào, nơi này đích xác bất đồng. Làm hắn không nghĩ ra chính là sinh mệnh thạch là chuyện như thế nào. Vừa đến nơi này cư nhiên liền phát quang phát lượng. Sinh mệnh thạch vẫn luôn là ra đời sinh mệnh chi thủy, cũng là hắn được đến càn khôn hồ sau cái thứ nhất xuất hiện ở càn khôn hồ chí bảo. Có thể nói không có sinh mệnh chi thủy. Liền không có hắn hôm nay. Là sinh mệnh chi thủy làm hắn ở lần lượt chiến đấu chém giết chung, mặc kệ bị thương nhiều trọng, đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất hồi phục như lúc ban đầu, càng là bởi vì sinh mệnh chi thủy, hắn thu phục rất nhiều cường đại yêu tộc thần thú dị thú từ thủ hạ, mang theo bọn họ sấm đến thế giới, thành lập vân môn, bảo hộ vân môn mọi người.
mà hiện tại sinh mệnh chi cục đá, cư nhiên có dị động. Đây là xưa nay chưa từng có dấu hiệu. Sinh mệnh chi thủy căn chính là sinh mệnh thạch. Giờ phút này Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, càn khôn hồ nội sinh mệnh thạch tựa hồ tản mát ra nào đó tước vân hơi thở. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là buồn bực. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ sinh mệnh chi thạch cùng nơi này có cái gì liên hệ? Lẽ ra là không nên, hắn không nghĩ ra. Bất quá không sao cả, nếu tới, kia liền hảo hảo nhìn xem nơi này, chung quy hắn sẽ biết sinh mệnh chi thạch cùng nơi này có cái gì nổ vang nguyên nhân. Nơi xa chỗ đã thấy cảnh tượng, làm hắn nội tâm chấn động. Một đầu quái vật khổng lồ thủy tộc sinh linh, bơi lội màu lam đáy nước thế giới, càng như là bơi lội ở phía chân trời giống nhau. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, hắn hiện tại sở thấy được có lẽ đó là khai thiên thời đại sinh linh đi. Đương nhiên đều không phải là chân thật tồn tại. Nhưng tuyệt đối có tàn hồn chi lực, đặc thù hoàn cảnh cùng chiến đấu có lẽ là hình thành này đó sinh linh nguyên nhân. Nơi xa kia một tòa ngân bạch núi lớn, thoạt nhìn là thế giới này duy nhất một tòa núi lớn, khổng lồ các loại thủy tộc sinh linh đều quay chung quanh tại đây tòa núi lớn bốn phía, thoạt nhìn nơi nào có thứ gì hấp dẫn chúng nó, nhưng lại có tràn ngập kiêng kỵ, bơi lội chi gian tựa đang tìm kiếm vọt vào sơn cơ hội. Cũng không biết kia tòa sơn chung rốt cuộc có cái gì hấp dẫn chúng nó. Thoạt nhìn đều là vây mà không tiêu tan, tùy thời mà động bộ dáng. Lúc này hắn cùng Thu Nhi đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hai người tuy rằng không nói chuyện, nhưng lại đều nghĩ quan sát lại làm tiến thêm một bước quyết định. Nơi này nói thật, cho hắn cảm giác thực quỷ dị. Nhìn như hoàn cảnh thượng xa hoa lộng lẫy, kỳ thật là cho hắn một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Thu Nhi người đối nơi này quen thuộc sao? Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ vẫn là hỏi một chút Thu Nhi. Chỉ nghe Thu Nhi mở miệng nói, giống như đã từng quen biết. Nhà đầu này hiện tại nói chuyện, có điểm làm Dương Nghị Vân phi thường không khỏe. Không phải lạnh như băng chính là ngắn gọn tích tự như kim, không nói nhiều một chữ. Ách hảo đi. Nói chuyện phiếm chung kết giả. Hắn cũng không biết như thế nào cùng nàng đối thoại, dứt khoát câm miệng đi. Ong. Mà đúng lúc này, một tiếng nổ vang vang vọng ở toàn bộ đáy nước thế giới. Giống. Qua. Lúc này, từng tiếng kêu to ngay sau đó vang lên. Thoạt nhìn bọt nước quay cuồng, lại là trong tầm mắt những cái đó bảng nhiên sương mù thủy tộc sinh linh, bơi lội lên, nhìn qua thực hưng phấn giống nhau. Nhưng có cái điểm giống nhau là bọn họ tất cả đều nhìn về phía kia tòa ngân bạch núi lớn. Mà phía trước kia một tiếng ong tiếng gầm rú, chính là từ kia tòa núi lớn phát ra. Lúc này giống như có thứ gì muốn từ trong núi ra tới giống nhau, hoặc là nói là cái gì bảo vật đi, dù sao quay chung quanh núi lớn bốn phía thủy tộc sinh linh đều cảm giác thực hưng phấn. Quả nhiên, tại hạ một khắc, liền có biến hóa. Oanh! Một tiếng nặng nề từ bạc trắng núi lớn truyền ra tới. Quen biết núi lửa bùng nổ giống nhau. Dương Nghị Vân chỉ thấy đỉnh núi phía trên, bỗng nhiên xanh biếc ánh sáng vọt ra. Như pháo hoa tận trời ở bạo liệt mở ra. Nháy mắt có 12 đoàn xanh biếc quang cầu, cối xay đại, hiện ra huyền phù ở trên đỉnh núi. Giống giống. Bốn phía quái vật khổng lồ, nháy mắt oanh động, một đám nhằm phía đỉnh núi, không hề nghi ngờ là hướng về phía trong núi bùng nổ mà ra xanh biếc quang cầu mà đi. Giờ khắc này Dương Nghị Vân biết, kia 12 viên xanh biếc vô cùng quang cầu tuyệt đối là cái gì bảo vật. Cùng thời gian, hắn cảm nhận được càn khôn hồ nội sinh mệnh chi thạch nhảy nhót càng thêm mãnh liệt. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, chẳng lẽ những cái đó xanh biếc quang cầu cùng sinh mệnh chi thạch có quan hệ? Hắn đối Thu Nhi mở miệng nói, Thu Nhi chúng ta cũng qua đi. Trong lòng có rất mạnh cảm giác, sinh mệnh chi thạch có lẽ lại ở chỗ này phát sinh biến hóa lớn. Hắn cần thiết qua đi tìm tòi đến tột cùng. Liền ở hắn mới vừa nhích người hết sức, lại là một tiếng thét dài vang lên. Ô, dày nặng vô cùng, kinh sợ tâm thần thanh âm, áp qua sở hữu đại gia hỏa gầm rú. Cũng là ở thời điểm này Dương Nghị Vân phát hiện, rất nhiều nguyên bản nhằm phía đỉnh núi sinh linh, lại là bất an lên. Tựa hồ có càng cường đại hơn đáng sợ sinh linh xuất hiện. Quả nhiên, phương xa một đạo lộng lẫy ngân quang, bay nhanh mà đến. Xa xôi nhìn lại chính là một cái ngân quang điểm. Nhưng ở ngay lập tức chi gian, cái này ngân quang điểm càng lúc càng lớn. Dương Nghị Vân rốt cuộc thấy rõ là cái gì. Hắn tại đây một khắc cũng kích động lên. Nhịn không được ra tiếng, côn bằng. Chuẩn xác mà nói, hẳn là xưng là côn. Hình thể dài chừng mấy vạn mễ, che trời mà đến. Đúng là hắn muốn tìm côn bằng.
Côn bằng thần thú vào nước vì côn, ra thủy dương cánh vì bằng, như diều gặp gió chín vạn dặm. Thật đúng là tìm được rồi. Dương Nghị Vân kích động vô cùng. Giờ phút này Côn bằng, tản ra cường đại vô cùng hơi thở xuất hiện, thực hiển nhiên Côn bằng cũng rốt cuộc thành niên. Thỏ ra nói qua Côn bằng thứ này cũng thánh thiên đế dưới tòa 10 đại thánh chi nhất Côn bằng đại thánh, hiện tại xem ra lời nói không giả. Chỉ cần này sợi hơi thở liền phi thường cường đại rồi, tựa hồ so tiểu phượng hoàng còn phải cường đại một đường. Theo Côn bằng càng ngày càng gần, Dương Nghị Vân cũng xem đến rõ ràng hơn, ngay sau đó hắn cả người chấn động, thấy được ở Côn bằng trên đầu đứng một người. Một thân bạch y thắng tuyết. Không phải Tuyết Hương lại là ai? Hắn rốt cuộc nhìn không được, thân hình vừa động bay vọt mà đi, kích động hô to, Tuyết Hương, cá trạch. Dương mẫu nhân hô to Tuyết Hương cùng Côn bằng, đương nhiên cá trạch tên này là năm đó Côn bằng xuất thế thời điểm hắn cấp khởi danh, sợ là thế gian cũng chỉ có hắn có thể kêu đường đường Côn bằng kêu cá trạch chi danh. Bất quá Dương mẫu nhân ở đặt tên phương diện, nghĩ đến tùy ý đến nổ mạnh. Như thần ma điểu đã kêu sớm mau điểu, kỳ lân là nghé con, Côn bằng là cá trạch từ từ. Duy độc số ít như Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng mấy cái tên thực chính quy, là Dương mẫu nhân đi tâm đặt tên. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn vẫn là như vậy kêu to. Thoạt nhìn các đều là hình thể khổng lồ nguyên nhân, làm khoảng cách kéo xa, nhìn gần, kỳ thật khoảng cách vẫn là khá xa. Dương Nghị Vân kêu to Tuyết Hương cùng Côn bằng căn bản liền không nghe thấy. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là, lúc này Côn bằng nhằm phía núi lớn, mục tiêu tựa hồ cũng là xanh biếc quang cầu. Hơn nữa Côn bằng xuất hiện, khiến cho trong đó tam đầu quái vật khổng lồ cảnh giác. Này tam đại sinh linh nhắc nhở chút nào không cần Côn bằng tiểu. Một hồi chém giết bắt đầu. Giống. Ngao. Ô. Côn bằng chính là thật thể tồn tại, Dương Nghị Vân nhưng thật ra muốn nhìn một chút, đối mặt mặt khác tam đầu đại gia hỏa, Côn bằng như thế nào ứng đối. Hình thể khổng lồ nhìn thực chấn động, cũng không biết sức chiến đấu như thế nào. Ầm ầm ầm. Kịch liệt va chạm chém giết bắt đầu. Kinh thiên động địa. Chỉ thấy tam đại sinh linh đồng thời vây công Côn bằng. Dương Nghị Vân còn trong lòng căng thẳng, liền phải chạy tới nơi. Nhưng ngay sau đó hắn liền biết chính mình lo lắng dư thừa. Đánh giá cao nhìn như hình thể khổng lồ tam đầu sinh linh thực lực. Côn bằng một tiếng thét dài, toàn thân loang loáng đại tác phẩm, hình thể bạo trướng gấp 10 lần, lập tức quay đầu há mồm chi gian liền đem tam đầu sinh linh sống nuốt đi xuống. Liền còn không tính xong, còn có mặt khác nhằm phía đỉnh núi sinh linh, hàng trăm. Nhưng Côn bằng hoặc là nói cá trạch vênh váo lên. Bơi lội chi gian, há mồm cuồng nuốt, vài phút chung sau quay chung quanh ở núi lớn bốn phía sinh linh cư nhiên bị nó nuốt một cái không còn một mảnh. Lúc sau liền nhìn đến cá trạch đối với kia 12 viên xanh biếc quang cầu bỗng nhiên một hút toàn đảo qua mà nay. Trường hợp nhìn dù sao là thực chấn động. Cứ việc Dương Nghị Vân biết những cái đó sinh linh đều không phải chân chính tươi sống sinh linh, nhưng như cũng nhìn cá trạch đại phát thần uy, đó là tương đương đã ghiền. Đến tận đây Dương Nghị Vân mới đối Thu Nhi nói, Thu Nhi đi thôi, qua đi trông thấy Tuyết Hương cùng cá trạch, bọn họ trước kia cũng gặp qua ngươi. Ta nghe tỷ tỷ nói qua các nàng. Thu Nhi trả lời. Hai người phi thân mà đi. Đảo mắt liền đến núi lớn trước. Dương Nghị Vân dừng lại hô, Tuyết Hương, cá trạch. Lúc này đây đã không có mặt khác sinh linh quấy nhiễu, hắn thanh âm truyền ra đi thật xa. Vân ca ca. Tuyết Hương kinh hỉ thanh âm vang lên, trước tiên phát hiện Dương Nghị Vân, tức khắc từ Côn bằng đỉnh đầu bay vọt mà đến. Tuyết Hương Dương Nghị Vân cũng đón đi lên. Hai người ôm nhau ở bên nhau. Vân ca ca sao ngươi lại tới đây? Nửa ngày lúc sau Tuyết Hương mới từ Dương Nghị Vân trong lòng ngực ra tới, kích động đến nước mắt lấp lánh hỏi. Ta là chuyên môn tới tìm các ngươi. Dương Nghị Vân nắm Tuyết Hương tay, tái kiến cái này mỹ nhân lại cũng kích động vô cùng. Năm đó Tuyết Hương chính là giấy trắng giống nhau đơn thuần, kêu Vân đại ca, hiện tại như cũ. Nhưng nàng tu vi cư nhiên cũng đạt tới hợp đạo 3 tầng cấp bậc. Đây là Dương Nghị Vân không nghĩ tới. Vốn dĩ cho rằng nơi này tạo hóa là Côn bằng, không nghĩ tới Tuyết Hương cũng tu vi hợp đạo, này thuyết minh thỏ ra an bài có thâm ý. Nơi này cũng là Tuyết Hương tạo hóa nơi. Đương nhiên năm đó nhìn thấy Tuyết Hương thời điểm nàng chính là Côn bằng chứng người thủ hộ, vẫn luôn gần nhất đều cùng Côn bằng ở bên nhau. Này cũng không kỳ quái. Hiện giờ nhìn đến nhà đầu này thực lực tu vi cũng đạt tới hợp đạo cấp bậc, hắn thật cao hứng. Hai người gặp mặt không thiếu được một phen tình chàng ý thiếp nói. Tuyết Hương giảng thuật cơ bản cùng Mai Tỷ Thu Nhi giống nhau,
đều là bị thỏ ra cái kia tao lão nhân đơn độc an bài ở chỗ này sau sẽ không bao giờ nữa quản trạng thái. Chỉ là nàng cùng cá trạch ở chỗ này tu luyện, mặt khác vẫn luôn không quản quá, tu luyện cũng là yêu cầu chính mình tìm cơ duyên phương pháp. Cũng may nàng cùng cá trạch tới rồi thiên hà lúc sau, thông qua cắn nuốt luyện hóa thiên hà trung thủy tộc sinh linh đứng vững vàng gót chân. Hơn nữa nàng cùng cá trạch ở thiên hà trung tu vi tốc độ là tiến triển cực nhanh, nơi này thực thích hợp các nàng tu luyện. Theo tu vi tăng lên, có một ngày cá trạch phát hiện sơn động, đi tới nơi này, mà ngọn núi này, mỗi cái ngàn năm liền sẽ bộc phát ra xanh biếc năng lượng, kia mới là đối bọn họ tới nói tăng lên tu vi thứ tốt. Là nào đó khí chi lực lượng, hơn nữa ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực, cắn nuốt lúc sau hiểu được thiên địa rất có trợ giúp. Nhưng nơi này sinh linh cũng đồng dạng ở cướp đoạt những cái đó xanh biếc năng lượng, bất quá dùng Tuyết Hương nói, đối với nơi này sinh linh tới nói, những cái đó năng lượng chi khí đối bọn họ tác dụng là suy giảm. Bởi vì nơi này sinh linh không phải huyết nhục chi thân, ngược lại đối nàng cùng cá trạch chính là thần đan diệu dược, từ bắt đầu gian nan cướp đoạt, trải qua vô số tuế nguyệt sau, nàng cùng cá trạch dần dần càng ngày càng cường đại, hoàn toàn xưng là nơi này bá chủ. Đặc biệt là cá trạch càng là thỏa mãn không được xanh biếc năng lượng sau, bắt đầu cắn nuốt nơi này sinh linh, vô số tuế nguyệt lúc sau cá trạch thành niên, so nàng còn cường đại. Dương Nghị Vân nghe xong lúc sau cũng là hư than không thôi, trong lòng thầm than, thỏ ra an bài cá trạch ngày qua hà xem ra là có nhầm vào, quả nhiên này cá trạch bất đồng ngày xưa. Luận hơi thở cảm giác hắn cảm thấy cá trạch tựa hồ cùng thỏ ra đều không sai biệt nhiều. Thiên hà trong vòng thời gian trở thành Tuyết Hương cùng cá trạch thật lớn ưu thế. Dựa theo Tuyết Hương cách nói các nàng ở chỗ này đã vô số năm, ở chỗ này thời gian không có ý nghĩa. Mà ngoại giới chân chính tính lên, từ năm đó thỏ ra cái kia tao lão nhân dẫn bọn hắn tiến chúng thần vực nhiều nhất cũng chính là tam vạn năm mà thôi, nhưng vạn lần thời gian thượng trăm triệu năm đều có đi. Thời gian dài như vậy năm tháng chung, Tuyết Hương cùng cá trạch có hiện tại tu vi liền không kỳ quái. Cũng khó được Tuyết Hương ở như thế dài dòng năm tháng chung còn nhớ rõ hắn, nếu là đổi cá nhân sợ là đều sẽ quên hết thảy đi. Tuyết Hương nhà đầu này lại là ở trước tiên chạy như bay trong lòng ngực hắn, ngẫm lại như thế dài dòng năm tháng, Dương Nghị Vân thật không hiểu các nàng là như thế nào lại đây. Nhịn không được lại đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, các ngươi liền không nghĩ tới đi ra nơi này sao? Tuyết Hương nói, không nghĩ tới đâu, ta mỗi ngày liền cùng Tiểu Bằng cùng nhau sửa chữa. Mỗi cái nghìn năm qua nơi này cướp đoạt một lần năng lượng tu luyện, thỏ ra nói qua làm chúng ta ở chỗ này đừng ra tới. Lời này, quá đơn thuần. Dương Nghị Vân trong lòng đem thỏ ra thăm hỏi 100 lần. Tân mệt Tuyết Hương cho tới nay tâm tư đơn thuần, nếu không đổi cá nhân sợ là sớm điên mất rồi. Hảo, ta tới tìm các ngươi, chính là mang các ngươi về nhà. Dương Nghị Vân nhẹ giọng nói. Ân, ta liền biết ngươi sẽ đến. Tuyết Hương giờ phút này trong lòng thực ngọt ngào, trên mặt mang theo sán lạn mỉm cười, nàng Mỹ càng sâu từ trước. Dương Nghị Vân không khỏi xem ngây ngốc. Khụ. Đúng lúc này một tiếng ho khan đánh gãy hắn. Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương lúc này mới tia chớp tách ra. Quay đầu nhìn lại lại là một người mặc ngũ sắc y phục rực rỡ tuấn thiếu thiếu niên lang, xuất hiện ở bọn họ bên người. 16-17 tuổi diện mạo. Dương Nghị Vân đệ nhất cảm giác là quá mẹ nó phong tao. Tự nhiên một thân xiêm y năm cái nhan sắc, hơn nữa vẫn là phát ra thần quang cái loại này. Ngay cả tóc đều là rất quen thuộc hơi thở từ thiếu niên này trên người phát ra. Dương Nghị Vân sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây, nhìn thiếu niên nói, cá trạch. Ân, hắn chính là Tiểu Bằng, hiện tại Tiểu Bằng đã thành niên, có thể hóa hình làm người thân đâu. Tuyết Hương ở một bên nói, nàng vẫn luôn kêu Tiểu Bằng, Dương mỗ nhân lại là như cũ cá trạch xưng hô. Ngươi mới là cá trạch, lão tử hiện tại là côn bằng, vô biên cường đại côn bằng, đừng hạt kêu, Dương Nghị Vân tin hay không bổn thiếu gia ta thu thập ngươi. Hảo đi, cá trạch biến thành thiếu niên, kiệt ngạo khó thuần, nhìn Dương Nghị Vân ánh mắt tràn đầy khiêu khích, năm đó thứ này phu hóa ra tới thời điểm, chính là cái kiệt ngạo vô lễ mặt hàng, đều là bị tạp mao điểu dậy hư, đi theo không thiếu mắng hắn. Nhưng là năm đó tiểu cá trạch, đó là Dương mẫu nhân đối thủ. Hơn nữa thường xuyên làm điêu nhi mấy cái khi dễ chủ nhân. Đặc biệt là tên thượng, vẫn luôn là cá trạch đau. Năm đó trong lòng liền nghĩ tới, đương tương lai hắn sau trưởng thành, nhất định phải làm Dương Nghị Vân thu hồi cái này phá tên, hắn đường đường côn bằng, há có thể kêu cá trạch. Chẳng qua năm đó là cánh tay vặn bất quá đùi.
nhưng hôm nay cá trạch lại là phát hiện, hắn chủ nhân Dương Mẫu Nhân tu vi cảnh giới cư nhiên không hắn cao. Ha ha, đây chính là ý trời a. Có thù không báo phi quân tử, tạp mao điểu thường xuyên đối lời hắn nói. Đương nhiên cùng Dương Mẫu Nhân chi gian là chủ tớ quan hệ, cũng sẽ không có chân chính thù. Cá trạch chính là tưởng giáo huấn một chút Dương Nghị Vân cái này năm đó không thiếu khi dễ hắn chủ nhân, đặc biệt là cá trạch tên này không thể nhẫn. Hiện giờ thực lực tu vi thượng, quả thực cảm giác có thể nghiền áp Dương Nghị Vân. Không tìm hồi điểm năm đó mặt mũi, như vậy sao được? Dương Nghị Vân đâu? Nghe được cá trạch nói chuyện, nhìn tiểu tử này phù hoa quần áo trang điểm cùng khiêu khích kiệt ngạo ánh mắt, trong lòng tức khắc mừng rỡ. Hắc hắc, cá trạch a, xem ra nhiều năm như vậy không gặp, người thật sự là cánh ngạnh a. Dương Mẫu Nhân mang theo nghiền ngẫm ý cười nói. Đó là bổn thiếu gia thành niên. Thành niên hiểu không? Thành niên côn bằng tồn tại, ngươi, nhanh lên cấp bổn thiếu gia nói lời xin lỗi, thu hồi cá trạch tên, năm đó việc liền tính xóa bỏ toàn bộ hảo. Cá trạch giờ phút này vô cùng khoe khoang. Tiểu bằng ngươi như thế nào cùng ngươi tỷ phu nói chuyện đâu? Từ trước đến nay cũng chưa cái gì tính tình Tuyết Hương nhịn không được quát lớn lên. Cá trạch cái này côn bằng từ côn bằng chứng bắt đầu chính là Tuyết Hương bảo hộ chiếu cố, cho nên hai người chi gian là tỷ đệ giống nhau. Bị Tuyết Hương quát lớn, đừng nhìn cá trạch tu vi hiện giờ cường đại, nhưng thật đúng là ở Tuyết Hương trước mặt sợ hãi, đương nhiên loại này sợ không phải thật sự sợ hãi, mà là đối Tuyết Hương cái này tỉ tỉ tôn kính. Bất quá Dương Nghị Vân cười hắc hắc đối Tuyết Hương dừng tay cười nói, Tuyết Hương đây là ta cùng cá trạch nam nhân chi gian giao lưu, hiện giờ cá trạch cũng coi như là thành niên, hẳn là có tính tình, người đừng động, chúng ta hai cái hảo hảo tâm sự, ha ha. Thật lâu. Dương Mẫu Nhân không cảm giác tốt như vậy chơi qua. Hắn tự nhiên nhìn ra được tới Tuyết Hương nhúng tay, cá trạch liền phóng không khai, này sao được. Khó được tiểu tử này có điểm ý tứ, mà hắn cũng có hứng thú. Nghe Dương Nghị Vân như vậy vừa nói, cá trạch trong lòng đại hỉ, Tuyết Hương cũng không nói chuyện nữa. Dương Nghị Vân lúc này mới nhìn về phía cá trạch nói, cá trạch a, ta nếu là không cho ngươi xin lỗi, ngươi sẽ thế nào? Dương Mẫu Nhân mang theo nghiền ngẫm. Cá trạch đôi mắt tỏa sáng nói, không xin lỗi, ta tấu ngươi một đốn liền hảo. Hảo, chúng ta đây đánh một trận đi, ta thua cho ngươi xin lỗi sau, về sau liền kêu ngươi côn bằng đại thánh, như thế nào? Dương Mẫu Nhân nheo lại đôi mắt ý cười mười phần. Cá trạch vừa nghe, côn bằng đại thánh. Ngọa tào, tên này vang dội khí phách. Liên tục gật đầu nói chuyện cần phải giữ lời. Yên tâm, liền tính là ngươi thua côn bằng đại thánh tên này cũng cho ngươi. Dương Mẫu Nhân càng ngày càng vui vẻ. Côn bằng đại thánh cái này danh hiệu vốn dĩ chính là thuộc về cá trạch. Chỉ là hiện tại xem ra, cá trạch cũng không có khôi phục cái gì ký ức, cùng tiểu phượng hoàng các nàng giống nhau trạng thái, này thực hảo. Tới, nhanh lên tích, bổn thiếu gia đã gấp không chờ nổi muốn đánh tơi bời ngươi một đốn. Cá trạch hưng phấn vô cùng a. Rốt cuộc có cơ hội báo thù. Hảo, ngươi nhưng thủ hạ lưu tình a. Thoạt nhìn ngươi hiện tại tu vi so với ta cao a. Dương Mẫu Nhân giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Cá trạch không kiên nhẫn nói, yên tâm có tỷ tỷ của ta ở, ta cũng sẽ không đánh chết ngươi. Cá trạch thực hưng phấn, không nghĩ tới Dương Nghị Vân thật đúng là dám lên cột tới. Cái này hảo, hắn phải hảo hảo giáo huấn một chút trước kia Dương Mẫu Nhân đối hắn mọi cách ngược đãi chi thù. Dương Nghị Vân nghĩ như thế nào đâu. Kỳ thật đi hắn rất muốn cùng cá trạch đánh một trận. Nếu cá trạch có mãnh liệt ý nguyện, vậy thành toàn. Không vì cái gì khác, nhìn ra được tới tiểu tử này hiện tại phiêu, hơn nữa không phải giống nhau phiêu. Nếu là không thỏa mãn tiểu tử này, về sau còn như thế nào mang đội ngũ không phải? Tiểu Phượng Hoàng, nghe con, Điêu Nhi từ từ một đám cũng đều thành niên, đều có rất cường đại tu vi, nhưng không có một cái như cá trạch tiểu tử này như vậy kiêu ngạo. Bất quá nói trở về cá trạch tiểu tử này thật là tu vi so với hắn cao một tầng. Là hợp đạo 4 tầng, mà hắn là hợp đạo 3 tầng. Nếu là sẽ làm hắn, cũng đích xác sẽ có điểm tiểu kiêu ngạo. Nhưng là, hắn Dương Nghị Vân hay là người khác? Ở cá trạch trước mặt, hắn người sắm vai ba cái thân phận. Đệ nhất hắn có thể là cá trạch chủ nhân, có thể khống chế hắn, bởi vì lúc trước chính là lấy sinh mệnh chi thủy khống chế cá trạch. Tuy rằng nhiều năm như vậy đi qua, chính là sinh mệnh chi thủy ảnh hưởng như cũ tồn tại, có thả tới rồi nơi này sau. Sinh mệnh thạch phát sinh khác thường lúc sau, Dương Nghị Vân có thể cảm giác được sinh mệnh chi thủy đối cá trạch khống chế càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên điểm này chỉ có chính hắn rõ ràng.
Đệ nhị, hắn cùng cá trạch chi gian là quân chủ quan hệ, vì cái gì đâu? Bởi vì hắn là vân môn chi chủ, cá trạch là vân môn người. Đệ tam cùng Tuyết Hương quan hệ, quyết định, hắn là cá trạch tỷ phu. Này ba điều mặc kệ là nào một cái ra tới, đều không phải cá trạch có thể ở trước mặt hắn khoe khoang lý do. Nhưng cố tình tiểu tử này hiện tại là kiêu ngạo rối tinh rối mù. Về công về tư Dương Nghị Vân đều cảm thấy phi thường cần thiết làm tiểu tử này nhận rõ hiện thực, cho hắn biết trên đời còn có quy củ cái này từ. Về công tới nói, cá trạch đây là dĩ hạ phạm thượng, đương nghiêm trị. Về tư tới nói, hắn có nghĩa vụ sửa đúng cá trạch mù quáng tự tin cùng nội tâm bành trướng, nếu không sớm muộn gì tiểu tử này sẽ thiệt thòi lớn. Hiện tại nghe tới là hợp đạo 4 tầng tu vi, đích xác ở toàn bộ thần giới tới nói, đều có thể xưng là cường giả. Cũng thật cường sao? Dương Nghị Vân nếu là không biết thánh đạo nói đến, không biết thánh thiên đế cùng khai thiên thời đại thánh thiên đình, không biết tu la tộc cùng cổ thần tộc chiến tranh, như vậy cá trẻ cái này tu vi đích xác liền có tư cách cùng thực lực trang bức. Nhưng mà cố tình hắn đã biết thánh đạo trình tự. Cùng thánh đạo trình tự so sánh với, hợp đạo 3-4 tầng tu vi thí đều không tính. Thánh đạo đều có 9 tầng cảnh giới chi phân đâu. Càng đừng nói, hợp đạo 5 tầng cuối cùng muốn về một tu vi, khó khăn như lên trời. Cho nên nói cá trạch tiểu tử này khoe khoang một chút giá trị đều không có. Nếu không cho tiểu tử này một chút dây quần nếm mùi đau khổ hoặc là nói bát một chậu nước lạnh, tương lai tất nhiên thiệt thòi lớn. Hiện tại trên đời này có hay không hàng thật giá thật thánh đạo cường giả hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn tin tưởng nhất định là tồn tại. Thậm chí còn có cường đại tu la nhất tộc đều tồn tại thần giới. Hợp đạo trình tự, cùng này đó so sánh với, thí đều không phải. Đến nỗi cùng cá trạch tiểu tử này đánh nhau vấn đề, Dương Nghị Vân thật đúng là không chút nào để ý. Hắn hợp đạo 3 tầng, cá trạch là hợp đạo 4 tầng, nhìn đích xác có chênh lệch, đặc biệt là tu luyện đến bọn họ cái này trình tự lúc sau, kém một cái tiểu cảnh giới, kia chính là khác nhau như trời với đất. Nhưng là... Khi đó đối tầm thường hợp đạo thần linh tới nói, ở hắn nơi này vĩnh viễn đều là vượt cấp chiến đấu. Trọng điểm là hắn được đến thiên tâm lúc sau, có rất nhiều đồ vật, kỳ thật đều đã vượt qua hắn bản thân nhận chi. Loại đồ vật này nói như thế nào đâu, hoàn toàn không phải pháp lực thượng, mà là quy kết tới rồi hiểu được thượng. Chỉ cần điểm này, hắn liền có tin tưởng thu thập cá trạch. Huống chi thiên phạt chi trưởng, cũng không phải đùa giỡn. Khí linh tinh la đã nói với hắn, thiên phạt chi trưởng, là hắn cố ý cho hắn, chính là muốn nhìn một chút hắn Dương Nghị Vân có phải hay không cùng thánh thiên đế chi gian có sâu xa, nếu không có sâu xa, là tu luyện không được thiên phạt chi trưởng, bởi vì tu luyện thiên phạt chi trưởng, yêu cầu điều kiện, yêu cầu chính là thân cư 10 đại thuộc tính điều kiện này hắn từ tu chân chi sơ liền có. Chuẩn xác mà nói là từ kim đan bắt đầu liền tồn tại. Cuối cùng hắn tu luyện thành công. Dựa theo khí linh tinh la nói, trước kia thứ 8 tinh la bản căn bản liền sẽ không tha thiên phạt chi trưởng thần thông công pháp. Đây là hắn cùng linh một thương nghị lúc sau kết quả. Mà thiên phạt chi trưởng thần thông công pháp, là thánh thiên đế độc môn. Lời nói câu nói, hắn cứ việc không thừa nhận, nhưng sự thật chứng minh, hắn chính là thánh thiên đế chuyển thế giả, chẳng qua hắn kiên trì làm hiện tại chính mình. Mà cá trẻ cái này côn bằng đại thánh, nói trắng ra là liền tính là ở khai thiên thời đại. Cũng như cũ là thánh thiên đế dưới tòa tiểu đệ mà thôi. Như thế dưới tình huống, Dương Nghị Vân trong lòng hắc hắc cười lạnh, nếu là còn giáo huấn không được cá trạch, một cái trước kia tiểu đệ, hắn cũng đừng lăn lộn. Hắc hắc, Dương Nghị Vân không được đổi ý a cá trạch vô cùng khoe khoang. Thiếu lên tiếng, tới, làm ta nhìn xem ngươi mấy năm nay đều có cái gì trưởng thành. Dương Nghị Vân cười tủm tỉm nhìn cá trạch. Hảo, bổn thiếu gia liền như ngươi mong muốn. Cá trạch tin tưởng 10 phần, trong lòng nghẹn dùng sức hôm nay phải cho Dương Nghị Vân một cái giáo huấn. Dứt lời lúc sau, hắn toàn thân thần quang một thân, tức khắc biến mất tại chỗ. Dương Nghị Vân lại là nheo lại mắt lẩm bẩm, không gian chi khí, không tồi a, nhưng đáng tiếc, ta là thập toàn. Tự nói chung Dương Nghị Vân giơ tay, bên trái sườn bỗng nhiên một quyền. Oanh! Một tiếng nặng nề lúc sau, cá trạch thân hình hiện hóa ra tới, sáng ngời kinh ngạc nói, hảo hoa! Có điểm ý tứ, bổn thiếu gia muốn nghiêm túc, ngươi nhưng cẩn thận. Ít nói nhảm, có cái gì thủ đoạn cứ việc thi triển ra tới. Dương Nghị Vân ha hả mà cười. Côn bằng thăng thiên. Một thân bạo giống, cá trạch toàn thân một đạo lộng lẫy kim sắc khắc văn đại lượng. Cường đại uy áp hơi thở phát ra,
bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân một quyền mà ra. Nhìn đến cá trạch trên người khắc văn lập lòe, Dương Nghị Vân không dám đại ý, hắn cảm nhận được một tia áp lực, đây là cao giai thần thông hơi thở. Nhìn như đơn giản một quyền mà ra, lại là bốn phương tám hướng đều hình thành vô hình chi lực, hội tụ ở một quyền thượng, thẳng đến hắn bề mặt. Tất nhiên có một loại sơn băng địa liệt khí thế, lại là hơi thở nhẹ nhẹ đem hắn tỏa định áp chế. Dương Nghị Vân thu hồi ý cười, huy động bàn tay, thổ lộ, thiên phạt vạn vật. Thiên phạt chi trưởng thần thông đệ nhất trưởng mà ra, đón nhận đi. Đương nhiên hắn không xuất toàn lực tam thành chi lực. Ầm vang, một tiếng nổ vang. Dương Nghị Vân thiên phạt vạn vật trưởng chi lực đối thượng cá trạch một quyền chi lực, hai người gặp nhau hơn 20, nhưng hai loại thần thông chi lực đụng phải cùng nhau. Phát ra chói mắt năng lượng vầng sáng. Thần thông hiện hóa mà ra nắm tay cùng cự trưởng, đối chạm vào, lại là giằng co ở trung ương. Cho ta phá. Cá trạch lần thứ hai giống to, trên người hắn sáng lên đạo thứ hai khắc văn. Nhưng là, Dương Nghị Vân một trưởng thần thông chức vị, chút nào bất đồng. Mang theo ý cười nói, xuất toàn lực đi, liền điểm này lực lượng thượng không đến ta mảy may. Vậy như ngươi mong muốn, cá trạch trong lòng quay cuồng, trên mặt có tức giận. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang từ trong thân thể hắn vang lên, lại là mỗi một lần đều có một đạo khắc văn đại lượng, ước chừng 9 đạo khắc văn thêm vào trong người. Đây là hắn lực lượng lớn nhất hóa. Mà Dương Nghị Vân đã sớm lại chuẩn bị, thúc dục thiên phạt trưởng chi lực từ tam thành vẫn luôn tăng lên tới 9 tầng. Giờ phút này hắn lui về phía sau một bước. Đối diện cá trạch cười. Nhưng mà chỉ nghe Dương Nghị Vân nói, còn có một thành lực lượng cho ngươi. Dứt lời cả người chấn động, một trưởng chi uy 10 thành bùng nổ. Dương Nghị Vân toàn lực bùng nổ một trưởng, lại là không thể khinh thường, lúc trước có thể một trưởng nháy mắt hạ gục cơ vô mệnh, tuy rằng lúc này cá trạch không phải cơ vô mệnh, là hợp đạo 4 tầng côn bằng tồn tại. Nhưng nói trở về cơ vô mệnh cũng là hợp đạo trình tự tồn tại. Cho nên đương hắn toàn lực bùng nổ thiên phạt vạn vật một trưởng dưới, cá trạch một quyền chi lực dừng hình ảnh. Oanh! Một tiếng vang lớn dưới, cá trạch một quyền chi lực tiêu tán vô hình. Tức khắc cá trạch ngây ngẩn cả người. Sốt cuộc hoảng loạn. Hảo gia hỏa, không nghĩ tới Dương Nghị Vân tiểu tử này thật sự có tài a. Đại ý nghĩa. Cá trạch trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Dương Nghị Vân lại là nhếch miệng cười, phiên tay chi gian lại là một trưởng. Thiên phạt vạn vật. Ầm vang, một trưởng ngưng tụ thành thật lớn bàn tay, bỗng nhiên đối với cá trạch chụp được. Thiên phạt chi trưởng, đây là thần thông đại đạo, cái gì là vạn vật? Là hóa giải vạn vật ý tứ. Cá trạch tự thân thiên phú thần thông cũng đích xác cường hãn, nhưng Dương Nghị Vân một trưởng này mặc kệ ngươi cái gì lực lượng đều có khắc chế, bên này là vạn vật hàm nghĩa. Hơn nữa này còn gần là đệ nhất trưởng mà thôi, còn có thiên địa, đại đạo hai trưởng không tu luyện, nếu là tam trưởng tu thành. Chụp chết cá trạch cũng chỉ là phiên tay chi gian chuyện này. Đương nhiên cũng không phải như vậy hảo tu luyện. Bất quá liền tính là một trưởng này cũng đủ cá trạch ứng đối. Dương Nghị Vân đệ nhị trưởng đột kích, cá trạch trên mặt đại biến, nói thầm nói, xem ra bổn thiếu gia bất động thật cách thật đúng là tránh không trở lại cái này mặt a. Dứt lời lúc sau, hừ lạnh một tiếng, lại là toàn thân kim quang chợt lóe, đủ mọi màu sắc thần quang bùng nổ. Ngao! Tựa rồng ngâm giống nhau thét dài mà ra. Ngay sau đó lại là hóa thân. Cá trạch hiện hóa ra chân thân. Thân hình 100 mét, như cá như kình, tựa long tựa xà lại tựa cá. Toàn thân lân giáp đều có cối xay đại, mỗi một mảnh lân giáp đều lập lòe 5 màu ánh sáng, có khắc văn lưu truyền, có vây cá giống nhau phi vũ ước chừng 9 đối. Đây là ở thiên hà trong vòng, hóa thân côn, xem như cá trạch đệ nhất hình thái, ra thủy lúc sau đó là côn bằng, đương có đệ nhị hình thái. Nhưng mặc kệ là nào một loại hình thái, đều là cường đại vô cùng côn bằng chi thần thú. Cá trạch đối mặt Dương Nghị Vân đệ nhị trưởng đột kích, hóa thân ra bản thể sau, lại là một tiếng thét dài dưới, trong miệng thốt ra một đạo kim sắc cột sáng, thành hình tròn, toàn thân lưu chuyển khắc văn như là tia chớp giống nhau dung hợp ở trong miệng thốt ra vòng sáng thượng, hình thành thêm vào. Khoảnh khắc chi gian liền đối thượng Dương Nghị Vân một trưởng này. Ầm vang, nặng nề một tiếng, Dương Nghị Vân một trưởng tan rã. Nhưng cá trạch trên người thần quang xem khởi ảm đạm một ít. Dương Nghị Vân sửng sốt, tiểu tử ngươi thật là có hai tiểu tử, bất quá. Ngươi thử lại xem. Hắn cùng cá trạch hai lần giao thủ đã trong lòng có đế. Thiên phạt chi trưởng đích xác cường hãn, nhưng hắn tu vi vẫn là kém một tia,
chỉ dựa vào thiên phạt vạn vật trưởng, chỉ có thể đem cá trạch áp chế, cũng không thể chiến thắng hắn. Tiểu tử này đích xác cường đại, nhưng thiên phạt chi trưởng, gần là hắn thực lực chi nhất mà thôi, mà cá trạch thoạt nhìn thi triển ra chính là hắn thiên phú thần thông lực lượng, cũng không có gì át chủ bài. Nhưng nói trở về, có thể làm được này một bước, liên tục hai lần kháng hạ hắn hai trưởng, còn Tường An không có việc gì, cá trạch đích xác xem như nhất hảo đại thần. Cơ vô mệnh hợp đạo ba tầng có thể bị hắn một trưởng nháy mắt hạ gục thành tan thành mây khói, đủ để thuyết minh cá trạch tiểu tử này thực lực. Lúc này cá trạch nghe được nhìn đến Dương Nghị Vân phong khinh vân đạm, hết thảy định liệu trước bộ dáng, trong lòng rốt cuộc luống cuống, đích xác hắn đã thi triển ra thật bản lĩnh, khá vậy gần chỉ là tan rã Dương Nghị Vân một trưởng thần thông, đều không có thương đến Dương Nghị Vân mảy may, mặt khác hắn lại là đã thở dốc chột dạ. Trong lòng lo lắng thời điểm, chỉ thấy Dương Nghị Vân duỗi ra tay, tức khắc lòng bàn tay xuất hiện một ngụm cổ trung. Đông! Hỗn độn trung bị Dương Nghị Vân tế ra, du dương tiếng chuông vang lên. Kinh sợ tâm thần. Cá trạch bị hỗn độn trung kinh sợ đến trong lòng run lên, hắn cảm giác chính mình yêu hồn ở phát run. Tức khắc chột dạ nói, hôm nay giống như vậy đi, không đánh, tiểu tử ngươi chính là cá nhân tộc, làm sao có thể cùng bổn thiếu gia bực này siêu nhiên côn bằng thần thú đối kháng. Nếu là không cẩn thận bị thương ngươi Tuyết Hương tỷ muốn trách ta, không đánh không đánh, bổn thiếu gia vòng qua ngươi. Không biết vì cái gì, cá trạch ở nhìn đến Dương Nghị Vân trong tay hỗn độn chung thời điểm cư nhiên không lý do trong lòng run lên, một cổ tử đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi sinh ra, cho nên vội vàng kêu đình. Nhưng là, Dương Mẫu Nhân sẽ nghe hắn sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Dương Mẫu Nhân giờ phút này lại là phát hiện một cái chuyện thú vị. Lần này hắn tế ra hỗn độn chung thời điểm, hắn nguyên thần cư nhiên có cảm, chuẩn xác mà nói là nguyên thần trong vòng thiên tâm có cảm. Một cổ cùng mãnh liệt ý nguyện, muốn lấy thiên tâm hiểu được đi thúc dục hỗn độn chung. Dùng linh một bọn họ nói hỗn độn chung chính là thánh thiên đế pháp khí, giờ phút này có cái này xúc động, Dương Nghị Vân thật đúng là muốn thử xem. Hắn tự nhiên sẽ không để ý cá trạch nhận túng. Tiểu tử này rõ ràng trong lòng sợ hãi, ngoài miệng còn ngoan cố, vậy làm ngươi ngạnh rốt cuộc. Lập tức trong lòng vừa động, hắn thúc dục nguyên thần. Tức khắc nguyên thần trong vòng thiên tâm chung một sợi lực lượng lao ra, thẳng đến hỗn độn chung. Đông! Một tiếng chuông vang. Trước nay chưa từng có, không giống người thường. Trước kia tiếng chuông vang lên đều là nghe rành mạch. Mà lúc này đây lấy thiên tâm vì trung tâm thúc dục nguyên thần, bộc phát ra một sợi thần hồn chi lực thúc dục hỗn độn chung sau, lại là có hoàn toàn bất đồng kết quả. Đồng dạng hỗn độn chung vang lên. Nhưng là không phải lỗ tai nghe được cái loại cảm giác này, mà là càng như là trực tiếp dưới đáy lòng ở trong óc, ở linh hồn chỗ sâu trong vang lên tiếng chuông. Hơn nữa cả đời này tiếng chuông vang vọng tựa hồ là toàn bộ vũ trụ cái loại này vang dội chấn động. Dương Nghị Vân đều bị chấn động. Hắn nhìn đến từ nguyên thần hoặc là nói đến từ nguyên thần trong vòng thiên tâm này một đạo lực lượng, dừng ở hỗn độn chung thượng sau, hỗn độn chung kim quang bùng nổ, tức khắc bạo phát chín đạo chói mắt khắc văn, hình thành một cái hình tròn dao động, như là một đám ký hiệu trận pháp giống nhau, hướng về cá trạch mà đi. Càng lúc càng lớn, hơn nữa thực mau, cơ hồ là tia chớp, trực tiếp liền tiến vào cá trạch khổng lồ thân thể. Ngay sau đó chi gian cá trạch cả người đều run rẩy lên. Nhưng liền dừng hình ảnh tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thật lớn hai mắt đều xuất hiện lỗ trống mê mang chi sắc. Dương Nghị Vân cái này phản ứng lại đây. Có lẽ thiên tâm mới là sử dụng hỗn độn chung lực lượng. Đây là trực tiếp nhằm vào nguyên thần linh hồn cường đại công kích, cường đại như cá trạch cũng vô pháp ngăn cản, trong nháy mắt trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn, giờ phút này đều bị lạc. Dương Nghị Vân trên mặt từ khiếp sợ chuyển biến thành kinh hỉ. Nhìn cá trạch, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Hắn có thể cảm nhận được cá trạch cũng không có thật đã chịu bị thương, mà là nhằm vào hắn yêu hồn công kích hẳn là lâm vào nào đó hoàn cảnh chung. Vì cấp tiểu tử này một cái khắc sâu giáo huấn, Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không như vậy thu tay lại. Hỗn độn chung lấy thiên tâm làm căn bản thúc dục một kích, tất nhiên ở nguyên thần thượng vây không được cá trạch bao lâu. Vẫn là vật lý công kích tới thật sự một chút. Đương nhiên Dương Nghị Vân rõ ràng hơn, nếu là nhiều thúc dục vài lần hỗn độn chung, cá trạch nguyên thần đều có khả năng muốn tiêu tán. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy, không phải tử địch, cá trạch nói đến cùng, hắn vẫn là đương đệ xem, chỉ là tưởng cho hắn một cái giáo huấn. Nếu là địch nhân, hắn tuyệt đối hội nguyên thần công kích thành ngu ngốc không thể. Cá trạch sao? Khắc sâu giáo huấn là phải cho, nếu không đứa nhỏ này sẽ phiêu.
Dương Mỗ Nhân nhìn khổng lồ vô cùng côn thân thể, hắn giờ phút này tuy rằng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là lại mang theo tà tà ý cười, bỗng nhiên chi gian cách thật xa, Dương Nghị Vân đối với cá trạch khổng lồ thân thể đánh ra một trường. Thiên phạt vạn vật. Một trường mà ra, càng lúc càng lớn, hóa thành mấy ngàn mét chi thật lớn. Oanh! Chạm vào. Cá trạch khổng lồ côn thân thể, trực tiếp bị Dương Mỗ Nhân từ trên cao đại lạc, một tiếng kinh thiên động địa lúc sau, nện ở đáy nước đại địa. Đáng tiếc nơi này đáy nước thế giới không phải chân chính đại địa, bị một cổ vô hình lực lượng bắn ngược, cũng không có tạp ra một cái hố to tới. Nhưng liền này một kích, tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng cá trạch trên người cũng là lân giáp ào ào bóc ra, huyết nhục mơ hồ. Vân đại ca dừng tay a. Nơi xa Tuyết Hương kinh hô mà đến. Nàng sợ hãi. Sợ Dương Nghị Vân ra tay đánh chết cá trạch. Cứ việc ngay từ đầu nàng cũng biết cá trạch khiêu khích cá trạch không đúng. Hắn trung quy vẫn là thiếu niên lang, thực lực tu vi cường đại lúc sau, khinh cuồng một ít, vốn dĩ nàng tưởng thuyết giáo cá trạch, nhưng Dương Nghị Vân ngăn trở nàng, nàng cũng không đang nói cái gì, khiến cho Dương Nghị Vân đi dạy dỗ cá trạch một chút cũng hảo. Ở Tuyết Hương nghĩ đến cũng chính là giáo huấn một chút liền hảo, nhưng là... Dương Nghị Vân thi triển ra tới thủ đoạn, vượt quá nàng tưởng tượng, quá cường đại. Cá trạch tội không đến chết a. Vội vàng chạy tới cầu tình. Ách Dương Nghị Vân nhìn Tuyết Hương vẻ mặt khẩn trương, nhu nhược đáng thương lo lắng, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, tức khắc liền cười khổ nói, ngươi tưởng cái gì đâu, ta chính là giáo dục tiểu tử này, nếu không hắn ngày sau sẽ thiệt thòi lớn, không cho hắn bát nước lạnh, về sau chính là hắn thiệt thòi lớn, như thế nào sẽ muốn hắn mệnh đâu, này không kết thúc ha. Thật sự, ta còn tưởng rằng ngươi muốn sát tiểu bằng, Tuyết Hương nhu nhược đáng thương nói. Có ngươi ở ta cũng không dám a. Như thế nào sẽ giết hắn? Dương Nghị Vân cười khổ nói. Kia, tiểu bằng làm sao vậy, người xem đều bất động. Tuyết Hương nhìn cá trạch thê thảm bộ dáng nói. Không chết được, ta xuống tay có chừng mực, lại nói hắn là côn bằng a. Dương Nghị Vân nhìn Tuyết Hương giải thích. Ngay sau đó đối với nơi xa vẫn không nhúc nhích cá trạch trầm giọng nói. Tiểu tử thúi cho ngươi ba cái số, không đứng dậy, ta lại cấp một trường. Hắn trong lòng rõ ràng, một trường này chỉ dùng năm thành lực lượng. Nhiều lắm làm cá trạch bị thương một chút, nhưng không muốn sống. Hơn nữa này sẽ hắn cũng thu hồi hỗn độn chung, nhằm vào yêu hồn công kích cũng kết thúc, tiểu tử này hơn phân nửa ở giả chết. Quả nhiên, hắn mở miệng nói, một. Mặt sau còn không có số ra tới, ngay sau đó chi gian cá trạch thần quang chợt lóe, lại một lần hóa thành thiếu niên. Vội vàng nói, đừng đánh ta phục. Cùng phía trước nhẹ nhàng phong độ so sánh với. Lúc này cá trạch hóa thân thành nhân sau, lại là phi đầu tán phát, mặt mũi bầm dập, thực chật vật. Thực sự bị Dương Nghị Vân tấu sợ hãi. Giờ phút này nhìn Dương Nghị Vân tràn đầy kiêng kỵ, cũng không dám tiến lên đây. Dương Nghị Vân trong lòng mừng rỡ, nhưng là trên mặt lại là cười lạnh nói, lăn lại đây. Cá trạch nghe lời, chậm rãi đi tới Dương Nghị Vân trước mặt. Tuyết Hương vội vàng tiến lên xem xét hắn thương thế, quan tâm dò hỏi thế nào. Này tiểu tránh ở Tuyết Hương phía sau, không dám nói lời nào, cúi đầu, sợ Dương Mỗ Nhân lại động thủ. Dương Nghị Vân nhìn buồn cười, nhưng lạnh mặt nói, biết sai rồi không có. Sai rồi, cá trạch gật đầu. Sai chỗ nào rồi, Dương Nghị Vân hỏi. Không nên mục vô chủ nhân, không nên hài hòa chủ nhân. Cá trạch nhỏ giọng nói. Hừ, Dương Nghị Vân sắc mặt một bên hừ lạnh một tiếng. Người sau cả người đều là một run run. Dương Nghị Vân trầm giọng nói, vô chi, ta là cái loại này để ý này đó việc nhỏ người sao. Hôm nay tấu ngươi chính là muốn nói cho ngươi, đừng tưởng rằng tu vi cường đại rồi liền vô pháp vô thiên, phải biết nhân ngoại hữu nhân ngoại hữu thiên. Một cái nho nhỏ hợp đạo bốn tầng tu vi khiến cho ngươi thiếu chút nữa thăng thiên, thỏ con nhãi con, nói thật cho ngươi biết, hợp đạo lúc sau còn có thánh đạo sâu áo, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, thế giới này phức tạp cùng cường giả ngươi tưởng tượng không đến. Cho ta nhớ kỹ, từ gần về sau mặc kệ ngươi rất cường đại, đều phóng thấp tư thái, trang hảo tôn tử, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào ngươi. Không nói đến ngươi, tiểu Phượng Hoàng, Điêu Nhi, nghe con bọn họ một đám đều không thua gì ngươi, nhân gia liền không ngươi như vậy không coi ai ra gì. Dương Nghị Vân giáo dục vừa lật, làm cá trạch đầu càng ngày càng thấp, cả người run rẩy. Cuối cùng Dương Mỗ Nhân rốt cuộc miệng khô lưỡi khô, chuyện vừa chuyển nói. Cá trạch tên này xứng không xứng được với ngươi a. Lúc này cá trạch đã bị Dương Mỗ Nhân vật lý công kích thêm tinh thần công kích, song trọng đả kích dưới,
cuối cùng một chút ngạo khí cũng chưa. Nghe được Dương Mẫu Nhân những lời này, mang theo khóc nức nở nói, xứng. Xứng đôi. Cá trạch trong lòng đều khóc, xem ra cá trạch tên này sỉ nhục đời này là đừng nghĩ rửa sạch rớt, vốn dĩ cho rằng sau khi thành niên, ở chỗ này tu luyện vô số năm, hắn rất cường đại. Đặc biệt là ở nhìn thấy Dương Mẫu Nhân sau, phát hiện Dương Mẫu Nhân tu vi so với hắn thấp, trong lòng liền nghĩ rốt cuộc có thể báo thù, nhưng ai biết. Dương Mẫu Nhân vẫn là trước sau như một biến thái, đặc biệt là phía trước tiếng chuông quả thực muốn mệnh, quá dọa người. Nhưng đồng thời hắn bị Dương Mẫu Nhân răn dậy một hồi, nhưng cũng biết chính mình sai rồi, hoặc là nói quá tự đại, nhận thức đến chính mình nội tâm biến hóa. Nghe được Dương Nghị Vân nói Tiểu Phượng Hoàng các nàng đều cùng hắn tu vi thực lực giống nhau sau, trong lòng liền càng hụt hẫng, dù sao hiện tại là làm tốt ra vẻ đáng thương chuẩn bị, không dám lỗ mãng mảy may. Được rồi, đừng kéo cái này đầu, há mồm ăn vào. Dương Nghị Vân rốt cuộc đình chỉ đối cá trạch tinh thần tàn phá, phất tay chi gian tam tích sinh mệnh chi thủy làm cá trạch ăn vào, khôi phục thương thế. Đảo cũng không quan trọng, bị thương ngoài ra. Đa tạ chủ nhân, cá trạch hoàn toàn không biết giận, ngoan ngoãn hô chủ nhân. Tiền đồ, về sau hảo hảo bảo hộ ngươi Tuyết Hương tỷ tỷ, không nhường nhường nàng bị thương, nàng nếu là thiếu cùng tóc ta tấu chết ngươi, đừng vẻ mặt khổ qua bộ dáng, ta lại không phải thật ăn ngươi. Dương Mẫu Nhân ngữ khí hòa hoãn xuống dưới. Cái này làm cho cá trạch trong lòng rốt cuộc có điểm thở dốc cảm, vội vàng bảo đảm nói, ta nhất định sẽ không làm Tuyết Hương tỷ tỷ bị thương. Này không phải đúng rồi sao, hảo, về sau nên thế nào còn như vậy, người ca ta vĩnh viễn là người ca. Lời này một ngữ hai ý nghĩa. Cá trạch đột nhiên nhớ lại tới, Dương Mẫu Nhân trước kia đánh người thời điểm nói qua lời này, nhưng không phải ca, mà là, người đại gia vẫn là người đại gia, câu này mới đúng. Trong lòng cảm khái muôn vàn, bất quá cá trạch trong lòng rốt cuộc yên tâm, chuyện này đi qua, thuyết minh Dương Mẫu Nhân bất hòa hắn lại so đo. Tuyết Hương cũng rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Liền ở ba người nói chuyện hết sức, đột nhiên một tiếng vang lớn vang lên. Oanh! Dương Nghị Vân vừa thấy là đỉnh núi, giờ phút này hắn cùng cá trạch đánh nhau tới rồi chân núi. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, cùng với một cổ hơi thở, ngay sau đó Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến nói, là Thu Nhi. Lúc này mới phát hiện Thu Nhi không hề bên người. Cá trạch lúc này vội vàng nói, không xong, đỉnh núi có cái thiên động. Kia cũng không dám đi vào a, rất nguy hiểm, ta cũng không dám đi sớm. Đi lên đỉnh núi, Dương Nghị Vân dứt lời vèo một chút biến mất, chưa chừng là Thu Nhi đi đỉnh núi. Cá trạch cũng không dám đi sớm liêu ta động, Thu Nhi nếu là đi. Dương Nghị Vân không dám tưởng đi xuống. Nhà đầu này thật sự muốn xen vào quản, không hợp đàn cũng liền thôi, còn dám tự tiện rời khỏi đội ngũ. Dương Nghị Vân nháy mắt đến đỉnh núi đỉnh. Cách thật xa liền thấy được Thu Nhi khóe miệng chảy vết máu đứng ở sơn động một cái động lớn bên cạnh, hiển nhiên là đã chịu cái gì công kích. Đây là cá trạch trong miệng thiên động. Thu Nhi, trong lòng khí về khí, nhưng hắn trước sau lo lắng nàng. Kêu to trực tiếp tới rồi Thu Nhi bên người, sao lại thế này? Người có nặng lắm không? Không ngại, Thu Nhi như cũ là lạnh như băng trả lời. Dương Nghị Vân một bụng buồn bực nói, không hảo hảo đợi ngươi chạy nơi này làm gì? Lần này nói chuyện mang lên ngữ khí. Nhưng là Thu Nhi chỉ là nhìn hắn một cái không nói chuyện, mà là nhìn về phía thiên động. Giờ phút này cá trạch cùng Tuyết Hương phi thân mà đến. Gặp qua Thu Nhi tỷ tỷ. Gặp qua tỷ tỷ. Tuyết Hương đi đầu cùng cá trạch cùng nhau hướng về Thu Nhi chào hỏi. Thu Nhi địa vị ở lão Dương gia kỳ thật rất cao, đi theo Dương Nghị Vân sớm nhất, Tuyết Hương cùng cá trạch đã sớm ở tiên giới thời điểm đều gặp qua. Phía trước Tuyết Hương chỉ lo cùng Dương Nghị Vân nói chuyện, chưa kịp thấy Thu Nhi, chờ chỉ chớp mắt thời điểm Thu Nhi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lúc này lại là phát hiện nàng tới rồi nơi này. Chi gian Thu Nhi chỉ là gật gật đầu, mặt vô biểu tình. Cái này làm cho Tuyết Hương cùng cá trạch đều có chút xấu hổ, Dương Nghị Vân cười khổ, nhỏ giọng nói Thu Nhi mất trí nhớ việc, như thế Tuyết Hương cùng cá trạch mới thoải mái, trách không được Thu Nhi tỉ tỉ như thế lạnh nhạt, cùng trước kia nàng khác nhau như hai người. Nhưng cũng lý giải, đối Thu Nhi lạnh nhạt không có để ở trong lòng, rốt cuộc Dương Nghị Vân đều xem tránh ra thực bất đắc dĩ. Tuyết Hương là đơn thuần người, ngược lại đối Thu Nhi mất trí nhớ cảm thấy đáng thương, nàng chủ động tiến lên đi kéo Thu Nhi tay, Thu Nhi tỷ tỷ ta là Tuyết Hương ngươi còn nhớ rõ ta sao? Dương Nghị Vân nguyên bản cho rằng Thu Nhi sẽ ném ra Tuyết Hương tay, trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng là lại nhìn đến đường Tuyết Hương đi kéo Thu Nhi tay hết sức,
Thu Nhi chỉ là bản năng run rẩy một chút, lại là không có ở phản kháng. Rồi sau đó nhìn về phía Tuyết Hương Điểm Điểm, có lắc lắc nói, không nhớ rõ, nhưng ta nghe tỷ tỷ nói qua ngươi. Là sao, Thu Nhi tỷ tỷ ngươi còn nhớ rõ trước kia ở tiên giới thời điểm sao, khi đó chúng ta. Nữ nhân cùng nữ nhân có đôi khi rất kỳ quái, liền tính là người xa lạ gặp mặt, cũng sẽ có rất nhiều nói. Tuyết Hương cùng Thu Nhi nói thượng lời nói, cứ việc là Tuyết Hương vẫn luôn đang nói chuyện, nhưng Thu Nhi có phải hay không sẽ gật gật đầu, cũng sẽ lạnh như băng hỏi một tiếng. Dù sao hai nữ nhân lưu thượng. Đây là Dương Nghị Vân thích nghe ngóng, Thu Nhi bản thân liền nhớ không nổi trước kia sự, rất nhiều sự đều là nàng tỷ tỷ Ngô Mặc Hạ nói cho nàng, làm nàng biết chính mình trước kia phát sinh quá chuyện này, như thế ít nhất đương nhìn thấy quen thuộc người cùng sự, nàng sẽ không phản cảm, khả năng còn sẽ đối nàng khôi phục ký ức có chỗ lợi. Tuyết Hương cùng Thu Nhi đi nói chuyện, Dương Nghị Vân cảm thấy khá tốt, nói không chừng Thu Nhi còn có thể vang lên trước kia sự. Đây là chuyện tốt. Không đi quấy rầy các nàng nói chuyện, Dương Nghị Vân cũng không có tâm tình đi thật sự trách cứ Thu Nhi. Nhưng là đối trước mắt cái này thiên động hắn vẫn là muốn hiểu biết một chút, có thể đi vào nơi này tìm được Tuyết Hương cùng cá trạch, đều là Thu Nhi dựa vào cảm giác tìm tới. Đương nhiên hắn biết Thu Nhi cảm giác đều không phải là cảm giác tới rồi Tuyết Hương cùng cá trạch ở chỗ này. Hiện tại xem ra Thu Nhi cảm giác cùng trước mắt cái này thiên động có quan hệ, thế cho nên làm nàng đi xông một chút, kết quả xem ra, Thu Nhi bị cái này thiên động cấp thương tới rồi. Đến tột cùng là cái dạng gì thiên động? Bên trong có cái gì? Thoạt nhìn thực thần bí. Làm Thu Nhi cảm giác đến, đi mạo hiểm, kết quả còn không có đi vào. Mà phía trước hắn nhìn đến cảnh tượng, như núi lửa bùng nổ giống nhau ra tới xanh biếc năng lượng, dẫn phát cái này sinh linh cùng cá trạch chúng nó chém giết. Những cái đó năng lượng rốt cuộc là cái gì? Thiên động trong vòng có cái gì thần bí, hiện tại cũng không biết. Còn có cá trạch nói qua, cái này thiên động có lực lượng cường đại tồn tại, chính là hắn cũng không dám đi xông vào. Phi thường nguy hiểm. Nhưng càng là như thế, đã nói lên, cái này thiên động trong vòng đồ vật càng là thần bí quý trọng. Ngược lại làm Dương Nghị Vân sinh ra cực đại tò mò cùng muốn đi tìm tòi đến tột cùng xúc động. Bất quá hắn cũng không phải lăng đầu thanh. Có thể ngăn cản Thu Nhi hơn nữa làm Thu Nhi bị thương, làm cá trạch cái này kiệt ngạo nhãi danh đều nhắc tới tới kiêng kỵ thiên động, hiển nhiên không phải như vậy dễ chọc. Nhìn 10 mét chỗ, đường kính ước chừng có không đủ 10 mét cửa động, không xem như rất lớn, mặt ngoài có một tầng giống như kết giới giống nhau lưu quang quầng sáng tồn tại, hiện ra xanh biếc chi sắc, thấy không rõ trong động tình huống. Dương Nghị Vân hỏi bên người cá trạch nói cái này thiên động là chuyện như thế nào? Cá trạch nghe vậy cầm lòng không đậu cả người đánh một cái dùng mình nói, chủ nhân ngài vẫn là đừng đánh cái này thiên hố chủ ý, chúng ta nhìn xem liền đi thôi, ở chỗ này đãi vô tận 5 tháng, ta cùng Tuyết Hương tỷ tỷ đều rất tưởng niệm đại gia, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Dương Nghị Vân nghe vậy ha hả cười nói, này nhưng không giống người a, phía trước người kia sợi mục vô vương pháp kiệt ngạo chi khí đâu. Chỗ nào vậy, như vậy túng không nên a. Cá trạch hiện tại ở Dương mẫu nhân trước mặt thành thật nhiều. Bị Dương mẫu nhân tổn hại cũng không dám tranh luận, cười làm lành nói, kia không giống nhau a, cái này thiên động thực sự là quỷ dị khẩn. Được rồi, ít nói nhảm, chạy nhanh nói, người biết đến đều nói cho ta hiện tại chỉ là hiểu biết, lại không phải thật muốn xông vào. Dương Nghị Vân đánh gãy cá trạch rong dài. Cá trạch nhẹ nhàng thở ra nói, ách, chỉ cần không đi vào là được, kia hành ta liền nói ta biết đến đi, mặt khác liền không nói, liền nói thẳng cái này thiên động. Tên này kỳ thật không biết gọi là gì, thiên động chi danh là ta kêu ra tới, theo sau đặt tên, ngươi nhìn xem ta đặt tên so ngươi mạnh hơn nhiều. Nói trọng điểm, Dương Nghị Vân trừng mắt nhìn cá trạch liếc mắt một cái. Khụ khụ, hảo hảo hảo, ta nói trọng điểm, ân, nói như thế nào đâu, cái này thiên động, tuy rằng mỗi cách ngàn năm sẽ phun trào một lần năng lượng, thực sự là có thể tăng lên tu vi thứ tốt, ta đã từng nếm đến ngon ngọt liền đi xông qua một lần. Cho rằng thiên động trong vòng nhất định có cái gì tuyệt thế chi bảo tồn tại. Nhưng không nghĩ tới, ta gần liền đến nửa thước thời điểm, bị vô hình chung một cổ lực lượng bắn ngược trong người, cấp ném ra tới, gần một lần vô hình chung đánh sâu vào, thiếu chút nữa khiến cho hắn bản thể nổ tan xác, yêu hồn tan hết. Cá trạch nói nơi này thời điểm vẻ mặt nghĩ mà sợ còn nhìn không được đại lạnh run, dừng một chút tiếp tục nói, chủ nhân ngươi là không thấy được ta lúc ấy thê thảm bộ dáng. Nếu không phải ta nãi vũ nội vô địch côn bằng thân thể, ngươi liền không thấy được ta, thiên động trong vòng vô hình chung lực lượng, giống như là ăn mòn thân thể cùng yêu hồn dao nhỏ,
trăm triệu ngàn ngàn dao nhỏ sẽ trực tiếp dừng ở trên người, vô pháp tưởng tượng cường đại, đừng nói ta hợp đạo 4 tầng cấp bậc tu vi, ta xem liền tính là thánh đạo đi sang. Cũng là một cái kết quả, càng bổn vào không được. Này vô số năm qua, ta chính mắt thấy, vô số sinh linh đi sấm thiên động, nhưng đều không hề ngoài ý muốn, không chờ phản ứng lại đây trực tiếp liền tan thành mây khói, thật sự là đại khủng bố. Chúng ta vẫn là đi thôi, đừng nhớ thương nơi này, liền tính là thiên động trong vòng có cái gì trọng bảo, ta cũng mất mạng hưởng dụng. Ta đều khôi phục mấy chục vạn năm mới khôi phục, còn may mà Tuyết Hương tỷ tỷ chiếu cố đâu. Cá Trạch lòng còn sợ hãi, đối Dương Mỗ Nhân là tận tình khuyên bảo. Đánh tâm nhãn là không hy vọng Dương Nghị Vân đi lây dính cái này thiên động trong vòng đồ vật. Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, Cá Trạch là thiệt tình sợ hãi cái này thiên động. Chính là hắn lại là nội tâm có một cổ vô cùng mãnh liệt xúc động muốn nhảy vào cái này thiên động đi tìm tòi đến tột cùng. Bởi vì hắn tới rồi thiên động bên cạnh lúc sau, phát hiện càn khôn hồ nội sinh mệnh chi thạch, càng thêm nổ vang lớn lên. Giờ khắc này sinh mệnh chi thạch, tựa hồ là có sinh mệnh giống nhau, cơ hồ muốn từ càn khôn hồ nội bay ra tới, vọt vào thiên động đi. Vô cùng mãnh liệt, như là thiên động trong vòng có sinh mệnh thạch thân nhân ở triệu hoán sinh mệnh thạch giống nhau. Hắn nâng lên tay nhìn một chút cánh tay thượng càn khôn hồ đồ án, giờ phút này càn khôn hồ ấn ký đồ án tản mát ra màu xanh biếc vầng sáng, hắn toàn bộ cánh tay đều ở nhảy lên hoặc là nói là đang run rẩy. Bực này xanh biếc quang mang phát ra, cùng dĩ vãng càn khôn hồ kim sắc bất đồng, Dương Nghị Vân rất rõ ràng là đến từ sinh mệnh chi thạch. Hắn như suy tư gì, chẳng lẽ sinh mệnh chi thạch cùng cái này thiên động trong vòng thứ gì, thật đúng là có cái gì liên hệ. Càng muốn Dương Nghị Vân càng là cảm thấy khả năng. Đây là sinh mệnh chi thạch lần đầu tiên phát ra như thế thật lớn nổ vang. Hơn nữa sinh mệnh chi thạch, ra đời sinh mệnh chi thủy, hắn sinh mệnh chi thủy đã có thật lâu không có ở tiến hóa qua. Xem cái thiên động, Dương Nghị Vân cân nhắc lên. Nếu không phải thử xem. Nếu thật sự cùng sinh mệnh thạch có cái gì liên hệ, như vậy cái này thiên động phản phệ chi lực, có lẽ sẽ không đối hắn hình thành cái gì nguy hiểm đi. Suy nghĩ nửa ngày sau, Dương Nghị Vân mở miệng nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi sấm một chút thiên động. Không được, không được, không được. Lại là Tuyết Hương, Cá Trạch cùng làm Dương Nghị Vân ngoài ý muốn Thu Nhi, đều trước sau nói ra không được. Tuyết Hương cùng Cá Trạch ngăn trở hắn ở trong dự liệu, nhưng làm Dương Nghị Vân kinh hỉ chính là Thu Nhi cư nhiên cũng ra tiếng ngăn trở hắn. Đây là một cái đại chuyển biến A. Phải biết rằng Thu Nhi từ tìm được nàng bắt đầu đối hắn đều là lạnh như băng thái độ, chỉ có thể nói không phản cảm hắn giống nhau. Lần này ngăn trở xem như quan tâm hắn tín hiệu, Dương Nghị Vân há có thể không tâm hỉ. Thu Nhi ngươi ở quan tâm ta sao? Dương Mỗ Nhân thực trắng ra hỏi Thu Nhi. Cái kia thiên động rất nguy hiểm, ta cũng không biết vì cái gì, nội tâm nói cho ta, ngươi nếu là đi, ta sẽ cùng lo lắng. Thu Nhi trả lời nói chuyện, như cũ lạnh nhạt. Bất quá nghe vào Dương Nghị Vân trong tai lại là phi thường cao hứng, đối với Thu Nhi cái này trả lời, hắn có thể cho rằng là Thu Nhi sâu trong nội tâm chân thật nàng đang ở thức tỉnh dấu hiệu. Tuyết Hương cũng nói, Vân đại ca ngươi không thể đi, tiểu bằng đi xông qua, nhưng lại thiếu chút nữa ngã xuống, cái này thiên động phi thường nguy hiểm, chúng ta đều không hy vọng ngươi đi mạo hiểm. Đúng vậy, ta đều thiếu chút nữa quải rớt, ngài liền không cần thiết mạo hiểm đi, lại nói ai cũng không biết bên trong thật sự có cái gì. Cá Trạch phụ họa nói. Dương Nghị Vân tại đây một khắc cười, trong lòng là thực ấm. Hắn cảm nhận được, Tuyết Hương Thu Nhi cùng Cá Trạch phát ra từ nội tâm quan tâm. Nhưng là hắn tin tưởng chính mình chi giác, hoặc là nói hắn tin tưởng càn khôn hồ nội sinh mệnh thạch. Chưa từng có như thế mãnh liệt quá, chi giác nói cho hắn, đây là tốt phương hướng, từ Thu Nhi dựa vào chi giác mang theo hắn tới đây, đến bây giờ chính hắn chi giác cùng sinh mệnh thạch dị thường đều thuyết minh vấn đề. Có một số việc luôn là yêu cầu đi nếm thử một chút. Hắn hiện tại mới là hợp đạo 3 tầng mà thôi, phải đi lộ còn có rất dài, tương lai muốn đối mặt địch nhân càng là muốn vượt quá hắn tưởng tượng cường đại. Nếu đối mặt một cái nguy hiểm thiên động, hắn nếm thử đều không đi nếm thử một chút, liền từ bỏ, về sau hắn còn như thế nào đi đối mặt cường đại địch nhân. Huống hồ này nhiều nhất chỉ là một chỗ hiểm địa, mà không phải địch nhân. Cười cười nói, đều yên tâm đi, ta có chừng mực. Nói thật cho các ngươi biết đi, ta cảm nhận được cái này thiên động trong vòng có thứ gì ở mãnh liệt triệu hoán, đúng sự thật không đi, đó là không cam lòng, các ngươi đều hiểu biết ta tính cách, cho nên đều đừng lo lắng, sự không thể vì ta tự nhiên từ bỏ, ở chỗ này chờ ta,
Dứt lời Dương Nghị Vân toàn thân thần quang lập lòe, trong lòng vừa động, lại là đi cảm ứng một chút càn khôn hồ nội sinh mệnh cục đá, tức khắc sinh mệnh thạch bộc phát ra cường đại sinh cơ chi lực, từ càn khôn hồ truyền tới cánh tay hắn nhất còn truyền khắp hắn toàn thân. Lúc này Dương Nghị Vân trên người tán phát xanh biếc ánh sáng, một bước bước vào thẳng vào thiên động mà đi. Vân đại ca, chủ nhân, trước, sinh, trước hai tiếng là Tuyết Hương cùng cá trạch kêu to. Cuối cùng một tiếng lại là Thu Nhi. Nhìn đến Dương Nghị Vân nhảy nhập thiên động thời điểm, Thu Nhi cả người cũng chưa lý do đại chấn, cơ hồ là từ đáy lòng phát ra một tiếng cơ hồ thất thanh kêu to. A, à, nàng đột nhiên phải hướng thiên động đuổi theo, nhưng mới vừa bước ra một bước thời điểm, đầu đột nhiên từng đợt đau nhức dựng lên. Tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Tuyết Nốt Hương Minh nhanh tay, vội vàng đem Thu Nhi nâng trụ, hoặc là nói giữ chặt. Nàng nhất minh bạch cái này thiên động sẽ bộc phát ra càng trở đáng sợ lực lượng, Dương Nghị Vân quản không được đã vọt đi vào, cũng không thể làm Thu Nhi tỉ tỉ ở vọt vào đi. Giờ khắc này Dương Nghị Vân đã không thấy thân ảnh. Thu Nhi ôm đầu, phát ra thống khổ thanh. Nàng trong đầu từng đợt dao động dựng lên, lại là một vài bức hình ảnh tất cả đều xông ra. Tiên sinh! A! À, Thu Nhi rơi lệ mãn, giờ khắc này nàng tất cả đều nghĩ tới. Nàng mất đi ký ức tất cả đều khôi phục. Nhưng là tiên sinh nhảy vào cái kia vô cùng nguy hiểm thiên trong động. Dần dần nàng đầu không đau, ngẩng đầu thấy được Tuyết Hương. Tuyết Hương muội muội, ta muốn đi tìm tiên sinh. Nàng nói chuyện thời điểm phía trước cái loại này lạnh như băng khí chất biến mất, lại mà đại chi chính là nhu nhược đáng thương. Tuyết Hương ngây ra một lúc, nàng biết Thu Nhi tỉ tỉ khôi phục ký ức. Nhưng hiện tại Vân Đại ca lại không thấy a. Tuyết Hương hít sâu một hơi nói, Thu Nhi tỉ tỉ ta và ngươi cùng đi. Không, ngươi lưu lại, Thu Nhi hoàn toàn khôi phục ký ức, cái gì đều đã biết. Hiện tại nàng nội tâm là vô cùng tự trách nàng phía trước vẫn luôn đối tiên sinh lạnh nhạt, nàng chán ghét phía trước chính mình. Hối hận áy náy, nhưng là đều đã muộn. Tiên sinh nhảy vào thiên động, phía trước nàng ký ức không khôi phục thời điểm, đi xông một chút thiên động, cũng chưa chân chính đặt chân, chính là một chân ở thiên động bên cạnh thời điểm, đều bị thiên trong động bắn ngược dựng lên thật lớn lực lượng bị thương nặng. Nàng nhất rõ ràng cái này thiên trong động lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng hiện tại tiên sinh nhảy vào đi a. Ký ức khôi phục, nhưng tiên sinh không có. Thu Nhi trong lòng làm ra quyết định, cho dù chết nàng cũng muốn bồi tiên sinh đi. Không được, ta cũng đi. Tuyết Hương kiên định vô cùng. Không được, người không thể đi, người lưu lại. Thu Nhi cùng Tuyết Hương tranh chấp lên. Đây là cá trạch mang theo khoa trương thanh âm nói, oa. Ta nói hai vị tỷ tỷ các ngươi đừng cãi cọ, có lẽ chủ nhân gì sự đều không có, này có một hồi, thiên động cư nhiên không có bất luận cái gì động tính, này chẳng phải là thuyết minh, cái này thiên động đối chủ nhân không bài xích sao. Nghe được cá trạch như vậy vừa nói, Tuyết Hương cùng Thu Nhi nhìn lại, đích xác thiên động không có bất luận cái gì phản ứng, phi thường bình tĩnh, này nói mệnh, cá trạch nói không sai. Cái này thiên động có lẽ đối tiên sinh không bài xích. Thu Nhi vội vàng đứng lên cùng Tuyết Hương hướng về thiên động đi đến. Nhưng là lại bị cá trạch ngăn lại nói, các ngươi đừng tới gần ta thử xem, có phải hay không thiên động lực lượng biến mất. Nói chuyện chi gian, cá trạch đem một đường cự thạch một chân đá tiến thiên động mà đi. Oanh! Ngay sau đó một tiếng nổ vang, ba người trong mắt cự thạch đều không có trầm xuống hết sức, thiên động trong vòng bỗng nhiên bùng nổ một cổ cường đại năng lượng dao động trực tiếp đem cự thạch dập nát tan thành mây khói. Một cái cho bụi cũng chưa lưu lại. T. Cá trạch đảo hút khí lạnh, thiên động trở ngại lực lượng còn ở a, xem ra thiên động quả nhiên đối chủ nhân là không bài xích, thật đúng là có thứ gì triệu hoán chủ nhân đi xuống, này xem như chủ nhân cơ duyên, hiện giờ chúng ta ba cái liền ở chỗ này chờ chủ nhân trở về đi, lúc này chúng ta chờ chính là giúp chủ nhân, nếu là hai vị tỷ tỷ các ngươi ở vọt vào đi, có điểm cái gì sơ suất, kia mới là cấp chủ nhân thêm phiền a. Cá trạch lời này thực trắng ra. Nhưng là lại cũng là lời nói thật. Tuyết Hương cùng Thu Nhi chỉ có thể dừng lại. Theo sau ba người lưu tại thiên động bên cạnh, chờ đợi Dương Nghị Vân. Mà lúc này Dương Nghị Vân còn không biết bởi vì hắn nhảy vào thiên trong động, Thu Nhi ở dưới tình thế cấp bách cư nhiên khôi phục ký ức. Đáng tiếc hắn không thấy được. Giờ phút này Dương Nghị Vân cảm giác như là tiến vào một cái khác thời không giống nhau, thân thể tại hạ hàng chung. Đương hắn nhảy vào thiên động thời điểm. Làm tốt hết thảy ứng đối chuẩn bị, lại là không nghĩ tới cái gì lực bắn ngược lượng cũng chưa xuất hiện. Trực tiếp liền xuống phía dưới không ngừng rơi xuống.
Ổn định thân hình lúc sau, Dương Nghị Vân đôi mắt nhìn đến tất cả đều là xanh biếc chi sắc, mà hắn cảm nhận được sinh mệnh thạch càng ngày càng vui sướng lên. Cường đại sinh cơ chi lực đều che kín hắn toàn thân, không ngừng mà xuống. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, cảm giác như là trong nháy mắt, lại như là đi qua thật nhiều năm giống nhau, rốt cuộc ở mỗi một khắc, hắn trong tầm mắt duy nhất màu xanh lục tiêu tán, thay thế lại là nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Đôi mắt thích ứng lúc sau, hắn phát hiện hắn đã xuất hiện ở một cái khác hoàn cảnh chung. Cùng thiên hà đáy nước thế giới hoàn toàn bất đồng. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái màu bạc hư vô không gian. Thoạt nhìn vô biên vô hạn. Cái gì đều không tồn tại, cái gì đều không có. Càng như là tới rồi một cái tuyết trắng quang mang thế giới. Không có thiên địa tứ phương, không có sơn xuyên con sông, ngay cả một cái cho bụi đều không tồn tại. Vô biên vô hạn. Có điểm cùng loại, năm đó hoa sen đen cái kia hắc ám không gian thế giới. Thanh âm cái gì đều không tồn tại. Ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có gì khai quật khẩu linh tinh. Cái này Dương Nghị Vân có chút hoảng thần. Này mẹ nó tới rồi một cái địa phương nào a? Tự nói mắng một tiếng, bất quá có một chút hắn có thể xác định, hắn tuyệt đối là nhảy vào thiên động lúc sau vẫn luôn tại hạ hàng. Là cái loại này núi lớn chân núi. Trong lòng như thế nghĩ. Hắn vừa động chi gian, phiêu đi ra ngoài rất xa. Mọi nơi xem xét, trừ bỏ là cái màu trắng thế giới ở ngoài, thật sự là thi lễ cho bụi đều không tồn tại. Đây là phi thường không hợp lý. Hắn tin tưởng nơi này cảm thấy chính là thiên động trong vòng. Nhưng nếu là thiên động trong vòng nói, tất nhiên sẽ có cái gì tồn tại, không có khả năng cái gì đều không có. Kia xanh biếc 12 cái năng lượng, chính là nhất chân thật đồ vật. Dương Nghị Vân cân nhắc một phen sau, ngừng lại, hắn nâng lên cánh tay nhìn về phía Càn Khôn Hồ, giờ phút này Càn Khôn Hồ xanh biếc quang mang phát ra. Trong lòng suy nghĩ một chút sinh mệnh thạch, ngay sau đó lại là sinh mệnh thạch trực tiếp từ Càn Khôn Hồ nội bay ra tới. Dương Nghị Vân trước nay không nghĩ tới có một ngày. Sinh mệnh thạch sẽ từ Càn Khôn Hồ ra tới, hơn nữa là như thế mãnh liệt trạng thái. Đương sinh mệnh thạch bay vọt mà ra thời điểm, toàn bộ màu trắng thế giới thay đổi. Thế giới này càng như là một cái duy độ không gian, không có ý tứ tạp chí tồn tại. Giờ phút này lại là bắt đầu biến sắc. Dần dần biến thành màu xanh lục, từ lục nhạt bắt đầu cuối cùng trở thành màu lục đậm. Sinh mệnh thạch huyền phù ở hắn trước người, quang mang vạn trượng, huyền phù xoay tròn. Đem toàn bộ thế giới nhuộm thành màu xanh lục. Lúc này Dương Nghị Vân thấy không rõ lắm sinh mệnh thạch nội đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn khẳng định nhất định có cái gì biến hóa. Cũng không biết nơi này đến tột cùng sinh mệnh chi cục đá có quan hệ gì, nhưng hiện tại hắn lại là biết đáp án hẳn là muốn vạch trần. Sinh mệnh thạch chủ động nhảy ra, đem cái này màu trắng không gian cải biến thành một cái xanh biếc thần giới. Dương Nghị Vân nhìn không tới sinh mệnh thạch bên trong là tình huống như thế nào, quá mức chói mắt. Căn bản vô pháp nhìn thẳng, cảm thụ chung lại là chỉ có cường đại vô cùng sinh cơ chi lực, như là tiết hồng giống nhau bạo phát. Ở hắn cảm thụ chung từ sinh mệnh chi cục đá bùng nổ mà ra cường đại sinh cơ chi lực, lấy nhanh chóng tốc độ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Đích xác càng như là một loại lực lượng thượng cải tạo. Ngọn nguồn đó là sinh mệnh chi lực. Bắt đầu sửa ở toàn bộ thế giới giống nhau. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian sau. Dương Nghị Vân đột nhiên cảm giác không thế nào chói mắt, vì thế chậm rãi mở hai mắt đi đánh giá. Lại là phát hiện, toàn bộ thế giới nhan sắc đã thành xanh sẫm chi sắc. Mà sinh mệnh thạch còn lại là rốt cuộc thấy được. Nhưng hắn phát hiện giải thể. Nguyên bản 9 mét lớn nhỏ sinh mệnh thạch, giờ phút này cư nhiên hóa thành chỉ có cối xay lớn nhỏ, bất quá lại là như cũ tản ra thiên ti vạn lũ quang mang, từng điều hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Sinh mệnh chi thạch giải thể. Dương Nghị Vân trong lòng đại kinh thất sắc. Hắn có thể có hôm nay có thể nói sinh mệnh chi thủy có một nửa công lao, hiện tại sinh mệnh chi thủy bản thể sinh mệnh thạch bắt đầu giải thể, hắn như thế nào không hoảng hốt. Về sau chẳng phải là không có sinh mệnh chi thủy. Làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân nhắc mãi, ý đồ đi ngăn cản, nhưng lại phát hiện hắn ý niệm không hề biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tại sao lại như vậy đâu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có thể ra sức. Giờ phút này sinh mệnh chi thạch, hoàn toàn cùng không nghe sai sử. Bất quá! Dương Nghị Vân lại là phát hiện Càn Khôn Hồ như cũ ở lập lòe vầng sáng. Như thế cái làm hắn an ủi hiện tượng. Nói đến cùng Càn Khôn Hồ mới là căn bản,
sinh mệnh chi thạch xuất từ càn khôn hồ. Chỉ cần càn khôn hồ không có việc gì, liền đại biểu sinh mệnh chi thạch sẽ không có vấn đề. Hắn phát hiện càn khôn hồ cùng sinh mệnh thạch chi gian còn có cảm giác. Trong lòng vừa động ngay sau đó hắn lại là tiến vào càn khôn hồ chung. Tiến vào càn khôn hồ là bởi vì hắn phát hiện càn khôn hồ nội có cái đặc thù địa phương. Cái này địa phương đúng là sinh mệnh thạch phía trước nơi ở, Long Ngư Hồ suối nguồn nơi. Đương nhiên Long Ngư Hồ là hắn cấp khởi tên, trước kia là không có tên, hắn chỉ biết Long Ngư Hồ suối nguồn nơi, chính là sinh mệnh thạch khởi nguyên nơi. Lúc này nhi hắn tiến vào vừa thấy, tuy rằng sinh mệnh thạch chạy đi ra ngoài, nhưng là suối nguồn còn ở, lại còn có đã xảy ra rất lớn biến hóa. Suối nguồn bên trong ở ứa ra nước, bảy màu sặc sỡ bọt nước, ào ào xôn xao ra bên ngoài mạo, cùng với chính là cường đại thuần tịnh khí chi năng lượng, toàn bộ dung nhập tới rồi Long Ngư Hồ mà đi. Giờ phút này toàn bộ Long Ngư Hồ đều đã xảy ra thật lớn biến hóa, nổi lên bảy màu lưu quang, trông rất đẹp mắt, hơn nữa Long Ngư Hồ đang ở lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng Tây mà khuếch tán. Chuẩn xác mà nói, Long Ngư Hồ đã không thể xưng là hồ, mà là hẳn là xưng là sông lớn càng vì thích hợp. Suối nguồn khởi nguyên với càn khôn hồ thế giới phương Đông, dòng nước không ngừng tương Tây mà đi. Thành Đông hướng Tây, cơ hồ này đây mắt thường thấy được tốc độ hướng về Tây mà chảy xuôi. Thực mau dòng nước tiến vào càn khôn hồ thế giới hỗn độn chung, một mảnh mông lung hỗn độn bắt đầu lui tán, cấp này con sông nhường đường mà đi. Mà này gần là hắn chỗ đã thấy trong đó một cái biến hóa, càng vì thần kỳ chính là, Dương Nghị Vân ở nắm tay lớn nhỏ suối nguồn nhìn thấy một đám phía trước ở thiên hà nhìn đến thủy tộc sinh linh, lớn lớn bé bé, dáng vẻ khác nhau, đếm không hết từ suối nguồn toát ra tới sau đi vào Long Ngư Hồ, lại là tất cả đều sống lại đây. Là chân chính sống lại đây. Có chân chính huyết nhục thân thể, hóa thành thật là sinh linh. Này! Dương Nghị Vân sợ ngây người, nhìn này đó biến hóa, lòng có sở ngộ. Ở càn khôn hồ nội Dương Nghị Vân cảm nhận được bên ngoài sinh mệnh chi thạch thật là phóng thích năng lượng giải thể trạng thái, nhưng là ở càn khôn hồ nội lại là có suối nguồn xuất hiện, giữa hai bên hình thành một cái thông đạo thay đổi. Sinh mệnh chi thạch giải thể lại cũng không là chân chính giải thể mà là ở bên ngoài tựa hồ ở cắn nuốt kiêm dung nào đó năng lượng. Loại này năng lượng Dương Nghị Vân hiện tại cho rằng là hắn chỗ đã thấy thiên hà, là toàn bộ thiên hà hết thảy. Thay đổi cắn nuốt giải thể dung hợp lúc sau, cuối cùng vẫn là phản hồi tới rồi càn khôn hồ nội sinh mệnh chi thạch suối nguồn nơi. Giờ phút này Dương Nghị Vân cho rằng là sinh mệnh chi thạch cắn nuốt kiêm dung ngoại giới thiên hà, đem thiên hà thông qua nào đó thần bí chuyển hóa tiến vào càn khôn hồ nội hóa thành thật thể. Làm thiên hà trong vòng thủy tộc sinh linh có được chân chính huyết nhục thân thể. Mà hắn nhảy xuống thiên động Dương Nghị Vân cho rằng đó là thiên hà thế giới trung tâm, có lẽ là nào đó căn nguyên lực lượng, lại hoặc cái gì bảo vật, tóm lại hiện tại thoạt nhìn, nhất định cùng sinh mệnh chi thạch mật không thể phân, hoặc là nói bản thân chính là sinh mệnh chi thạch một bộ phận. Phản chi có thể mà lý giải vì, sinh mệnh chi thạch chính là thiên hà. Tuy rằng là suy đoán, nhưng từ đã phát sinh tình huống xem, cái này suy đoán là thành lập. Tương đồng điểm này, Dương Nghị Vân không chỉ có hít hà một hơi. Cứ việc hắn không biết thiên hà ý nghĩa cái gì, nhưng chỉ cần ngẫm lại, phía trước thấy được những cái đó thiên hà thủy tộc nếu là tất cả đều sống lại, thật sự nhưng chính là khó lường sức chiến đấu. Chút nào không thua gì cá trạch hình thể cùng khí tức. Này có thể yếu đi. Giờ phút này toàn bộ Long Ngư Hồ đã biến thành một cái mênh mông cuồn cuộn sông lớn, chảy vào hỗn độn chung, mà từ suối nguồn toát ra sinh linh lại là sống lại đây, ở nước sông chung vui sướng nhảy lên. Có tấc hứa bầy cá. Cũng có thân hình hàng ngàn hàng vạn mễ quái vật khổng lồ. Hắn vị trí ở suối nguồn nơi, liếc mắt một cái xem qua đi này con sông độ rộng đều ước chừng đạt tới hơn ngàn dặm. Đến nỗi chiều dài một đầu chui vào càn khôn hồ thế giới bên cạnh hỗn độn lúc sau, liền nhìn không tới cuối. Hơn nữa lấy suối nguồn vì trung tâm, khổng lồ năng lượng tụ mà không tiêu tan không nhiều không ít hình thành đường kính 9 mét vòng tròn, hắn đang ở trong đó toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, vàng dòng khổng lồ sinh cơ chi lực. Hoặc là nói là sinh cơ chi khí nhưng kính chui vào trong thân thể hắn. Càn khôn đạo chủng công tự chủ vận chuyển lên, thật sự làm hắn vui sướng. Cho nên liền đứng ở tại chỗ bắt đầu tu luyện, bực này cơ hồ thực chất hóa khí chi lực hơn nữa vẫn là sinh cơ thuộc tính năng lượng khả ngộ bất khả cầu. Hắn bất chấp sinh mệnh chi thạch cuối cùng sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, nhưng là hiện tại hắn chỉ hướng ở chỗ này tu luyện. Thời gian ở chỗ này vô hạn sói mòn. Dương Nghị Vân bắt đầu rồi dài dòng tu luyện, hoàn toàn nhập định.
này nhất nhập định chính là vạn năm lâu. Ngày này Dương Nghị Vân toàn thân thần quang đại tác phẩm, trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, hắn đột phá, tu vi bước vào hợp đạo 4 tầng. Trong cơ thể 10 đại đạo thụ đồng thời trưởng thành cây số độ cao. Xinh đẹp đã có che trời đại thụ căn cơ. Một lần tu luyện hắn trong cơ thể ngoại tràn ngập bàng bạc sinh cơ lực lượng. Pháp lực chung đều mang theo sinh cơ. Đương hắn mở hai mắt sau, lại là lẩm bẩm, thì ra là thế. Hết thảy đều minh bạch, chính như hắn phỏng đoán giống nhau, sinh mệnh chi thạch chính là thiên hà bản thể, dựng lên nơi này thiên hà thế giới, tính đến sinh mệnh thạch một loại khác hình thái có điểm cùng loại linh hồn. Lúc này đây xem như tương dung trở về. Có thể nói sinh mệnh chi thạch chính là thiên hà, mà thiên hà cũng là sinh mệnh thạch, ở khai thiên thời đại đại chiến chung sinh mệnh thạch bị đánh hỏng mất, thần hồn chia lìa. Hiện tại một màn này chỉ là một loại niết bàn tân sinh. Này hết thảy đều là hắn ở tu luyện thời điểm từ suối nguồn cảm giác đến tin tức, sinh mệnh chi thạch không chỉ có không có biến mất, ngược lại là tiến hóa. Lúc này trước mắt, suối nguồn như cũ tồn hạ, chính là một viên nắm tay lớn nhỏ 7 màu cầu, là dòng nước hình thái. Dương Nghị Vân vẫy tay một cái, suối nguồn trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn, tới rồi thần hạch đạo chủng nội, cùng 10 đại đạo thụ song song. Sinh mệnh suối nguồn, nhưng không đơn giản là suối nguồn, càng là một loại thế gian cường hãn lực lượng, sinh chi căn nguyên lực lượng. Mà Long Ngư Hồ còn lại là hóa thành một cái con sông, hoặc là gọi là thiên hà, sinh mệnh chi hà, càng vì thích hợp. Có này tràn ngập sinh mệnh chi lực con sông ở Càn Khôn Hồ thế giới, toàn bộ Càn Khôn Hồ đều đã xảy ra bừng bừng sinh cơ, Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được Càn Khôn Hồ thế giới bốn phía hỗn độn đang ở lặng yên biến đại chung. Trong sông xuất hiện vô số thủy tộc sinh linh, đúng là phía trước thiên hà nhìn thấy những cái đó hư thể sinh linh, hắn lại là này nói này đó là khai thiên thời đại thiên hà sinh linh tái sinh. Nếu hắn có yêu cầu thiên hà trong vòng cường đại thủy tộc thiên yêu đều có thể một trận chiến. Mà thiên hà khống chế, đó là sinh mệnh suối nguồn, hắn thu vào tới rồi trong cơ thể, đây là một loại lực lượng, càng là sinh mệnh đại đạo, có thể xưng là hắn chiến đấu át chủ bài, càng có thể cung hắn ngày thường hiểu được trong thiên địa sinh cơ chi đạo. Lần này hắn biết phát tới rồi. Cũng rốt cuộc minh bạch, tiến vào thiên hà phía trước, thỏ ra cùng linh một câu kia đại cơ duyên có ý tứ gì, xem ra hai cái lão bất tử tựa hồ đã sớm biết thiên hà cùng hắn chi gian tình huống. Tu luyện kết thúc, hắn tu vi rốt cuộc đạt tới hợp đạo 4 tầng, cuối cùng là cảm giác có điểm mặt mũi, bằng không cá trạch thứ này đều là hợp đạo 4 tầng, hắn đều có điểm không nhịn được. Mà càng quan trọng là, hắn hiện tại có tin tưởng sau khi rời khỏi đây tìm đế tôn đi báo thù. Đế tôn tu vi cũng dừng lại ở hợp đạo 4 tầng, đánh sâu vào 5 tầng về một giai đoạn. Bất quá cụ thể đế tôn lão nhi cái gì trình tự thật đúng là nói không chừng, nhưng hắn hiện tại lại là có khiêu chiến thực lực. Trong lòng vừa động Dương Nghị Vân từ Càn Khôn Hồ đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn là xanh biếc nhan sắc, sinh mệnh thạch đã tiêu tán. Đương nhiên không phải chân chính tiêu tán, mà là hóa thành suối nguồn hình thái. Lúc này Dương Nghị Vân lại là rõ ràng. Bên ngoài hết thảy đều chỉ là một cái vỏ trống rỗng chung vỏ trống rỗng. Nơi này, thiên động, núi lớn, thiên hà đáy sông, toàn bộ tiến vào thời điểm thiên hà đều là vỏ trống rỗng. Bởi vì bản chất lực lượng đã hóa thành suối nguồn vào trong thân thể hắn. Tán. Dương Nghị Vân vung tay lên, một cái tán ở phun ra. Tức khắc trong tầm mắt sở hữu hết thảy bắt đầu tiêu tán, như là sương mù lui tán. Như ảo giác giống nhau, hết thảy biến mất. Khoảng cách hắn vạn mét ở ngoài, Dương Nghị Vân thấy được Thu Nhi, Tuyết Hương cùng cá trạch ba cái. Mà ở cùng xa hơn địa phương còn lại là thấy được thỏ ra cùng Linh Một còn có Ngô Mặc Hạ cùng với Kiều Phúc. Ngang qua ở hư nhưng cuồn cuộn thiên hà biến mất không thấy, tự nhiên liền thấy được những người khác. Tiên sinh, một tiếng kích động mang theo khóc nức nở kêu to vang lên. Dương Nghị Vân vừa thấy lại là Thu Nhi bay nhanh mà đến, cách thật xa đều có thể nhìn đến trên mặt nàng nước mắt hoa lê. Cái này làm cho Dương Mỗ Nhân tức khắc sửng sốt, thoạt nhìn không thích hợp a, Thu Nhi trên mặt đã không có lạnh nhạt. Chẳng lẽ, Dương Nghị Vân tức khắc cao hứng lên. Xem Thu Nhi thần sắc, hắn thấy được trước kia nàng. Ký ức khôi phục, Dương Nghị Vân nghĩ, nhất định đúng vậy như vậy. Cùng phía trước lạnh như băng bộ dáng khác nhau như hai người. Tất nhiên là Thu Nhi ký ức khôi phục. Nháy mắt Ngô Mặc Thu liền đến Dương Nghị Vân bên người. Tiên sinh. Thu Nhi nhìn Dương Nghị Vân có chút sợ hãi. Nàng khôi phục ký ức, nhưng lại sợ hãi, vang lên đối tiên sinh lạnh nhạt, nàng sợ hắn không để ý tới nàng,
không cần nàng. Vẫn luôn ở lo lắng nhảy vào thiên động Dương Nghị Vân, này nhất đẳng chính là vạn năm lâu, không có một ngày không lo lắng, bất kỳ mong Dương Nghị Vân ra tới. Biết hôm nay nàng cùng Tuyết Hương, cá trạch chờ thời điểm, lại là phát hiện thiên động biến mất, đỉnh núi biến mất, toàn bộ thiên hà thế giới hóa thành hư vô, các nàng chỗ sâu trong ở hư không. Nhưng Dương Nghị Vân thân ảnh xuất hiện, rốt cuộc bất chấp cái gì vội vàng bay vào tới rồi Dương Nghị Vân bên người, nhưng ở tới rồi Dương Nghị Vân bên người thời điểm, Thu Nhi dừng, nội tâm thực thấp thỏm. Giờ phút này nàng đã khôi phục ký ức, về tới trước kia ở Dương Mẫu Nhân trước mặt nói cái gì chính là gì đó Thu Nhi, ở trong lòng nàng Dương Mẫu Nhân chính là thiên. Dương Nghị Vân nhìn Thu Nhi đỏ bừng trong mắt, nhu nhược đáng thương thần sắc, lại là ngừng ở hắn 10 mét ở ngoài, tức khắc ngây ra một lúc. Nhưng hắn lại xác định, thật là nàng Thu Nhi đã trở lại, toàn thân trên dưới không còn có một tia lạnh băng hơi thở. Thu Nhi, tiên sinh, Dương Nghị Vân kêu to một tiếng, lập tức được đến đáp lại, cái này Dương Mẫu Nhân rốt cuộc yên tâm, ha ha cười vèo một chút tới rồi Thu Nhi trước người đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi đã trở lại, thật tốt, Dương Nghị Vân nhẹ giọng nói, giảng nói thật phía trước cái kia lạnh băng Thu Nhi hắn là một chút cũng không thích cũng không thích. Vẫn là nàng Thu Nhi hảo. Tiên sinh đều là Thu Nhi không tốt, tiên sinh ngươi sẽ không cần Thu Nhi đi. Ngô Mặc Thu nước mắt bà hỏi. Như thế nào sẽ, ta đều biết kia không phải ngươi có thể quyết định, hiện tại không phải hảo, ngươi ký ức khôi phục, cái gì cũng tốt, không cần ở nghĩ nhiều, ta sao có thể sẽ không cần ngươi, vĩnh viễn sẽ không cần ngươi. Dương Nghị Vân biết Thu Nhi là cái gì đều trang trong lòng, lá gan cũng tiểu nhân người, biết nàng ở lo lắng phía trước cái kia nàng lạnh nhạt, có phải hay không đắc tội chính mình. Vội vàng chính là một trận lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Rốt cuộc đem Thu Nhi hống hảo. Kỳ thật lần này có thể có sinh mệnh chi thạch niết bàn, hoặc là nói thiên hà cơ duyên, còn có thể thuận lợi tìm được Tuyết Hương cùng cá trạch, ít nhiều phía trước lạnh nhà Thu Nhi khăng khăng dẫn đường, nếu không chừng đến bây giờ hắn đều ở thiên hà khắp nơi tìm kiếm Tuyết Hương cùng cá trạch đâu, càng miễn bàn sinh mệnh thạch niết bàn. Dù sao cũng phải tới nói, lần này xem như giai đại vui mừng. Hắn tu vi đột phá đạt tới hợp đạo 4 tầng, tìm được rồi Tuyết Hương cùng cá trạch, Thu Nhi ký ức cũng khôi phục. Tuyết Hương cùng cá trạch cũng đã đi tới. Dương Nghị Vân mới cùng Thu Nhi tách ra. Cá trạch dùng quái quái ánh mắt nhìn về phía Dương Nghị Vân, hơn nữa nhỏ giọng nói, chủ nhân ngài quê quán người lại đột phá tu vi A. Ở cá trạch trong mắt Dương Nghị Vân tu vi hiện tại chính là hợp đạo 4 tầng, hắn trong lòng duy nhất về điểm này kiêu ngạo cũng dập nát. Ha ha. Như thế nào ta đột phá ngươi tựa hồ thực thất vọng. Dương Nghị Vân híp mắt nhìn về phía cá trạch. Không, ta là thế chủ nhân ngài cao hứng đâu. Cá trạch vội vàng lắc đầu, hiện tại hắn là hoàn toàn phục. Tốc độ tu luyện ai có thể so đến quá Dương Nghị Vân. Trước kia như thế, hiện tại càng là như thế, chẳng sợ hắn là côn bằng cũng vô pháp so. Hạ quyết tâm, về sau ra vẻ đáng thương trang rốt cuộc đi. Phía trước Dương Mẫu Nhân hợp đạo 3 tầng là có thể ngược hắn, hiện tại càng là. Biến thái A. Cá trạch trong lòng hò hét. Đi rồi Dương Nghị Vân không để ý tới cá trạch, qua đi kéo Tuyết Hương tay, một tả một hữu là Thu Nhi cùng Tuyết Hương hai đại mỹ nhân. Phía sau là cá trạch lôi kéo đầu. Thiên hà sau khi biến mất, hư không xa xôi ở ngoài chính là thỏ ra bọn họ đang đợi chờ. Thực mau Dương Nghị Vân tới rồi thỏ ra cùng Linh một thân trước. Ở toàn bộ thiên hà tiêu tán thời điểm, thỏ ra cùng Linh một liền thấy được Dương Nghị Vân. Thỏ ra đối Linh vừa nói, xem ra bắt được a. Đúng vậy, so với ta tưởng tượng muốn mau, Linh một đạo, kia vốn dĩ chính là đồ vật của hắn, hiện tại chẳng qua là một lần nữa trở lại trong tay hắn, hẳn là. Thỏ ra cảm khái nói, có sinh mệnh suối nguồn nơi tay, thánh chủ cuối cùng là có thể có tự bảo vệ mình thực lực, ít nhất không cần lo lắng sẽ ngã xuống. Linh vừa nói, thỏ ra mang theo hâm mộ nói, ai nói không phải đâu, kia chính là khai thiên thời đại ra đời đệ nhất khẩu sinh mệnh chi tuyền, càng là sinh mệnh chi đạo căn nguyên, là nói là bảo là pháp là đạo pháp. Chuẩn xác mà nói, không nên liền sinh mệnh chi tuyền, mà là kêu bất lão tuyền, một giọt suối nguồn chi thủy, nhưng làm phàm nhân trường sinh bất lão thành thần tiên. Linh vừa nói, hai người nói chuyện thời điểm đều mang theo hâm mộ. Chớp mắt Dương Nghị Vân liền đến bọn họ trước người. Chúc mừng thánh chủ tu vi lại tiến một tầng, thỏ ra đối mặt Dương Nghị Vân chúc mừng. Chúc mừng thánh chủ trọng hoạch bất lão tuyền, Linh một mở miệng. Dương Nghị Vân nghe hai người chúc mừng,
lại là biết này hai cái lão bất tử quả nhiên phía trước liền biết tình huống. Các ngươi nhị vị xem ra đã sớm biết một ít việc đi. Dương Nghị Vân hỏi. Đích xác, thánh chủ muốn nghe ngày sau có thể cấp thánh chủ nói một chút. Linh vừa nói. Tiểu tử thúi đừng ma kỷ, cần phải đi, chúng thần vực biến hóa, thần giới nào đó thế lực cùng nào đó người sợ là đã biết, thừa sớm đi ra ngoài làm chuẩn bị đi. Thỏ ra lúc này lại khôi phục vẻ mặt đáng khinh bộ dáng. Đối với Dương Nghị Vân hắn có kính, nhưng cũng không kính. Nào đó thời khắc sẽ kêu một tiếng thánh chủ, nhưng càng nhiều thời điểm chính là tiểu tử thúi thiền ngoài miệng. Dương Nghị Vân đối này nhưng thật ra không chút nào để ý, dù sao hắn trong lòng rõ ràng, thỏ ra là ở thiệt tình giúp hắn. Ngược dòng lên, thỏ ra vẫn là thánh thiên đế dưới tòa Hỗn Nguyên Đại Thánh. Cũng có thể nói là hắn thủ hạ, nhưng là Dương Nghị Vân không thích đi đại nhập ai, cũng không nghĩ đi dựa ai, hắn muốn làm chính là chính mình. Một đời làm một đời chính là hắn chuẩn tắc. Không mang theo mặt khác. Hắn cũng sẽ không yêu cầu thỏ ra cùng Linh một đôi hắn có cái gì thái độ. Hơn nữa cũng không dám. Này hai tôn lão bất tử, chính là sống thoát thoát đại lão. Đều không phải thiện tra. Trước mắt hắn chỉ có thể kính, không thể yêu cầu bọn họ mặt khác. Đúng rồi, các ngươi chờ đã bao lâu? Dương Nghị Vân hỏi, hắn nhớ tới ở thiên hà chung hắn chính là tu luyện vạn năm. Không đến một năm mà thôi, thỏ ra nói. Quả nhiên là thời gian không gian vấn đề. Nguyên bản hắn tưởng đối thỏ ra cùng Linh vừa nói sinh mệnh thạch sự. Nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, này hai cái lão bất tử biết đến khả năng so với hắn còn rõ ràng, mà có chút bí mật, thuộc về hắn vẫn là lưu tại trong lòng đi. Về sinh mệnh chi thạch hóa thành sinh mệnh suối nguồn sự không nói, ở Linh một trong miệng, tựa hồ xưng là bất lão tuyền, chuyện này chờ quay đầu lại ở đi tìm hiểu. Hiện tại về đi, tiểu phượng hoàng bọn họ còn chờ hầu đậu đậu bọn họ xuất quan. Hắn cũng tìm được rồi Thu Nhi cùng Tuyết Hương cá trạch, cũng là thời điểm đi trở về. Đi. Thỏ ra phất tay chi gian, một cái không gian môn hộ lần thứ hai xuất hiện. Đoàn người bước vào đi vào. Trở lại lần nữa ra tới thời điểm, lại là đã tới rồi tiểu phượng hoàng cùng Điêu Nhi các nàng chờ đợi địa phương, mà Dương Nghị Vân lại là phát hiện nhiều rất nhiều hình bóng quen thuộc, hầu đậu đậu thế nhưng có mặt. Hiển nhiên là bọn họ tất cả đều xuất quan. Ca. Hầu đậu đậu thanh như chuông lớn, trước tiên thấy được hắn, kích động kêu to, Dương Nghị Vân cũng nở nụ cười. Vân môn ở tiên giới đông đảo thiên phú dị bẩm thần thú dị thú rốt cuộc đại bộ phận đến đông đủ. Tiểu tử thúi rốt cuộc trưởng thành Dương Nghị Vân cười ở hầu đậu đậu ngực một quyền. Hầu đậu đậu nhìn thấy Dương Nghị Vân đi cũng thực kích động, làm năm đó ở địa cầu ở Điêu Nhi lúc sau liền đi theo Dương Nghị Vân linh thú, hắn đường đi muốn so Điêu Nhi gian khổ, nhưng hắn vẫn luôn ở nỗ lực chưa bao giờ có dừng lại bước chân. Có thể nói hầu đậu đậu đi tới đường xa muốn so Điêu Nhi gian nan. Một đường đi tới. Hầu đậu đậu tìm được hầu tộc nhận quá thân đã lại sư, nhưng hắn phát hiện kết quả là vẫn là không có bao lớn thay đổi. Đương nhiên kỳ thật chỉ có chính hắn biết, làm như vậy, đều là bởi vì tưởng trở thành cường giả, nghĩ có thể giúp đỡ Dương Nghị Vân, nghĩ có thể cùng Điêu Nhi giống nhau tùy hứng. Nhưng chung quy vẫn là khoảng cách càng ngày càng xa, thậm chí có một đoạn thời gian thoát ly Dương Nghị Vân, sau lại mới suy nghĩ cẩn thận, hắn tưởng trưởng thành còn cần thiết đi theo đại ca Dương Nghị Vân bước chân. Sự thật chứng minh. Hắn là đúng rồi, phi thăng đến thần giới lúc sau, thỏ ra an bài bọn họ tu luyện, nói là phụng Dương Nghị Vân mệnh lệnh. Hôm nay hắn gặp lại thật sự trở thành muốn chính mình. Tu vi thượng bước vào hợp đạo ba tầng. Thông tí viên hầu thiên phú thể hiện rồi ra tới. Gặp lại hắn rốt cuộc có thể đối đại ca nói một câu, ta có thể giúp đỡ ngươi, không ở là cái kia kéo chân sau hầu đậu đậu. Ca hầu đậu đậu ôm Dương Nghị Vân. Ngươi cũng trưởng thành. Dương Nghị Vân cùng hầu đậu đậu hùng ôm. Đồng thời hắn ánh mắt nhìn quét toàn trường, rất nhiều năm đó lão bộ hạ đều ở. Tử Hoàng, Thanh Nghiêu, Ngũ Hành Chuột, thậm chí là Tuyết Miêu từ tất cả đều ở đen nghìn nghịt một tảng lớn, làm Dương Nghị Vân lại nghĩ tới năm đó tại hạ giới chinh chiến cảnh tượng. Đáng tiếc chính là Tử Hoàng bọn họ tu vi cũng không như hợp đạo, bất quá tương đối tới nói đã thực không tồi một đám đều là thiên đạo quy tắc 5 trọng 4 trọng, kém cỏi nhất cũng đều có thiên đạo sơ cấp bậc. Hơn 1000 hào đại yêu, trường hợp đồ sộ. Đến nỗi hầu đậu đậu tiểu tử này đích xác xưa đâu bằng nay, không hổ là thông tí viên hầu huyết mạch, hắn càng là thỏ ra trong miệng đại thánh chi nhất. Xem như cùng Điêu Nhi tiểu phượng hoàng các nàng một cái cấp bậc. Kế tiếp đó là cùng cái này ngày xưa lão bộ hạ gặp mặt ôn chuyện,
ở dài đến số giờ lúc sau, mới kết thúc. Lúc sau Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng, phản hồi thần giới vân môn thần cảnh. Chúng thần vực hành trình xem như viên mãn kết thúc. Đương nhiên đây là đối Dương Mỗ Nhân mà nói viên mãn, lúc trước cùng hắn cùng nhau tiến vào những cái đó thế lực người, đã có thể không thể xưng là viên mãn, mà là thảm thiết. Bởi vì đại đa số đều bị Dương Nghị Vân xử lý. Dư lại kia mấy cái thế lực, cũng đều không có tiến vào chúng thần vực trung tâm, đương nhiên bọn họ là không có can đảm lượng cùng thực lực tiến vào. Rốt cuộc chúng thần vực trung tâm được xưng hợp đạo mới nhưng nhập, Dương Mỗ Nhân là cái ngoại lệ. Đi vào lúc sau, đụng tới hợp đạo cường giả, cũng đều cùng hắn trở thành cạnh tranh quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn là hắn đi tới tổ sau. Cửu Lê Ti A cuối cùng chạy thoát, có thể tưởng tượng đến sau khi ra ngoài, hắn sẽ có bao nhiêu địch nhân. Nhưng Dương Nghị Vân hiện tại để ý sao? Đáp án là phủ định. Không nói đến chính hắn hiện tại đều là hợp đạo 4 tầng tu vi, chỉ cần Tiểu Phượng Hoàng các nàng đều đã trở thành trí cường giả. Hơn nữa mặt khác yêu chúng, số lấy ngàn kế thiên đạo cấp bậc, này cổ thế lực, đi ra ngoài, hắn không khi dễ người khác liền thắp nhang cảm tạ, nếu là cái kia thế lực không có mắt tiến đến tìm phiền toái, Dương Nghị Vân sẽ rất vui lòng. Bất quá nói trở về, từ giờ trở đi hắn địch nhân đã bay lên tới rồi Tu La tộc, vượt qua tam giới ở ngoài. Đến nỗi thần giới sinh linh, lại nói tiếp, kỳ thật xem như cùng cái trận doanh. Có thể không đánh hắn liền sẽ không động bọn họ. Nhưng là bị người khăng khăng tìm hắn phiền toái, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Này trong đó chuyện thứ nhất, là hắn cần thiết phải làm. Bên kia là sau khi ra ngoài, chuẩn bị đánh thượng 33 thiên điện đi tìm đế tôn giải quyết ân oán. Mặc kệ đế tôn cái này lão tiểu tử có phải hay không cùng Tu La tộc có quan hệ, 33 thiên điện cái này thế lực hắn đều phải từ thần giới hủy diệt. Đệ nhất có thù không báo phi quân tử, huống hồ Dương Mỗ Nhân trước nay cũng chưa cho rằng quá chính mình là quân tử, năm đó bị 33 thiên điện đế tôn dưới tỏa những cái đó chó săn đuổi theo mãn thần giới như chó nhà có tang giống nhau đào vong, có bao nhiêu thứ nửa cái chân ở quỷ môn quan bồi hồi, trong đó chua xót cùng ủy khuất chỉ có chính hắn cắn nha nuốt trong bụng. Khi đó hắn liền phát hiện quá lời thề, một ngày kia nhất định phải đem 33 thiên điện nhổ tận gốc. Đệ nhị hắn cũng biết đế tôn sẽ không bỏ qua hắn, đây là số mệnh giống nhau, tới rồi hiện giờ hai bên đều mặc kệ là túc không số mệnh, chỉ cần là thể diện đều không qua được, cho nên tất có một trận chiến. Hoặc là nói hắn sở đại biểu phi thăng nhất tộc cũng hoặc là càn khôn thần giới thế lực, cùng đế tôn sở đại biểu 33 thiên điện thiên tộc, cần thiết phải có một phương diệt vong, chuyện này mới có thể tính xong. Đệ tam cũng là Dương Nghị Vân sát tâm cuối cùng nhất không thể từ bỏ một chút, muốn đem 33 thiên điện xóa tên. Vì cái gì? Bởi vì đế tôn sở xuất lĩnh 33 thiên điện thế lực quay chung quanh thiên tộc quần thể, đã hình thành một cái ở thần giới dị dạng ý thức tư duy, dùng địa cầu nói chính là cái này thiên tộc phản nhân loại tới rồi cực điểm, đáng chết. Ở 33 thiên điện cầm đầu thiên tộc quần thể xem ra, phi thăng nhất tộc chính là đê tiện đàn tộc, liền không nên ở thần giới xuất hiện. Hắn nhiều năm như vậy ở thần giới du lịch, gặp qua quá nhiều 33 thiên điện thế lực thiên tộc quần thể bá đạo cùng tàn hại mặt khác đàn tộc sự, quá nhiều không thể miêu tả. Cho nên 33 thiên điện so xóa tên thần giới, đế tôn hắn phải giết. Trước kia là không thực lực, hiện tại hắn tự nhận là có. Mặc kệ như thế nào, này chiến so sát. Hắn có hợp đạo 4 tầng tu vi, truyền thuyết đế tôn đồng dạng là hợp đạo 4 tầng, chẳng qua có thể là hợp đạo 4 tầng đỉnh. Đánh sâu vào 5 tầng về một cảnh giới. Nhưng thì tính sao? Hắn bên người hiện giờ hội tụ Tiểu Phượng Hoàng các nàng. Các nàng dùng thỏ ra nói ở khai thiên thời đại nhưng đều là thánh thiên đế dưới tòa đại thánh tồn tại. Lại có gì sợ? 3 ngày lúc sau, Dương Nghị Vân dẫn dắt đại gia về tới vân môn thần cảnh thế giới. Rất nhiều lão bộ hạ hòa thân người bằng hữu trở về, làm cho cả vân môn đều náo nhiệt lên. Dương Nghị Vân làm chuyện thứ nhất. Đó là đem vân môn thần cảnh giới thế giới từ che giấu trạng thái phóng tới chỗ sáng, tìm kiếm thần giới phi thăng núi non phương Đông Sơn Đỉnh, làm vân môn thần giới căn cơ nơi. Nơi này cũng sẽ là hắn ngày sau thành lập thánh đạo thiên đình tránh ở. Tạm thời liền đem vân môn thần cảnh thả ra đi, xem như cấp thần giới thế lực một cái tín hiệu. Đích xác đương vân môn thần cảnh xuất hiện ở phi thăng sơn lúc sau, toàn bộ thần giới đều hỗn động, vân môn sở đại biểu càn khôn thần tộc thế lực hoàn toàn từ âm u đi tới bên ngoài. Này biểu thị vân môn quật khởi cùng càn khôn thần tộc một mạch trả giá. Càng biểu thị cùng 33 thiên điện quyết chiến sắp đã đến. Dương Nghị Vân càng là đối ngoại đối nội tuyên bố,
ngàn năm lúc sau phạt 33 thiên điện. Này tin tức một chỗ, toàn bộ thần giới ổ lên. Mà quỷ dị chính là duy độc đương sự giả 33 thiên điện im ắng không có bất luận cái gì đáp lại, bất quá lại là có người phát hiện, 33 thiên điện rơi dụng bên ngoài cường giả một đám đều bắt đầu phản hồi. Này liền tỏ vẻ hai bên đều bắt đầu chuẩn bị một trận tử chiến. Vân môn thần cảnh thế giới, Dương Nghị Vân trở về lúc sau, gặp qua người nhà bằng hữu lúc sau, tuyên bố ngàn năm sau đánh thượng 33 thiên điện tìm đế tôn quyết chiến, lúc sau hắn liền bế quan. Nếu muốn tìm đế tôn quyết chiến, hắn tự nhiên phải làm một ít chuẩn bị, thực lực cường đại rồi cũng không đại biểu hắn sẽ coi khinh đế tôn. Rốt cuộc đế tôn được xưng thần giới cận đại đệ nhất cường giả, đương nhiên đây là bên ngoài thượng. Nhưng Dương Nghị Vân lại là biết càng nhiều một ít, chưa chừng đế tôn cùng Tu La tộc có quan hệ, càng thêm phải cẩn thận. Cho nên hắn chuẩn bị ngàn năm thời gian, cũng là tưởng ở ngàn năm trong vòng đi tìm hiểu một chút thiên tâm. Có thiên tâm trong người, hắn mới có tự tin, càng là hắn tu luyện mấu chốt, cũng là hắn tương lai chứng đạo hỗn nguyên mấu chốt. Dung Linh một nói, thiên tâm mới là người trở thành cường giả căn bản. Hiểu được thiên tâm tu luyện quan trọng nhất. Ở chúng thần vực thế giới hắn chỉ là được đến, nhưng không có cẩn thận đi tìm hiểu quá. Đương nhiên trừ bỏ thiên tâm ở ngoài, còn có sinh mệnh thạch thăng cấp bản, sinh mệnh suối nguồn, hoặc là nói kêu bất lão tuyền cũng là trong đó một cái có thể làm hắn trở thành trí cường giả mấu chốt. Đồng dạng hắn yêu cầu tu luyện yêu cầu đi tìm hiểu. Còn có thiên phạt chi trường, tổng cộng tam trường tu luyện, hắn chỉ là ở chúng thần vực thế giới tìm hiểu tu luyện đệ nhất trường vạn vật. Còn có đệ nhị trưởng thiên phạt thiên địa cùng đệ tam trưởng thiên phạt đại đạo, đều chờ hắn đi tu luyện tìm hiểu. Đây là phi thường cường đại công kích thần thông. Lần này hắn liền phải nếm thử một chút đệ nhị trưởng thiên phạt thiên địa tu luyện, nếu là có thể tu luyện thành, đến lúc đó tìm đế tôn đi chiến đấu, sẽ càng có nắm chắc. Ngoài ra hắn tu vi cảnh giới nói thật tăng lên quá nhanh, có thể nói căn cơ đều không quá ổn, là thỏ ra cùng linh một kiến nghị làm hắn tu luyện ngàn năm ở xuất quan đi tìm đế tôn. Vì thế trở về lúc sau, Dương Nghị Vân bế quan, dù sao hiện tại có thỏ ra cùng linh một bọn họ ở, vân môn thần cảnh liền tính là bãi ở bên ngoài, tin tưởng cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Linh một chính là thánh đạo, điểm này Dương Nghị Vân bế quan phía trước phải tới rồi xác nhận. Này xem như cái thứ nhất sống sờ sờ thánh nhân ở hắn vân môn. Bế quan tu luyện ngàn năm lúc sau tấn công 33 thiên điện, tìm đế tôn quyết chiến. Ngàn năm thời gian ở thần giới nói mau không mau, nói chậm cũng không chậm. Ở Dương Nghị Vân bế quan lúc sau, toàn bộ thần giới kỳ thật đều lâm vào một loại trong bình tĩnh, mà loại này bình tĩnh là Sơn Vũ Dục Lai Phong mãn lâu bình tĩnh, điểm này rất nhiều thế lực đều biết. Tỷ như đại đạo điện sau lưng 10 đại gia tộc thế lực cùng tứ đại ngoại đạo thế lực, còn giống như người hoàng đảo thế lực từ từ, kỳ thật mọi người đều biết Dương Nghị Vân cùng đế tôn chi gian ân oán. Hoặc là nói đây là một lần hai cái thời đại người mối hận cũ. Mọi người đều bảo trì bình tĩnh, cũng đều rõ ràng, này sẽ là thần giới thế lực một lần nữa tẩy bài, lúc sau đó là trật tự mới kéo ra màn che, càng là kỷ nguyên mới bắt đầu. Có người ngo ngoe dục dịch, có người ở bàng quan. Mà 33 thiên điện còn lại là ở ngàn năm bên trong nhân viên ám lưu dũng động, có rất nhiều cường giả bị triệu hoán về tới 33 thiên điện. Đế tôn lại là vẫn luôn đều không có truyền ra tin tức tới. Đến nỗi Dương Nghị Vân nơi vân môn thần cảnh, lần này là phi thường cao điệu, trực tiếp đem vân môn thần cảnh thế giới căn cơ tọa lạc ở phi thăng núi non nhất phương Đông, tuyên bố ngàn năm lúc sau thảo phạt 33 thiên điện, thỏ ra tự mình chỉ huy chuẩn bị chiến tranh, liền chờ Dương Nghị Vân xuất quan lúc sau trực tiếp đánh thượng 33 điện đi. Vân môn thần cảnh thế giới hiện thế ở thần giới phi thăng núi non sau. Dương Nghị Vân thiết hạ một cái cao ước trăm trượng ra vào môn hộ, chưa từng có đóng cửa thượng, tựa hồ một chút đều không sợ 33 thiên điện người lớn hơn môn. Mà sự thật chứng minh 33 thiên điện người cũng không có tiến đến. Cái này làm cho thần giới rất nhiều thế lực sôi nổi suy đoán có phải hay không túng. Dù sao vẫn luôn từ Dương Nghị Vân tuyên bố ra ngàn năm lúc sau thảo phạt bắt đầu, 33 thiên điện trước sau liền không có bất luận cái gì đáp lại. Chỉ là có người nhìn đến 33 thiên điện bên ngoài cường giả lục tục quay trở về Đại Thiên Sơn, chứ cái này ra ở cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Đại Thiên Sơn đó là 33 thiên điện thần cảnh thế giới nơi thần giới chi sơn, 33 thiên điện cùng vân môn thần cảnh thế giới giống nhau đều là một phương thần cảnh giới thế giới, sở tại vẫn luôn đều ở thần giới phương Tây Đại Thiên Sơn đỉnh, ở nơi nào có cái môn hộ chính là cực lạc chi môn, đó là 33 thiên điện thế giới nhập khẩu.